Bác sĩ thiên tài, Tần Lạc. Tập 21. Chương 363, sự việc đại minh tinh bị bỏng. Cha, con sẽ cho người chơi lại Hà gia, con không tin cái lão bất tử đó không cần cả tính mạng con của lão. Lão đuổi tận giết cùng chúng ta, lão cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình, sắc mặt Ngôn Thừa Hoan vô cùng hung ác, có vẻ hắn ta muốn ra tay phản đòn. Thúi lắm, ai cho mày động vào người của Hà gia? Ông ta đập tay xuống bàn trà, chuyên trà và chén trà rung lên lộp cộp. Chuyện này là do người Hà gia gây ra, sao chúng ta lại không thể động vào người của Hà gia? Chúng ta đối phó với gã thanh niên đó thì có ích lợi gì? Khi đó Hà gia gây áp lực lên chúng ta thì không phải chúng ta lại sẽ phải thả người sao? Ngôn Thừa Hoan có vẻ không hiểu ý của cha hắn ta. Thừa Hoan, con làm ta rất thất vọng, Ngôn phụ thở dài nói, Hà gia là một cây đại thụ dễ sâu, cành là tốt tươi. Nếu như chúng ta động vào người của Hà gia, sau này chúng ta còn có thể tồn tại ở Đài Loan nữa không? Chẳng lẽ con muốn cha con chúng ta phải bổ trốn khắp nơi sao? Tổn thương 800, giết địch 1000 chứ làm gì có đạo lý nào là giết địch 800 tổn thương 1000 không? Vậy chúng ta ra tay với cái thằng mặt trắng đó sao? Không sai, giết gà dọa khỉ, chúng ta ra tay với thằng nhãi đó để cho Hà gia thấy thái độ của chúng ta. Nếu như tiếp tục gây chuyện với chúng ta thì chúng ta sẽ tìm người trả đũa, như vậy Hà gia không có bất kỳ thương tổn nào mà bọn họ cũng sẽ không thể không tin chúng ta cá chết lưới rách. Thế nhưng thế lực của người phụ nữ đó rất mạnh, Ngôn Thừa Hoan nhớ tới người phụ nữ mang mầm họa hại nước hại nhà, chỉ một lần gặp gỡ sẽ không bao giờ quên được đó. Trong lòng hắn ta không khỏi có một cảm giác tiếc nuối. Ồ, ta đã điều tra ra thế của người phụ nữ đó. Rất khủng khiếp, rất khủng khiếp. Nếu như chuyện này thật sự nghiêm trọng hơn, cha con chúng ta không còn chỗ đứng ở Đài Loan thì không còn chỗ nào để đi nữa, Ngôn phụ nói. Dạ, thưa cha, con biết nên làm gì, Ngôn Thừa Hoan nói. Chờ một lát, Ngôn phụ nói. Không cần con ra tay, bây giờ con đang bị người khác chú ý, chuyện này ta sẽ cho người đi xử lý. Vết thương ở chân Tần Lạc đã hoàn toàn khỏi, Tần Lạc không thể cứ tiếp tục ngồi trên xe lăn được nữa. Hắn e sợ Hà gia sẽ nghi ngờ khả năng của các y bác sĩ của mình, có khi lại ra tay sa thải toàn bộ các bác sĩ chủ chốt. Một người bị bong gân mà cũng không chữa khỏi thì còn ở lại bệnh viện làm gì? Một khi bệnh đã khỏi thì cũng không tiện ở lại trong bệnh viện nữa, vì vậy Tần Lạc rời khỏi bệnh viện vào ở trong một khách sạn mà Trần Tư Tuyền đã thuê trước cho hắn. Hôm nay Tần Lạc không đi ra ngoài, hắn đang ngồi ở ghế ngoài ban công phơi nắng, đọc một quyển tạp chí y học. Âu Dương Lâm ngồi đối diện với Tần Lạc, hai mắt của hắn nhắm lại mà như không phải nhắm, không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Từ sau khi xảy ra sự kiện lừa dối trong cuộc đấu y, hắn bị quỷ y phái trục xuất ra khỏi phái, hắn vẫn giữ thái độ của một hoạt tử nhân cho tới bây giờ. Tần Lạc cũng mặc kệ, không quan tâm tới chuyện của Âu Dương Lâm. Hắn đã là người trưởng thành, bản thân hắn phải tự biết mình muốn làm gì. Ánh mắt Tần Lạc rời khỏi tờ tạp chí y học. Chăm chú nhìn chiếc điện thoại di động để trên bàn trà, thầm nghĩ tại sao tới bây giờ người phụ nữ đó vẫn chưa tới. Tần Lạc có hẹn với Mễ Tử An, xế chiều hôm nay hắn sẽ giúp chị cố tật tế nhị cho nàng. Hai người vốn hẹn nhau vào lúc 2 giờ rưỡi, bây giờ đã tới giờ rồi mà vẫn chưa thấy Mễ Tử An tới. Hắn vừa mới có suy nghĩ như vậy thì chuông điện thoại đã vang lên. Ngay khi Tần Lạc vừa bấm nút nhận cuộc gọi thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói hốt hoảng của Mễ Tử An. Nàng gần như là phát khóc, Tần Lạc, anh có thể trị vết bỏng không? Có chuyện gì vậy? Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Bệnh hôi nách còn chưa chữa khỏi sao bây giờ đã lại quay sang chữa bỏng rồi? Đúng, An bị bỏng, Mễ Tử An sốt ruột nói. Là An hả? Tần Lạc nhìn Âu Dương Lâm đang ngồi đối diện với mình, Âu Dương Lâm vẫn ngồi cúi đầu, có vẻ hắn không quan tâm tới việc Tần Lạc đang nói chuyện với ai. Tần Lạc hỏi lại, An là ai? Anh không biết An là gì sao? Tôi chỉ biết Vân An thôi. Đừng nói giỡn với tôi nữa. Tôi khóc bây giờ này, Mễ Tử An tức giận nói, An là bạn của tôi. Cô ấy bị bỏng lúc đang quay phim. Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đang ở khách sạn chờ chị, Tần Lạc nghiêm mặt nói. Được, anh cứ chờ tôi ở đó. Bây giờ tôi sẽ tới đón anh, Mễ Tử An nói xong liền ngắt cuộc gọi. Lần này Tần Lạc không phải chờ đợi quá lâu. Khi chuông điện thoại di động vang lên một lần nữa, hắn liền cầm điện thoại đi xuống lầu. Khi ra tới đại sảnh của khách sạn, Tần Lạc không nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ rất đẹp của Mễ Tử An đâu. Hắn chỉ nhìn thấy một chiếc Audi màu đen đang đỗ trước cửa. Nhìn thấy Tần Lạc đi ra,
còi chiếc xe Audi vang lên ra hiệu cho hắn. Tần Lạc quay đầu nhìn thoáng qua chiếc Audi, sau đó hắn lại quay người tìm kiếm bóng dáng của Mễ Tử An. Chẳng lẽ người phụ nữ này lại cố ý trêu chọc mình sao? Tần Lạc thầm nghĩ. Chỗ này cửa kính của chiếc xe Audi hạ xuống. Gương mặt của một cô gái đeo kính râm hiện ra vẫy tay với Tần Lạc. Lúc này Tần Lạc mới biết là Mễ Tử An đã tới, nhưng nàng đã thay đổi sang chiếc xe bớt màu mè hơn mà thôi. Tần Lạc đi tới trước cửa xe bên phía đối diện, hắn mở cửa ra rồi hỏi, có chuyện gì vậy? Bạn của chị bị bỏng hả? Đúng vậy, khi quay phim vì quy trình thuốc nổ có vấn đề nên khi bọn họ vẫn chưa đi ra ngoài thuốc nổ đã nổ sớm nên đã bị bỏng bởi lửa, bây giờ đang điều trị ở trong bệnh viện. Bác sĩ nói có khả năng phải cấy ghép ra, Mễ Tử An nghẹn ngào nói. Giọng nói của nàng uất nghẹn, mấy lần phải ngừng lại. Xem ra mối quan hệ của nàng với ngôi sao đó rất gắn bó. Cấy ghép ra sao, vậy xem ra vết bỏng đó rất nghiêm trọng, Tần Lạc nói. Anh có thể chữa trị không? Hiện tại vẫn chưa rõ ràng, trước tiên phải nhìn qua thì mới biết được, Tần Lạc nói. Không phải vết sẹo ở chân Trần Tư Tuyền là do anh chữa khỏi sao? Mễ Tử An nói. Tại sao chị lại biết chuyện này? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Tôi đã lên mạng tìm hiểu thông tin của mấy người. Trước khi Trần Tư Tuyền phân phối sản phẩm Thiên Thành ở Đài Loan, chính bản thân cô ấy đã trải qua chữa trị, còn có những người mẫu khác và bạn bè của cô ấy có thể chứng minh, Mễ Tử An nói. Tần Lạc cười gượng, người phụ nữ này thật sự rất tỉ mỉ, đúng là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vết thương đó của Tư Tuyền rất nhỏ, hơn nữa mức độ bị thương cũng không nặng. Nếu như phạm vi vết bỏng lớn như đã nói thì tốt hơn là nên cấy ghép ra. Nghề nghiệp của các chị có hơi đặc biệt một chút. Cấy ghép da cũng không phải là một biện pháp chữa trị tồi, Tần Lạc thẳng thắn nói. Tôi van anh hãy cố gắng cứu chữa cho bạn tôi, cùng lắm thì tôi nợ anh một món nợ ân tình. Anh bảo tôi làm cái gì tôi cũng nguyện ý làm, Mễ Tử An nói. Tôi chỉ có một người tri kỷ này thôi. Tôi sẽ cố gắng, Tần Lạc cảm nhận được sự phiền muộn của nàng, hắn gật đầu nghiêm túc trả lời. Trong lòng Mễ Tử An vô cùng suốt ruột nên nàng lái xe như bay. Đoạn đường như bị kéo ngắn lại nhanh như chớp. Trong thoáng chốc hai người đã tới trước cổng một bệnh viện. Khu bệnh viện này nằm ở ngoại thành Đài Bắc, phong cảnh vô cùng tươi đẹp, không có khung cảnh ồn ào của cảnh người đến và đi, nhưng xe tới thăm viếng xếp thành một dãy dài trông rất quý phái. Chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài cũng biết bệnh viện này chỉ dành cho những người bệnh có thân phận rất cao. Sau khi cho xe vào bãi đỗ xe, Mễ Tử An kéo tay Tần Lạc chạy thẳng vào một tòa cao ốc. Mễ Tử Anh đã đội mũ cùng với đeo kính râm che khuất một nửa khuôn mặt mà trên đường đi vẫn có người nhận ra nàng. Thỉnh thoảng lại có ai đó kinh ngạc gọi tên nàng. Tần Lạc thầm nghĩ, lầm một ngôi sao cũng rất khổ cực. Thế nhưng khi Tần Lạc nghĩ tới danh tiếng ngày càng cao của mình, rất có khả năng cũng sẽ rơi vào một hoàn cảnh như vậy, tâm trạng của hắn không khỏi buồn bực. Sau này cho dù là ăn uống hay là đi vệ sinh thì cũng có người nhìn chằm chằm vào mình. Cuộc sống như vậy gây cho người ta cảm giác khổ sở sống không chết. Mễ Tử An chạy rất nhanh, nàng nhanh chóng kéo Tần Lạc vào thang máy, ấn nút lên tầng 8. Cửa thang máy vừa mới mở ra, một đám người đã ầm ầm chạy tới vây chặt Mễ Tử An và Tần Lạc vào giữa. Xoẹt xoẹt, ánh đèn flash lóe lên chói mắt làm Tần Lạc không thể mở mắt ra được. Mễ Tử An tiểu thư, tình hình như thế nào? Cô có thể nói cho chúng tôi biết nguyên nhân của chuyện đó không? Mễ Tử An tiểu thư, vết thương có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói thế nào? Có người nói lần bị bỏng lần này là do kịch bản của bọn họ bị sửa đổi, có thật vậy không? Mễ Tử An tiểu thư, người thanh niên này có phải là bạn trai của cô không? Mễ Tử An không ngờ ở đây bỗng nhiên lại có nhiều phóng viên tụ tập vậy. Nàng xua tay nói, xin mọi người hãy giữ yên lặng được không? Xin mọi người hãy giữ yên lặng, quả thật là có người bị thương. Không ai có thể nói giỡn với loại chuyện thế này. Tôi không cần biết người khác suy đoán ra bất kỳ mục đích gì. Tôi chỉ hy vọng người hãy ủng hộ và cùng với tôi cầu nguyện cho cô ấy. Nói xong nàng không trả lời câu hỏi của giới truyền thông nữa, nàng nắm tay Tần Lạc, hai người cố sức gạt mọi người ra xông về phía trước. Nhân viên nghiệp vụ ở bên trong đã nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, lập tức có người tới trợ giúp hai người, ngăn cản các phóng viên muốn đuổi theo. Chị Lưu, chú và mấy người A gì đâu? Mễ Tử An hỏi một người phụ nữ trung niên đang tiến lại đón. Trong phòng họp, ông chủ của công ty đã ở đây. Mọi người đang cùng các bác sĩ thảo luận về chuyện giải phẫu, người phụ nữ mặc trang phục đen trả lời, sắc mặt cô khá lo lắng. Hãy dẫn tôi tới đó. Tôi đưa thầy thuốc tới, Mễ Tử An nói.
Chị Lưu liếc nhìn Tần Lạc rồi gật đầu với hắn, sau đó cô bước nhanh lên trước dẫn đường, dẫn hai người tới phòng họp ở cuối hành lang. Chị Lưu dẫn đầu đưa hai người tới trước cửa một gian phòng rồi gõ cửa. Khi ở bên trong vang lên âm thanh, mời vào, chị Lưu mới đẩy cửa thò đầu vào trong nói, Mễ Tử An tiểu thư tới, còn dẫn theo một thầy thuốc. Mau mời cô ấy vào đây, giọng nói rất to của một người đàn ông vang lên. Đi thôi, Mễ Tử An kéo tay Tần Lạc vào vừa. Nàng gật đầu với những người ngồi xung quanh bàn hội nghị và nói, tình hình thế nào? Liệu có thể chữa trị khỏi hết không? Chúng tôi đang thảo luận chuyện giải phẫu, một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn rất quý phái đứng lên nói, Tử An, cô dẫn bạn của mình lại ngồi đi. Vị này là bác sĩ hả? Ừ, thầy thuốc trung y rất giỏi, Mễ Tử An nói. Người khác không chữa khỏi bệnh hôi nách, anh ta chữa khỏi. Chẳng lẽ như vậy cũng không tính là giỏi sao? Trung y hả? Chỉ sợ là không thể giúp gì được, một người đàn ông ngồi ở ghế chủ tọa nói. Chương 364, liên tục mắng mấy ngày liền. Người ngồi ở ghế chủ tọa là một người đàn ông trung niên trên 40 tuổi, đầu lưa thưa tóc, đeo kính. Ông ta mặc một cái áo blue trắng của bác sĩ Tây Y. Tướng mạo bình thường nhưng cũng có một phong cách nho nhã, lịch sự. Ông ta chính là bác sĩ chuyên khoa da Thôi Vĩnh Minh. Cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực điều trị vết bỏng trên da khá nổi danh trên trường quốc tế. Lần này đại minh tinh bị thương trong quá trình quay phim nên công ty quản lý đã mời ông ta tới giúp điều trị. Ông ta nhìn Tần Lạc nói, chàng trai, không phải tôi nói chuyện khó nghe. Tôi cũng có hiểu biết nhất định với trung y. Trong vấn đề trị vết bỏng tôi e rằng trung y khó có trợ giúp gì. Tôi chỉ vào đây nghe mọi người thôi. Mọi người cứ tiếp tục đi, Tần Lạc cười. Hắn đưa tay ra làm hiệu mời mọi người cứ tiếp tục. Trước khi chưa hiểu rõ vấn đề, hắn thực sự không muốn nói bất kỳ điều gì. Mễ Tử An ung dung ngồi bên cạnh một người phụ nữ có vẻ hiền lành, nàng cầm chặt tay người phụ nữ đó. Ngồi bên cạnh người phụ nữ đó là một người đàn ông trung niên mặc một bộ com lê đen, sắc mặt ông ta khá tiều tụy, đang hút thuốc, có lẽ ông ta chính là cha của người bệnh, còn có hai cô gái trẻ khác, có lẽ cũng là người thân. A Di, cứ yên tâm. Không có việc gì đâu, Mễ Tử An an ủi. Ừ, cảm ơn Tử An, người phụ nữ khẽ lau nước mắt ở khóe mắt, gật đầu nói. Được rồi, tiếp theo chúng ta thảo luận về việc chính bác sĩ Thôi Vĩnh Minh nói, đầu và gương mặt không bị gì nhưng toàn thân và tứ chi đều bị bỏng từ độ 3 trở lên. Bác sĩ, bỏng độ 3 là như thế nào? Mễ Tử An hỏi. Thông thường căn cứ theo mức độ tổn thương, nông sâu của vết bỏng ảnh hưởng tới làn da, có thể chia làm 4 độ khác nhau. Bỏng độ 3 là lớp da giữa đã hoàn toàn bị phá hủy, làm tổn thương tầng mô liên kết. Tình trạng của làn da lúc này là có màu trắng bệch hay giống như than cốc, rất cứng nhưng không đau, không thể tự lành miệng vết thương được, Thôi Vĩnh Minh đứng lên giải thích. Mễ Tử An hít một hơi thật sâu hỏi tiếp, vậy có nghiêm trọng không? Liệu có ảnh hưởng gì tới tính mạng không? Chắc chắn là không, Thôi Vĩnh Minh nói, đầu và gương mặt cô ấy hoàn toàn tốt, không có tổn thương gì. Ý thức tầng sâu của cô ấy vẫn hoàn toàn tỉnh táo nhưng cô ấy tạm thời hôn mê bất tỉnh là do cơn đau đớn của thân thể gây ra. Mọi người cứ yên tâm, không việc gì hết. Bây giờ vấn đề chúng ta phải thảo luận là phương án khôi phục làn da như cũ cho cô ấy, vì dù sao cô ấy cũng là một ngôi sao nổi tiếng trong nước. Sự nghiệp của cô ấy đang phát triển thuận lợi như vậy thì không thể để làn da ảnh hưởng tới tiền đồ của cô ấy. Đúng, chúng ta nhất định phải chú ý tới điều này. Cho dù chúng ta có tốn kém bao nhiêu đi nữa cũng nhất định phải trả lại cho cô ấy một làn da hoàn mỹ như ban đầu. Cô ấy chính là một tiểu thiên sứ của chúng ta, người đàn ông lúc nãy nói mời vào bây giờ mới lên tiếng. Anh ta là ông chủ của công ty quản lý nên nói như vậy cũng có mục đích của mình. Lúc này Tần Lạc mới để ý tới anh ta. Đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi, tính cách có vẻ hơi nhỏ nhen, anh ta mặc một bộ Âu phục vừa khít người. Ngồi xung quanh anh ta là mấy người thoạt nhìn cũng biết đó là nhân viên. Chị Lưu vừa dẫn hai người Tần Lạc vào phòng cũng ngồi ở bên đó. Nhìn thấy Tần Lạc đang quan sát mình, anh ta khẽ nhếch môi cười với Tần Lạc, để lộ ra hai hàm răng trắng tinh. Trong nháy mắt đó Tần Lạc có cảm giác kỳ quái về vẻ mặt của người đàn ông đó. Biện pháp duy nhất là cấy ghép da, Thôi Vĩnh Minh nói, bị bỏng độ 3, tầng da giữa của da đã bị hoại tử. Hoàn toàn không có khả năng khôi phục hoàn toàn nếu dùng các biện pháp trợ giúp bên ngoài, cho dù có dùng các loại thuốc bôi da đắt tiền cỡ nào đi nữa cũng không thể nào làm sống lại tế bào của vùng da bị tổn thương. Việc giải phẫu có gì nguy hiểm không? Không, tôi sẽ tự mình cầm dao tiến hành cấy ghép, tôi cũng sẽ tìm những bác sĩ có kinh nghiệm nhất tới phụ mổ cho tôi, Thôi Vĩnh Minh nói vẻ cam đoan,
nhưng đương nhiên điều này cũng phụ thuộc vào khả năng thích ứng của cơ thể cô ấy. Liệu tôi có thể đi gặp qua bệnh nhân một chút không? Tần Lạc lên tiếng hỏi. Nếu như người nhà của bệnh nhân không có ý kiến gì thì chúng tôi cũng không có vấn đề gì thôi, Vĩnh Minh nói. Vừa rồi ông ta đã nói thẳng với người thanh niên này. Nếu là một người trẻ tuổi khác thì e sẽ không chịu nhịn được. Dù gương mặt hết sức bình thản nhưng trong lòng cũng sẽ vô cùng khó chịu. Ông ta thật sự không ngờ người thanh niên này không có một biểu hiện khác thường nào, ngược lại vẻ mặt của người thanh niên này lại có thiện ý với ông ta. Nụ cười đó rất thuần khiết, hoàn toàn không phải giả bộ. An Phụ nhìn Tần Lạc, ông ta cũng không tin tưởng Tần Lạc, không vì bất kỳ điều gì khác mà chỉ vì Tần Lạc còn quá trẻ, gương mặt tươi cười nhưng lại có vẻ ngây ngô, hoàn toàn không giống gì với một thầy thuốc siêu việt. Không có 30 năm khổ luyện sao có thể làm một thầy thuốc trung y nổi tiếng đây. Thế nhưng Tần Lạc là người bạn Mễ Tử An mang tới nên ông ta cũng không tiện từ chối. Ông ta nói, không sao, chúng ta đi thôi. Thôi Vĩnh Minh đứng lên nói, đi thôi, tôi dẫn cậu tới đó. Tần Lạc đứng lên đi theo sau Thôi Vĩnh Minh đi ra khỏi phòng họp. Lúc này ở trong phòng bệnh, người bệnh mới bị bỏng sẽ phải chịu những cơn đau đớn như cắt da cắt thịt. Đương nhiên cần phải cho người bệnh dùng các loại thuốc an thần để vượt qua thời khắc vô cùng quan trọng này. Sau khi thay trang phục đã tiêu trùng, Thôi Vĩnh Minh và Tần Lạc cùng tiến vào phòng bệnh. Lúc này bệnh nhân vẫn ở trong trạng thái mê man bất tỉnh. Bên cạnh bệnh nhân có hai y tá túc trực 24 giờ để săn sóc bệnh nhân. Toàn bộ vết thương đã được băng bó bằng băng gạc. Thôi Vĩnh Minh thấy Tần Lạc chăm chú nhìn vết thương nên ông ta lên tiếng giải thích. Hay để tôi bảo y tá tháo một đoạn ra cho cậu xem. Không sao, Tần Lạc lắc đầu nói. Hắn không có ý định để Thôi Vĩnh Minh tháo băng gạc băng bó ra. Hắn đưa tay ra đè lên phần tay của bệnh nhân không bị bỏng rồi hắn đặt tay lên cổ tay bắt đầu bắt mạch. Thôi Vĩnh Minh tò mò nhìn động tác của Tần Lạc hỏi, cậu có phát hiện gì hả? Trung Quốc có một câu nói là nhìn lá rụng biết mùa thu tới. Vị trí da tay bị bỏng của cô ấy tất nhiên ảnh hưởng tới việc vận chuyển công năng bình thường trong cơ thể. Các ông chỉ nhìn thấy tình huống ngoài da của cô ấy, còn tôi thì nhìn thấy tình hình nội tại của cô ấy, Tần Lạc nói. Thần kỳ vậy sao? Thôi Vĩnh Minh nói, vậy tình hình nội tại của cô ấy như thế nào? Không quá lạc quan, Tần Lạc buông cổ tay người bệnh ra, hắn cẩn thận dùng chăn che kín. Dù gương mặt của người bệnh sưng vù nhưng Tần Lạc vẫn có thể nhận ra những nét rất xinh đẹp. Mạch bác dồn dập, tạng phủ nhiều nhiệt, tà nhiệt thúc đẩy làm cho máu vận hành nhanh hơn. Nhất định bây giờ cô ấy đang rất đau đớn. Chúng tôi đã dùng thuốc an thần cùng với bôi thuốc trị bỏng. Cậu có biện pháp nào tốt hơn không? Tôi muốn một cây ngân châm, Tần Lạc nói. Ngân châm ư? Đúng, ngân châm dùng trong châm cứu. Thôi Vĩnh Minh gật đầu, ông ta vẫy tay nói với người y tá. Hãy đi lấy một hộp chân châm lại đây. Người y tá nhanh chóng cầm một hộp ngân châm tới. Tần Lạc lấy ra một cây châm dài 1 tấc 6 phân. Sau khi trừ độc cho cây châm, Tần Lạc nói với người y tá, hãy kéo băng trên cổ tay cô ấy lên. Không đợi người y tá làm, Thôi Vĩnh Minh đã tự mình tiến lên trợ giúp Tần Lạc. Ông ta thực sự muốn biết người thanh niên này có thật sự là một người mang tuyệt học hay không. Tần Lạc gật đầu cảm ơn ông ta rồi hắn bắt đầu vận khí hành châm. Khi khí bắt đầu rót vào thân châm, cây châm bắt đầu rung lên. Thôi Vĩnh Minh đẩy kính lên kinh ngạc nhìn Tần Lạc nói, cậu dùng khí vận châm sao? Trời ơi, thật khó tin, tôi đã đọc bài viết về điều này trên tạp chí Y học Thế giới xuất bản hàng tháng. Tôi nghe nói trên thế giới này người có thể dùng khí vận châm có không quá 10 người trẻ tuổi. Xin thứ cho tôi thất lễ, tên của cậu là gì? Tần Lạc ngượng ngùng nói, giọng nói của hắn rất đúng mực. Tần Lạc Thôi Vĩnh Minh trầm ngâm suy nghĩ, ông ta cảm thấy cái tên này khá quen thuộc. Cổ tay Tần Lạc run lên, ngân châm liền đâm vào huyệt. Thấu tâm lương của Thái Ất Thần Châm là một loại châm pháp thần kỳ bài trừ tà hỏa trong cơ thể, hơn nữa người thi châm có thể căn cứ vào độ lạnh mà thúc dục chân khí nhanh chậm để thay đổi độ lạnh. Nói cách khác, Tần Lạc càng dùng sức thúc dục thì khí xâm nhập cơ thể càng lạnh, làm người bệnh có cảm giác như đang ở trong một hầm băng. Nếu như tốc độ thúc dục chân khí của Tần Lạc giảm bớt thì phản ứng của người bệnh cũng sẽ không mãnh liệt như vậy nữa. Người bệnh bị bỏng nặng hơn nữa, lúc trước Tần Lạc đã bắt mạch cho người bệnh, hiển nhiên hắn không lo người bệnh có cảm giác lạnh. Ban đầu Tần Lạc để luồn chân khí đó chạy khắp kinh mạch trong thân thể người bệnh, khi gặp bất kỳ ngăn trở nào cũng không bắt buộc phải đả thông mà tìm một hướng khác để xuyên qua. Sau khi quá trình tiền làm lạnh kết thúc, Tần Lạc bắt đầu dùng lực thúc đẩy. Tay của Tần Lạc không ngừng quay tròn.
chân khí trong người hắn cũng không ngừng tuôn vào thân thể người bệnh thông qua cây ngân châm nhỏ bé. Gương mặt hắn nhanh chóng hiện lên sự đau đớn, trên trán hắn cũng xuất hiện những giọt mồ hôi lớn, trong khi đó tình cảnh của người bệnh lại hoàn toàn trái ngược với Tần Lạc. Hàng mi nhíu chặt đã giãn ra, nét đau đớn trên gương mặt cũng đã biến mất. Thân hình của người bệnh khẽ nhúc nhích, hai hàng mi khẽ chớp chớp, có vẻ như người bệnh sắp tỉnh lại. Ồ, rất thần kỳ, rất thần kỳ. Thôi Vĩnh Minh kích động nói, cậu chỉ dùng một cây ngân châm mà có thể tiêu trừ nỗi đau đớn của cô ấy. Tần Lạc, cậu thực sự rất lợi hại. Tần Lạc cười nhưng tâm trí của hắn vẫn hoàn toàn để vào công việc của mình. Tần Lạc không ngừng thúc đẩy, hắn dùng hết thể lực của mình để cứu chữa người con gái bất hạnh bị lửa làm tổn thương. Cái này có thể cũng không tính là cứu chữa mà chỉ làm cho người bệnh bớt bị nỗi đau đớn dày vò. Đây không phải là một việc người thầy thuốc cần phải làm sao. Ư, một tiếng rên thoải mái vang lên, người bệnh chậm rãi mở mắt ra. Hai hàng mi rất dài chớp chớp, ánh mắt mê man nhìn hai người đàn ông đứng trước mặt mình. Cô có cảm giác thế nào? Thôi Vĩnh Minh cố gắng khống chế sự kích động của mình. Ông ta cố trấn tĩnh, dùng thái độ ôn hòa để nói chuyện với người bệnh. Ông ta e ngại thái độ của mình sẽ làm người bệnh vừa tỉnh lại hoảng sợ. Tôi cảm thấy rất tốt, rất thoải mái, người bệnh trả lời, âm thanh yếu ớt nhưng rất rõ ràng, cảm ơn các bác sĩ. Không nên khách sáo, đây là việc chúng tôi phải làm. Thôi Vĩnh Minh cười nói. Nếu như cô muốn nói cảm ơn, cô phải cảm ơn Tần Lạc, người đang châm cứu cho cô này. Cậu ấy là một thầy thuốc rất kỳ diệu. Tần Lạc ư, người bệnh chớp chớp mắt hỏi. Cô biết tôi sao? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Mễ Tử An thường xuyên mắng anh, những người khác cô ấy chỉ mắng một lần nhưng... Mắng tôi ư? Với anh cô ấy liên tục mắng mấy ngày liền. Chương 365, tôi thích người đàn ông trẻ trung như anh. Trong làng giải trí châu Á, Mễ Tử An giống như là một thiên hậu, thế nhưng bạn bè tốt, thân thiết chính thức thì chỉ có duy nhất một người. Đương nhiên cũng phải hiểu rằng tính cách của Mễ Tử An vô cùng quái gở. Nàng thường xuyên kết oán thù với người khác một cách vô tình hay hữu ý. Cho dù có ở trước mặt bạn bè của nàng thì nàng cũng như một cô bé con chửi mắng ầm ĩ người có hiềm khích với nàng. Nhưng gần đây mỗi lần gọi điện thoại cho nàng, Mễ Tử An đều chỉ chửi mắng tên của một người, nên nàng cảm thấy kỳ quái. Nàng biết không dễ dàng để thù ghét một người, nhưng cũng không thể nhớ rõ một việc trong nhiều ngày như vậy. Việc này có chút bất thường đã khiến cho nàng chú ý, cái tên Tần Lạc cũng ghi sâu trong trí nhớ của nàng. Nàng vốn dự định sau khi quay phim xong nàng sẽ đi tìm Mễ Tử An để hỏi rõ chuyện này, để xem rốt cuộc Mễ Tử An với cái người có tên Tần Lạc đó có quan hệ gì, không ngờ nàng vẫn chưa làm xong việc của mình thì đã xảy ra tai nạn rủi ro này. Thế giới này đúng là vừa lớn lại vừa nhỏ. Ngay tại căn phòng bệnh này nàng lại bất ngờ hội ngộ với người đàn ông có tên là Tần Lạc đó. Ngay khi nhìn thấy hình dáng của Tần Lạc, nàng chỉ muốn cười phì. Nàng thực sự không ngờ một Mễ Tử An lại quen biết và nảy sinh tình cảm với một người đàn ông giống như một đứa trẻ vậy. Hơn nữa tính cách cùng phong thái của người này hoàn toàn không giống như một người đàn ông, giống như một người chơi nhạc rock and roll nhưng lại thích sưu tầm những bình hoa cổ. Nhưng nụ cười của nàng chưa kịp xuất hiện trên gương mặt nàng đã khiến cho nàng đau đớn, cơn đau làm nàng bật lên tiếng xít xoa. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi, hắn đã dùng ngân châm làm hạ nhiệt độ trong cơ thể nàng. Lúc này nàng phải không cảm thấy đau mới đúng. Chẳng lẽ bản thân mình đã đụng phải vết thương nào của cô ấy sao? Không sao, nàng hoàn toàn không thể đem suy nghĩ trong lòng mình ra nói cho Tần Lạc biết. Không nên lộn xộn, hãy giữ gìn tâm trạng bình tĩnh. Cô sẽ không sao đâu, Tần Lạc nói. Cổ tay Tần Lạc nâng lên, Tần Lạc đã rút ngân châm ra. Xong rồi sao? Thôi Vĩnh Minh hỏi. Chỉ tạm kết thúc thôi, Tần Lạc nói, đợi khi các ông giải phẫu xong. Có lẽ tôi có thể còn giúp được gì đó. Tôi có thể dùng ngân châm kích thích huyệt đạo trong cơ thể cô ấy, đẩy mạnh việc tuần hoàn, lưu thông hắc khí huyết và sự sinh trưởng của tế bào trong cơ thể cô ấy. Tôi còn có thể dùng một số biện pháp xóa sẹo ở miệng vết thương cho cô ấy. Chuyện này hoàn toàn không nhỏ chút nào. Cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều. Thôi Vĩnh Minh vỗ vai Tần Lạc nói, cho tôi xin lỗi vì những lời tôi đã nói với cậu trong phòng họp. Trung y cực kỳ có ích trong việc điều trị bỏng. Tần Lạc, tôi hoàn toàn không ngờ cậu lại lợi hại như vậy. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu. Cậu có thể tới làm việc ở bệnh viện của chúng tôi không? Cảm ơn ý tốt của ông. Bây giờ tôi còn có mấy chuyện quan trọng cần phải làm, Tần Lạc nói. Đột nhiên trong lòng hắn nảy ra một ý. Hắn nói, thế nhưng tôi có thể giới thiệu cho ông một số thầy thuốc trung y ưu tú. Thật vậy sao? Vậy cũng tốt lắm.
Ở Đài Loan cũng có một số trung y ưu tú, chúng ta có thể tiến hành hoạt động trao đổi thường kỳ, lấy ngắn nuôi dài, coi như có thể đóng góp vào sự phát triển của trung y. Vậy cứ thế đi, Tần Lạc cảm kích gật đầu. Nếu như có thể tổ chức các hoạt động trao đổi, trợ giúp lẫn nhau giữa Hiệp hội Trung y cùng với các thầy thuốc trung y ưu tú ở Đài Loan thì đó sẽ là một chuyện vô cùng có ý nghĩa. Hai người lại nói mấy câu an ủi người bệnh rồi cùng nhau ra khỏi phòng bệnh. Thế nào, cô ấy thế nào? Mễ Tử An sốt ruột đi tới hỏi. Không việc gì, tôi vừa mới nhìn qua. Cô ấy tốt lắm, cô ấy còn nhờ tôi chào hỏi cô thay cho cô ấy, Tần Lạc cười nói. Rất thần kỳ, quả thực là một kỳ tích thôi, Vĩnh Minh cười nói. Tần Lạc chỉ cần một cây ngân châm là có thể làm giảm đau, hơn nữa cậu ấy còn có thể làm cho bệnh nhân tỉnh lại. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhau. Mễ tiểu thư, cô ấy có nói mấy ngày này cô liên tục chửi mắng một người. Hả, thật vậy sao? Mễ Tử An trợn tròn mắt nhìn. Lúc trước Thôi Vĩnh Minh nói Tần Lạc dùng một cây ngân châm làm bệnh nhân tỉnh lại, ai cũng bán tín bán nghi, ngay cả Mễ Tử An cũng không ngoại lệ. Nhưng ngay khi Thôi Vĩnh Minh nói câu đó, Mễ Tử An biết điều đó là sự thật, bởi vì ngoại trừ người đó ra không có ai khác biết mấy ngày liền nàng chỉ gọi điện thoại cho cô ấy để chửi mắng một người. Ôi, thật vậy sao? Cậu đã cứu tiểu thiên sứ của chúng tôi ư? Ông chủ của công ty quản lý đi tới, thân mật cầm tay Tần Lạc nói, tôi thật sự cảm ơn cậu. Tôi không biết tôi phải nói gì với cậu bây giờ. Không cần phải khách sáo, đây là chuyện tôi nên làm, Tần Lạc cười nói. Ha ha, cậu rất đáng yêu. Tôi rất thích một chàng trai như cậu, ông chủ công ty nói to. Ánh mắt ông chủ đó nhìn Tần Lạc vẻ quái dị. Cảm ơn, Tần Lạc lễ phép nói lời cảm ơn. Tôi và cậu thực sự rất hợp với nhau. Sau này chúng ta nhất định phải gần gũi với nhau hơn. Được. Mễ Tử An nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt nàng hiện lên vẻ không hài lòng. Nàng kéo tay Tần Lạc lại gần rồi nói, Tần Lạc, không phải anh có việc bận cần phải làm sao? Trước tiên để tôi đưa anh về. Có việc gì sao? Tần Lạc ngạc nhiên hỏi, bản thân hắn không hiểu hắn có việc gì. Đúng vậy, anh quên rồi sao, không phải là anh muốn đi gặp một người bạn sao? Mễ Tử An cầm tay Tần Lạc kéo đi. Mặc dù Tần Lạc vẫn ù cạc cạc không hiểu gì nhưng hắn vẫn để yên cho Mễ Tử An kéo hắn đi. Sau khi rời khỏi tòa cao ốc của bệnh viện, Mễ Tử An mới thở phào một hơi. Tần Lạc hỏi, tại sao chúng ta phải bỏ đi? Có chuyện gì vậy, anh không muốn đi hả? Ánh mắt quái dị của Mễ Tử An quan sát Tần Lạc. Có phải tôi đã làm hỏng chuyện tốt của hai người không? Tôi có thể dẫn anh quay lại đó. Chị có ý gì vậy? Tần Lạc càng lúc càng hồ đồ. Anh có biết anh ta là ai không? Không biết. Anh ta là An Thiết Hùng, ông chủ của công ty điện ảnh và truyền hình An Đằng. Vậy thì có chuyện gì? Anh ta là... Là gì? Là người đồng tính luyến ai? Mễ Tử An không ngờ ngay cả một từ tiếng Anh đơn giản như vậy mà Tần Lạc cũng không hiểu được. Sao trông không giống vậy? Tần Lạc trợn tròn mắt nói. Có gì mà không giống? Hành động của anh ta rất nam tính. Hơn nữa giọng nói của anh ta rất đàn ông, không có gì là không đúng. Đúng vậy, anh ta chỉ muốn anh làm phụ nữ của anh ta thôi. Tần Lạc nhìn bàn tay của mình vừa mới bị anh ta nắm một lúc lâu thầm nghĩ. Nếu bản thân hắn là một con thạch sùng, hắn sẽ chém đứt bàn tay này để mọc ra một bàn tay mới. Tại sao chị không nói sớm cho tôi biết? Tần Lạc tức giận nói. Tôi không ngờ anh ta lại thích anh. Ánh mắt của anh ta rất cao ngạo, bình thường anh ta rất ghê tởm đàn ông. Ở cửa bệnh viện thi thoảng có người ra vào, không thích hợp để hai người đứng đây nói chuyện lâu. Mễ Tử An cho Tần Lạc một chút thời gian để đau khổ, sau đó nàng kéo Tần Lạc đi ra bãi đỗ xe. Hai người vừa mới lái xe ra khỏi cổng bệnh viện, ngay khi xe của họ đang định lên dốc thì một cô gái mặc quần áo đỏ ở ven đường đột nhiên lao ra giữa đường rồi ngã ngay xuống trước chiếc xe Audi của hai người. Ăn vạ hả, dù ở Trung Quốc đã nhiều năm nay Tần Lạc không gặp phải chuyện này nhưng hắn đã được nghe nói khá nhiều về việc này. Hành động của cô gái này không phải là quá tinh xảo sao? Không hay rồi, Mễ Tử An kinh hãi. Ở Đài Loan lái xe gây tai nạn cho người khác là chuyện vô cùng quan trọng. Một ngôi sao nổi tiếng lái xe gây tai nạn là càng là chuyện nghiêm trọng hơn. Không giống như ở trong nội địa Trung Quốc, một ngôi sao cũng có thể ngồi tù vì chuyện gây tai nạn. Mễ Tử An mở cửa xe, chạy nhanh ra ngoài, nàng nâng cô gái mặc quần áo hồng dậy, nóng ruột hỏi, cô có chuyện gì không? Thế nào, cô có bị thương không? Cô có thể nói chuyện không? Cô nói đi. Trong lúc đó một thanh niên đi ván trượt cũng vội vàng đẩy ván trượt tiến nhanh tới xem. Có vẻ người này là bạn trai của cô gái mặc quần áo hồng,
gương mặt gã thanh niên đó hiện ra vẻ kinh hoàng. Ngay khi gã thanh niên đang lướt tới chỗ cô gái áo đỏ, đột nhiên ván trượt dưới chân hắn xoay một vòng 60 độ, thân hình gã cũng quay lại, phóng tới chỗ Tần Lạc đang ngồi ở ghế cạnh ghế lái xe. Ngay khi gã thiếu niên đi ván trượt thay đổi phương hướng, Tần Lạc đã cảm thấy tình hình có gì không ổn. Hơn nữa Tần Lạc cũng nhận thấy ánh mắt của gã thanh niên đang lướt tới đó hung bạo giống như ánh mắt của dã thú. Phản ứng của Tần Lạc rất nhanh, hắn đang định mở cửa xe ra tay đánh lại gã thiếu niên đi ván trượt kia thì gã đã lên tiếng, nếu như anh không muốn có chuyện gì xảy ra với bạn của anh thì tốt nhất anh hãy ngồi yên. Lúc này Tần Lạc mới nhìn thấy Mễ Tử An đang bị cô gái áo đỏ khống chế. Gương mặt của cô gái đó rất trong sáng nhưng ánh mắt thì lại vô cùng âm độc làm cho người khác không rét mà run. Trong tay cô ta đã xuất hiện một khẩu súng lục màu đen, nòng súng đang chỉ thẳng vào bụng của Mễ Tử An. Mễ Tử An cực kỳ hoảng sợ, chuyện này phát triển rất nhanh, vượt qua sự dự đoán của nàng. Nàng vốn tưởng mình đã lái xe đâm phải ngu íp khác nhưng chỉ trong nháy mắt nàng lại bị chính cô gái cầm súng này bắt cóc. Giơ tay lên, gã thanh niên đi ván trượt giơ súng chỉ vào đầu Tần Lạc nói to. Tần Lạc cười gượng, hắn bỏ ngân châm trong tay ra rồi từ từ giơ hai tay lên quá đầu. Thanh niên đi ván trượt đá vang cái ván trượt đi, sau đó gã mở cửa xe và ngồi vào trong. Cô ả mặc áo đỏ cũng kéo Mễ Tử An vào trong xe, để Mễ Tử An ngồi ở ghế lái xe. Ả ngồi xuống ghế ngay sau Mễ Tử An và nói, lái xe đi. Đi đâu? Mễ Tử An liếc nhìn Tần Lạc. Nàng thấy hắn nhìn nàng gật đầu, tâm trạng nàng mới bình tĩnh lại một chút. Trong những chuyện bắt cóc như thế này dù mọi người cũng chỉ là lần đầu gặp phải nhưng đàn ông vẫn thường bình tĩnh hơn phụ nữ. Không thể không thừa nhận ngay khi bị bắt cóc, có một người đàn ông ngồi bên cạnh, Mễ Tử An cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bến tàu Minh Cảng. Bến tàu Minh Cảng là một bến tàu đã bỏ hoang từ lâu. Sắc mặt Mễ Tử An tái nhợt như một tờ giấy trắng khi nàng nghe thấy cái tên đó. Nhìn thấy sắc mặt của Mễ Tử An, hắn liền hiểu ngay địa điểm hai người đó nói ra nhất định là một chỗ rất thích hợp cho việc giết người diệt khẩu. Lái xe, cô ả mặc áo hồng dùng súng gõ vào đầu Mễ Tử An nói. Mễ Tử An biết lúc này nàng không có cách nào khác để thoát khỏi chuyện này, nàng chỉ còn cách nghe lời khởi động xe. Đợi đến khi chiếc xe hơi chạy xa, một người phụ nữ mặc quần áo da màu đen từ góc đường bước ra. Nàng lục lọi trong túi quần lấy ra một cái hộp màu đỏ. Nàng mở hộp lấy ra một vật óng ánh bỏ vào mồm. Đây là người thừa kế được người sáng lập ra Long Tức lựa chọn sao? Quá kém. Người phụ nữ vừa nhai kẹo cao su vị bạc hà vừa cười nói. Chương 366, không có khí phách. Tin tức nữ ngôi sao bị thương trong lúc quay phim nhanh chóng được các phương tiện truyền thông đưa lên. Ngay khi mọi người biết tin này, rất nhiều người đã lên mạng tìm những thông tin liên quan tới bỏng. Có rất nhiều ngôi sao khác đã phát biểu, gọi điện thoại chúc phúc. Rất nhiều trang mạng cũng đăng bài bình luận về việc này. Chuyện này thoáng chốc đã trở thành một tin nóng bỏng của toàn xã hội. Cùng với đó, công ty điện ảnh và truyền hình An Đăng không chịu nổi áp lực đã quyết định tổ chức một cuộc họp báo để thông báo cho giới truyền thông và công chúng biết hoàn cảnh bị bỏng và tình hình điều trị cho tới lúc này. Địa điểm được lựa chọn họp báo là sân của bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân. Thời gian họp báo ấn định lúc 6 giờ tối nhưng chỉ mới 4 giờ chiều địa điểm họp báo đã chật kín các phóng viên. Ngay sau khi buổi họp báo bắt đầu, Vương Thiết Sinh, giám đốc bộ phận quản lý nghệ sĩ của An Đăng, chị Lưu trợ lý cùng với bác sĩ phụ trách điều trị Thôi Vĩnh Minh đi ra nơi họp báo. Chị Lưu đi trước tiến ra đứng trước microphone nói với mọi người, chúng tôi thực sự xin lỗi người bị thương, chúng tôi thực sự không ngờ lại xảy ra chuyện này. Chúng tôi có lỗi khi chưa quan tâm cũng chưa có sự bảo vệ tốt hơn cho các nghệ sĩ. Chúng tôi nguyện ý gánh chịu tất cả những lời chỉ trích. Hơn nữa chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức phối hợp với bệnh viện trong việc chữa trị cho cô ấy để trả lại cho cô ấy sự xinh đẹp, duyên dáng như trước, tiếp tục đóng phim bình thường. Chúng tôi mở cuộc họp báo này, ai có vấn đề gì cứ việc nêu ra. Lưu tiểu thư, cô ấy bị thương ở những đâu? Tình hình của cô ấy bây giờ thế nào? Có gì nguy hiểm tới tính mạng của cô ấy không? Vị trí của các vết bỏng chủ yếu nằm ở chân và tay. Đầu và mặt cô ấy không có vấn đề gì. Bây giờ cô ấy rất ổn định. Lúc trước cô ấy còn trò chuyện với bác sĩ. Cô Lưu, chúng tôi nghe nói cô ấy bị bỏng độ 3 có phải không? Một phóng viên lên tiếng. Đúng vậy, điều này bệnh viện đã tiến hành kiểm tra và đã có kết luận như vậy, chị Lưu nói. Tôi đã kiểm tra các tư liệu liên quan, bị bỏng độ 3 đồng nghĩa với lớp da giữa đã bị hủy hoại. Vậy có cần phải tiến hành phẫu thuật không? Không sai, chúng tôi đang bàn bạc về chuyện này.
Xác suất thành công của giải phẫu là bao nhiêu? Liệu có ảnh hưởng gì tới dung mạo của cô ấy không? Chắc chắn là không. Bác sĩ tiến hành giải phẫu lần này là bác sĩ Thôi Vĩnh Minh, một chuyên gia rất có tiếng trên thế giới trong chuyên khoa bỏng. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào ông ấy. Bác sĩ Thôi, ông có nắm chắc tình hình của người bệnh không? Đây không phải là lần phẫu thuật cấy ghép da đầu tiên của tôi, cũng như không phải là lần cuối cùng. Vấn đề là thân phận của cô ấy có chút đặc biệt nên mới thu hút được sự quan tâm rộng rãi của công luận. Thôi Vĩnh Minh tự tin nói, hơn nữa tôi thấy cần thiết phải giới thiệu với các vị một thầy thuốc ưu tú. Tên của cậu ấy là Tần Lạc, một thầy thuốc trung y cực kỳ lợi hại. Ngay cuối buổi chiều này cậu ấy chỉ cần một cây ngân châm đã làm giảm đau cho bệnh nhân, làm cô ấy tỉnh lại. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện rất thú vị với cậu ấy. Tôi và cậu ấy sẽ cùng hợp tác với nhau để cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này. Một phóng viên đeo kính lật dở quyển sổ ghi chép thông tin của mình rồi hỏi, bác sĩ Thôi, tôi muốn biết ông nói Tần Lạc vậy đó có phải đó là Tần Lạc, bạn trai của Trần Tư Tuyền trong vụ tai tiếng tình dục, Tần Lạc làm rung động Đài Loan hay là một Tần Lạc nào khác không? Thôi Vĩnh Minh ngẩn người hỏi, có nhiều Tần Lạc như vậy sao? Nếu đúng vậy thì rốt cuộc đây là Tần Lạc nào? Cái tên Tần Lạc lại một lần nữa làm kinh động công chúng. Ngay khi các phương tiện truyền thông đề cập tới chuyện bị bỏng cũng đã nhiều lần nói tới hắn, mọi người kinh ngạc khi phát hiện ra, Tần Lạc, bạn trai của Trần Tư Tuyền trong vụ tai tiếng cùng với Tần Lạc được vinh danh là khách quý của Đài Loan và Tần Lạc được chuyên gia bỏng quốc tế khen ngợi chính là một người. Vậy rốt cuộc Tần Lạc là người như thế nào? Tần Lạc ở đâu? Không ai biết, ngay cả người bạn gái tai tiếng Trần Tư Tuyền cũng không biết. Công việc quan trọng nhất tiếp theo của các phóng viên đó chính là tìm kiếm Tần Lạc. Tần Lạc không ở đây sao? Trần Tư Tuyền kinh ngạc hỏi. Không có, hôm nay anh ấy vẫn chưa tới đây, Mã Duyệt thản nhiên nói. Kỳ lạ thật, anh ấy đi đâu vậy nhỉ? Ngay cả điện thoại cũng tắt, không gọi được. Tất cả mọi người đang nóng lòng muốn gặp anh ấy phát điên lên được, Trần Tư Tuyền sốt ruột nói. Hôm nay Lệ Khuynh Thành cũng gọi điện cho Tần Lạc nhưng cũng không thể liên lạc được với Tần Lạc. Không thể gọi điện thoại sao? Mã Duyệt cau mày hỏi lại. Hôm qua anh ấy có nói là đi tới đâu không? Bạn của Mễ Tử An bị bỏng, anh ấy đi tới bệnh viện cùng với Mễ Tử An. Tôi đã tìm tới bệnh viện nhưng người ở bệnh viện nói anh ấy và Mễ Tử An đã sớm rời khỏi đó. Ngay cả điện thoại của Mễ Tử An cũng không gọi được, Trần Tư Tuyền nói. Cô đi cùng với tôi, Mã Duyệt cảm thấy chuyện này có gì bất bình thường bèn nói với Trần Tư Tuyền. Khi tới trước cửa phòng bệnh, Mã Duyệt khẽ gõ cửa rồi nàng đẩy cửa bước vào. Nhìn văn nhân Mục Nguyệt đang nằm đọc sách trên giường nói, tiểu thư, Tần Lạc đã mất tích. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn Trần Tư Tuyền đang đứng trước cửa hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Lạc tới bệnh viện cùng với Mễ Tử An nhưng hai người đã sớm rời khỏi bệnh viện, nhưng khi tôi gọi điện thoại thì điện thoại của anh ấy tắt. Tôi cũng không có cách nào gọi điện thoại được cho Mễ Tử An. Tôi nghĩ chắc chắn đã xảy ra chuyện, Trần Tư Tuyền bình tĩnh nói. Không cần biết có chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần nhìn thấy cô gái này. Đột nhiên Trần Tư Tuyền không còn cảm giác nóng vội. Hình như chỉ cần cô gái này đồng ý ra tay thì sẽ không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Trước đây Trần Tư Tuyền chỉ nghe nói chỉ có đàn ông mới mang lại cho phụ nữ cảm giác an toàn. Đây là lần đầu tiên Trần Tư Tuyền tìm thấy cảm giác an toàn đó trên người một cô gái. Đã xảy ra chuyện gì? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi lại, chỉ khác một chữ so với câu hỏi trước, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng đối tượng được hỏi đã thay đổi. Lúc trước văn nhân Mục Nguyệt hỏi Trần Tư Tuyền, còn bây giờ nàng lại hỏi trợ lý của mình là Mã Duyệt. Mã Duyệt hiểu ý của văn nhân Mục Nguyệt liền nói, Hà gia trả lại sản phẩm của tập đoàn Thanh Ninh. Ngôn Thừa Hoan đã tới xin lỗi, hơn nữa còn tặng Tần Tiên Sinh một bức tượng đồng nhân châm cứu. Tần Tiên Sinh rất quý món quà đó, không muốn rời nhưng Tần Tiên Sinh vẫn bảo em trả lại món quà đó. Liệu có phải Ngôn gia đã làm chuyện này không? Văn nhân Mục Nguyệt lạnh lùng hỏi. Bởi vì nguyên nhân tập đoàn Hà Thị trả lại sản phẩm, tất cả các tập đoàn lớn khác của Đài Loan cũng đều trả lại. Tập đoàn Thanh Ninh có nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng niềm tin. Bọn họ có lý do để gây ra chuyện này. Liệu có phải Ngôn gia đã làm chuyện này không? Tạm thời vẫn chưa thể xác định được. Bây giờ em sẽ cho người đi điều tra ngay, Mã Duy Ê nói. Chính là bọn chúng, văn nhân Mục Nguyệt ngang nhiên nói. Chị chắc chắn chính là do chúng làm. Hãy liên lạc với Hà Nhược Ngu cho chị. Hãy bảo anh ta trong vòng 20 phút phải tới đây. Dạ, tiểu thư, Mã Duyệt nói. Xe ngày càng rời xa tuyến đường chính, cuối cùng đi vào một con đường gần như không có người và xe cộ lưu thông trên đường,
hai bên đường chỉ có rừng cây chạy lùi lại sau và cả thú rừng nhỏ hoảng sợ chạy trong rừng cây. Khi Tần Lạc nhìn thấy mặt biển mênh mông sảnh thẳm bên ngoài cửa kính ô tô, hắn biết bọn họ sắp tới nơi, tính mạng của hắn và Mễ Tử An cũng sắp kết thúc. Suốt dọc đường đi, Tần Lạc luôn tự hỏi mục đích của những người này là gì? Mục tiêu của chúng là bản thân hắn hay chính là ngôi sao Mễ Tử An? Mễ Tử An là một ngôi sao nổi tiếng. Nếu như bọn chúng muốn, bọn chúng sẽ có nhiều cách để phá hủy danh tiếng của nàng, chứ không nhất thiết cứ phải bắt con nàng tới một nơi thế này. Vậy nói cách khác, mục tiêu của bọn chúng chính là mình. Là ai có thâm thù đại hận với mình như vậy? Là ai có thực lực mạnh mẽ như vậy? Ngay lập tức Tần Lạc đã có câu trả lời. Nhưng bọn chúng không sợ Hà Gia sẽ trả thù sao? Xem ra bản thân mình đã thật sự coi thường cha con Ngôn Thừa Hoan. Bến tàu Minh Cảng là một bến tàu đã bỏ hoang. Trước đây bến tàu này cũng rất náo nhiệt, nhưng cùng với việc xây dựng và đưa vào sử dụng bến tàu lớn Sương Long có vị trí rất ưu việt nên bến tàu này ngày một vắng khách. Bến tàu ngày một đi xuống, cuối cùng thì không còn ai để ý tới nữa. Bây giờ nó trở thành một địa điểm lý tưởng cho những kẻ bắt cóc, tội phạm ẩn trốn. Dừng xe, ả phụ nữ mặc áo đỏ dùng súng gõ vào đầu, ả ra hiệu cho nàng dừng xe trên bến tàu, bên cạnh một khu nhà kho đổ nát. Ngay khi chiếc xe vừa mới dừng lại, cửa căn nhà kho đổ nát đã ầm ầm mở ô ra. Hai gã đàn ông mặc y phục đen, tay cầm súng chạy tới, cả hai đứng hai bên xe hơi đề phòng, dường như chúng sợ Tần Lạc đột nhiên bỏ trốn. Ngoài ra còn có một người đàn ông khác cũng mặc âu phục màu đen, hàng cúc áo màu trắng mở tung để lộ ra một cái dây bạc lập lòe ánh sáng trước ngực, mái tóc dài che khuất mắt của hắn. Trông hắn giống như một ca sĩ chán đời, đứng tựa vào khung cửa, miệng phì phèo thuốc lá. Vào thời đại này lưu manh không phải đều theo một trào lưu chính. Mang vào người đàn ông có dáng dấp như ca sĩ nhổ điếu thuốc ra khỏi mồm rồi xoay người đi vào trong nhà kho. Xuống xe, gã thanh niên ván trượt cầm súng gõ vào đầu Tần Lạc quát lên. Tần Lạc vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Mễ Tử An, ý bảo nàng không cần phải lo lắng, rồi hắn đẩy cửa xe đi ra. Mễ Tử An cũng bị ả áo hồng bắt đi ra ngay sau Tần Lạc. Đi vào, gã thanh niên ván trượt lại lạnh lùng quát to. Tần Lạc đương nhiên không thể nào phản kháng lại, hắn đành phải bước vào căn nhà kho bốc lên nồng nặc mùi ẩm mốc, ẩm ướt và âm u đó. Ngay sau khi Mễ Tử An cũng bị đẩy vào trong nhà kho thì tiếng cạch, cạch lại vang lên, cánh cửa sắt của nhà kho lại đóng chặt. Bên trong nhà kho, ngọn đèn nhỏ phát ra ánh sáng mờ mờ nên cố gắng thì mới nhìn thấy mọi vật. Anh là Tần Lạc, người đàn ông dáng dấp ca sĩ lạnh lùng nhìn Tần Lạc, như là đang đánh giá con mồi mới bắt được. Tôi nói không phải thì anh sẽ thả tôi sao? Tần Lạc cười hỏi. Con mẹ mày, mày còn dám mạnh mồm sao? Mày có biết kết cục gì đang đợi mày không? Chết sao? Tần Lạc thử dò hỏi. Ha ha, coi như mày cũng thông minh. Gã đàn ông như ca sĩ nhe răng cười nói, ý của đại ca chính là như vậy. Bắt mày tới chỗ này sau đó bỏ mày vào bao tải, mang ra ngoài biển, ném mày xuống biển cho cá ăn. Đừng nói là cảnh sát, dù thần tiên cũng không tìm thấy mày. Tao rất có kinh nghiệm làm mấy chuyện này. Các anh là người của Ngôn gia sao? Tần Lạc hỏi. Đây không phải là việc mày cần biết. Gã đàn ông khoát tay nói, ra tay đi. Khi bắt nó, chúng mày chỉ cần bắt một mình nó. Chúng mày bắt người phụ nữ này làm gì? Cô ta là Mễ Tử An. Một gã đàn ông mặc đồ đen kêu lên vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Binh! Gã đàn ông dáng ca sĩ bà tai gã kia một cái rồi mắng, con mẹ nó, không có tiền đồ gì cả. Mày là một thằng lưu manh mà lại tơ tưởng ngôi sao làm gì hả? Mày có muốn trước tiên tao bảo cô ta ký tên tặng mày không? Tần Lạc cười nói, tôi biết các anh là người của Ngôn gia. Không phải đây là chuyện liên quan tới sống chết sao? Bây giờ anh hãy gọi điện cho ông ấy, hãy nói tôi đồng ý với điều kiện của ông ấy. Chỉ cần ông ấy thả tôi ra, tôi lập tức tới gặp Hà gia, đề nghị Hà gia tiếp tục tiêu thụ sản phẩm của bọn họ. Tôi còn xin lỗi về những lời nói sai lầm trước đây. Tôi nghĩ hẳn ông ấy không gánh chịu trách nhiệm về một mạng người, đúng không? Giết tôi, liệu Hà gia có thể để cho bọn họ yên không? Sau khi nghe Tần Lạc nói xong, gã đó sửng sốt một lát rồi mắng, tại sao mày là người không có khí phách gì vậy? Tao chỉ muốn chém cho mày một nhát. Thế nhưng hắn biết Tần Lạc nói cũng có lý, vì vậy hắn đi tới góc nhà kho gọi điện thoại. Chương 367, phụ nữ có lối suy nghĩ đơn giản. Cái gì, nhận thua sao? Chuyện xảy ra trước đây chỉ là hiểu lầm ư? Ha ha, không phải hắn là người rất có khí phách sao? Tại sao hắn lại nhanh chóng yếu đuối vậy?
hắn sẽ thuyết phục Hà Gia sẽ tiếp tục tiêu thụ sản phẩm của chúng ta và xin lỗi về hành vi của hắn ngày trước ư. Tao biết làm gì bây giờ. Hãy đợi tao thương lượng với ông Bô một chút. Ngôn Thừa Hoan đắc ý ngắt điện thoại rồi anh ta nhanh chóng đi tới phòng của cha mình. Bước chân anh ta nhẹ nhàng, tâm tình sung sướng, một cảm giác đắc ý. Ngôn Phụ tay cầm quân trắng, một tay cầm quân đen, say sưa đánh cờ với chính mình. Quân cờ hai bên giao chiến có thắng có thua, không bên nào hạ gục được bên kia. Có thể thấy ông ta một lòng hai ý nhưng không thiên vị bất kỳ bên nào. Đây là một người có suy nghĩ cực kỳ cẩn thận. Vào thời đại này nhưng tên lưu manh hữu dũng vô mưu thì chỉ có ngồi tù. Những lưu manh có mưu không có dũng thì chỉ bị người khác chém chết. Lưu manh có dũng có mưu mới trở thành một công ty gia đình. Cha, có tin vui. Ngôn Thừa Hoan cười nói với cha mình đang ngồi đối diện. Chuyện giải quyết thế nào rồi? Ngôn Phụ hỏi mà không ngẩng đầu lên. Ngay khi đang nói ông ta đặt một quân tốt đen vào vị trí nhập cung. Đã giải quyết xong. Ngôn Thừa Hoan nói. Nó đã nhận thua. Nhận thua sao? Cử động tay của Ngôn Phụ cứng đờ. Ông ta ngẩng đầu nhìn Ngôn Thừa Hoan hỏi, đó là ý gì? Hắn sợ, ngay khi Tam Tinh chuẩn bị thả hắn xuống biển, hắn đột nhiên cầu xin chúng ta tha thứ. Hắn nói chỉ cần chúng ta buông tha cho hắn, hắn tình nguyện xin lỗi chúng ta vì những chuyện trước đây. Hắn còn thuyết phục Hà Gia một lần nữa tiêu thụ sản phẩm của chúng ta. Hắn sẽ giải thích với giới truyền thông về chuyện sản phẩm của tập đoàn Thanh Định chúng ta. Vấn đề của chúng ta đã được giải quyết. Chúng ta cũng không cần phải lo sẽ đắc tội với Hà Gia nữa. Ngôn Thừa Hoan cười ha hả nói. Con vẫn còn cứ tưởng hắn là người rất có dũng khí thì ra hắn cũng chỉ là một con chuột nhát gan. Khốn nạn. Ngôn Phụ cầm quân cờ trong tay đập vào mặt Ngôn Thừa Hoan, cực kỳ phẫn nộ chửi mắng hắn. Cha Ngôn Thừa Hoan ôm lấy chỗ bị đánh đau nhức, kinh hãi nhìn cha của mình. Chẳng lẽ chính mình vừa lại làm gì sai sao? Mày không thấy là mày đã sai sao? Ánh mắt lạnh lẽo của Ngôn Phụ nhìn Ngôn Thừa Hoan. Ông ta hận rèn sắt mà không thể thành thép được. Thừa Hoan, mày làm cho tao thất vọng quá. Cha, chẳng lẽ đó không phải là phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất sao? Ngôn Thừa Hoan nói vẻ oan ức, chúng ta không cần đắc tội với Hà Gia mà vẫn giải quyết được vấn đề của chúng ta. Chẳng lẽ đây không phải là kết quả mà chúng ta muốn sao? Ngược lại Ngôn Phụ cười nhạt nói, vậy ý của mày là bây giờ chúng ta thả hắn ra sau đó nói với hắn rằng đó là chuyện hiểu lầm. Chúng ta không cẩn thận bắt sai người sao? Hắn có tin không? Liệu hắn có coi rằng hoàn toàn chưa xảy ra chuyện gì không? Nói gì thì nói, chuyện này đã giống như bát nước hắt đi, còn có không thu hồi lại không? Chúng ta đã bắt cóc hắn, đã kết oán thù với Hà Gia. Biện pháp tốt nhất lúc này là làm thịt hắn, sau đó nếu như Hà Gia trách tội chúng ta sẽ trốn tránh trách nhiệm. Chúng ta cũng sẽ nghĩ cách đối phó với Hà Gia. Hà Gia không có chứng cứ chúng ta bắt. Giết người vậy khi đó liệu Hà Gia có dám đối phó với chúng ta hay không? Bây giờ chúng ta thả hắn ra, không phải chúng ta cho mọi người biết chúng ta làm chuyện này hả? Vậy con sẽ bảo Tam Tinh thủ tiêu hắn luôn. Ngu xuẩn, không được gọi điện thoại, một khi người khác tìm ra không phải sẽ rất phiền toái sao? Vậy ý của cha là gì? Tao không biết nên làm cái gì bây giờ, chuyện cực kỳ đơn giản như vậy mà bị mày làm phức tạp lên. Mày thật sự là rất ngu xuẩn. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó từ bên ngoài vang lên giọng nói của quản gia, lão gia, Hà Nhược Ngô tiên sinh tới thăm, còn có một vị tiểu thư họ Văn Nhân tới cùng với Hà tiên sinh. Ngôn Thừa Hoan biến sắc nói, bọn họ đã nhanh chóng tìm tới đây rồi. Gừng càng già càng cay, lúc này Ngôn Phụ bình tĩnh hơn con của mình rất nhiều, ông ta nói, để tao ở lại cản đường hắn. Mày hãy đi lo liệu việc đó đi. Xử lý như thế nào ạ? Ngôn Thừa Hoan hỏi. Binh! Ngôn Phụ hung hăng tát Ngôn Thừa Hoan một cái rồi quát, đương nhiên là thịt hắn. Chẳng lẽ mày còn muốn mời hắn đi ăn khuya sao? Dạ, con biết nên làm thế nào. Ngôn Thừa Hoan bước đi với vẻ thảm hại. Ngôn Phụ xé một cái khăn giấy lau tay rồi ông ta nhanh chóng bước ra ngoài. Khi ông ta ra tới phòng khách thì Hà Nhược Ngô cùng Văn Nhân Mục Nguyệt đã đang chờ ở đó. Hai người không ngồi mà đứng ở giữa phòng khách, người làm bưng trà nóng tới để trên bàn trà nhưng hai người cũng không uống. Thoạt nhìn không khí rất căng thẳng. Gương mặt Ngôn Thanh Tùng, tên của Ngôn Phụ, vô cùng rạng rỡ. Ông ta chắp tay nói, Hà công tử, cậu nhiều năm nay không tới Hàn Xá chơi. Hôm nay ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy? Ngôn lão gia, chúng tôi không tới đây để ôn chuyện cũ. Hà Nhược Ngô khoát tay nói. Tôi có một chuyện muốn hỏi ông có biết Tần Lạc ở đâu không? Tần Lạc,
có phải là vị tiên sinh phát sinh mâu thuẫn với Thừa Hoan không? Ôi, thanh niên trong lúc cãi cọ phát sinh mâu thuẫn là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi đã gọi điện chỉnh cho Thừa Hoan một trận, tôi lại còn bảo nó mang bức tượng đồng nhân châm cứu tới xin lỗi vị tiên sinh đó. Vậy có chuyện gì với vị tiên sinh đó? Ngôn Thanh Tùng làm bộ ngạc nhiên hỏi, biểu hiện của ông ta giống như thật. Hãy thả người ra, tôi sẽ đồng ý với điều kiện của ông văn nhân Mục Nguyệt đứng cạnh lạnh lùng nói. Vốn Mã Duyệt không đồng ý để nàng tới đây nhưng nàng cảm thấy không thực sự yên tâm. Tấm băng gạc ở trên trán của nàng vẫn chưa gỡ xuống. Nàng không còn cách nào khác là đội một cái mũ len bao bọc lấy để tránh bị nhiễm gió lạnh. Vị tiểu thư này, chẳng lẽ ý tứ của cô là tôi bắt cóc Tần tiên sinh sao? Nếu vậy thì quả thật rất oan uổng cho tôi. Bọn trẻ mâu thuẫn với nhau thì cứ để chúng tự giải quyết với nhau là được. Mặc dù tiếng tăm của Ngôn Thanh Tùng tôi không tốt nhưng tôi cũng đã nghỉ hưu nhiều năm rồi. Tôi không cần phải tham dự vào những chuyện như này nữa. Hơn nữa tôi cũng biết Tần tiên sinh có mối quan hệ thân thiết với Hà gia. Tôi chỉ vì một chuyện còn con ấy mà dám trêu chọc Hà gia ư? Ngôn Thanh Tùng chăm chú nhìn Hà Nhược Ngu ra vẻ khuyên nhủ, "Hà công tử, cậu cần phải điều tra rõ ràng. Cậu đừng để người khác cố tình lợi dụng, nói thật chuyện này hoàn toàn không có quan hệ cùng với chúng tôi." Hà Nhược Ngu thoáng do dự, anh ta quay đầu lại nhìn văn nhân Mục Nguyệt. Nói thật trong thâm tâm của mình Hà Nhược Ngu cũng cho rằng cha con Ngôn gia hoàn toàn không có dũng khí bắt cóc Tần Lạc. Không phải bọn họ làm vậy thì đã chính thức đối mặt với Hà gia sao? Bọn họ có xứng không? Sau khi nghe Ngôn Thanh Tùng nói vậy, quả thật Hà Nhược Ngu cũng sợ bản thân mình đã bị kẻ thù lợi dụng. Nên biết có vô số người biết Hà gia là người đi đầu trong việc trả lại sản phẩm của tập đoàn Thanh Ninh. Ngay khi tin tức chính thức của việc này phát ra nhất định cũng lừa được không ít người liên quan. Tôi không thích nghe cớ nọ cớ kia văn nhân Mục Nguyệt nói. Tôi chỉ muốn kết quả. Hãy thả người ra, tôi có thể đồng ý với bất kỳ điều kiện nào của ông. Tiểu thư, cô có chứng cứ gì chứng minh chúng tôi là người bắt cóc không? Cô nói vậy là đang làm khó cho tôi rồi. Ngôn Thanh Tùng làm ra vẻ rất tức giận nói. Tôi không có bất kỳ chứng cứ nào nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng chuyện này là do các ông làm. Giọng nói của văn nhân Mục Nguyệt vô cùng bá đạo, điều kiện của tôi là các ông thả người. Tôi sẽ đồng ý với bất kỳ điều kiện nào của các ông, ngoài ra chúng ta còn con đường thứ hai nữa, một khi người tôi muốn tìm biến mất, tôi sẽ dùng bất kỳ cách nào để làm cho cha con ông hoàn toàn biến mất trên quả địa cầu này. Hãy tin tôi đi, tôi có thể làm được. Cô đang uy hiếp chúng tôi sao? Ông không cần phải nghi ngờ điều này. Hà Nhược Ngu lúng túng khi nhìn thấy bầu không khí căng thẳng như vậy, anh ta lên tiếng giải hòa, Ngôn lão gia, có việc gì cũng có thể thương lượng với nhau. Vị Tần tiên sinh này là người bạn rất thân thiết của văn nhân tiểu thư. Nếu như người này ở trong tay ông hãy thả người ra, chúng tôi sẽ rất cảm kích ông. Nếu như ông có tin tức gì của anh ấy, ông hãy cho chúng tôi biết, chúng tôi cũng sẽ rất cảm kích ông. Ha ha, tất cả chúng ta đều là người làm ăn, bất kỳ cái gì cũng có thể ra giá, đúng không? Hà công tử, nếu như người ở trong tay tôi... Chỉ cần cậu đứng ở đây thôi tôi cũng đã phải nể mặt cậu mà thả người ra nhưng quả thật người đó không nằm trong tay chúng tôi. Tôi thực sự không có cách nào. Ngôn Thanh Tùng làm bộ khó xử nói. Xem ra ông đã quyết định giết người diệt khẩu. Hai mắt văn nhân Mục Nguyệt trừng trừng nhìn Ngôn Thanh Tùng. Trong lòng Ngôn Thanh Tùng thầm run sợ khi bị ánh mắt chăm chú của một cô gái nhìn vào mặt, giống như một con dao sắc bén đang róc thịt trên mặt ông ta. Khẩu khí của cô gái này quá mạnh nhưng ông ta biết nàng có đủ tư cách để nói như vậy. Muốn gán tội cho người khác thì bất kỳ thủ đoạn nào mà chả dùng được. Chuyện này vốn không phải do tôi gây nên. Nếu như các người muốn đổ vấy những trò bẩn này lên người chúng tôi, Ngôn Thanh Tùng tôi sẽ không thể tránh được. Ngôn Thanh Tùng nói. Chuyện đã tới nước này ông ta đã không còn đường lui. Lúc này mà ông ta giao người ra thì sao? Sự chê cười, Hà gia không thể ngồi yên mà không ghép cho ông ta cái tội bắt cóc. Chúng ta đi. Văn nhân Mục Nguyệt quay người đi ra ngoài. Nàng không muốn ở đây mất thời gian. Hà Nhược Ngu liên tục cười gượng, anh ta nói với Ngôn Thanh Tùng, Ngôn lão gia, chuyện này ông hãy suy xét lại đi nha. Nếu như người ở trong tay các ông hãy trả lại cho chúng tôi. Nếu không khi sự việc phát triển tới mức xấu nhất, Hà gia chúng tôi sẽ không thể đứng giữa được nữa. Chúng ta trước nay là bạn bè, tôi thực sự không muốn mọi người trở mặt với nhau vậy kính xin Ngôn lão gia thận trọng. Hà công tử, tôi đã sống từng này tuổi rồi. Tôi đương nhiên biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Ngôn Thanh Tùng gật đầu nói. Tôi chờ đợi tin tốt của ông. Hà Nhược Ngu gật đầu rồi anh ta bước nhanh ra ngoài phòng khách, theo sau văn nhân Mục Nguyệt.
Hà Nhược Ngu ngồi vào trong xe, anh ta nói với Văn Nhân Mục Nguyệt sắc mặt vẫn vô cùng bình thản, bây giờ chúng ta nên làm gì? Chỉ còn có một cách cuối cùng. Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn ngôi biệt thự xa hoa nói. Biện pháp gì? Tôi không cần biết công tử dùng biện pháp gì. Công tử hãy giúp tôi bắt Ngôn Thừa Hoan. Cái này, Hà Nhược Ngu toát mồ hôi lạnh, tính cách của phụ nữ thật sự tàn nhẫn. Ngay khi chưa xác định đích thực có phải người ta làm hay không mà đã sử dụng biện pháp cực đoan đó. Chuyện này thực chất chỉ để đảm bảo cho người của ta được an toàn. Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh lùng nói. Chương 368, tôi cũng bị bắt cóc. Vì để tránh chạm mặt Hà Nhược Ngu và Văn Nhân Mục Nguyệt, Ngôn Thừa Hoan láo xe đi ra theo lối cửa sau. Theo suy nghĩ của anh ta, nếu như chuyện này có thể giải quyết thuận lợi thì anh ta không muốn phải giết người. Dù sao bây giờ cũng là thời của đám thanh niên. Bọn họ rất khó có thể làm cái kiểu chém giết không quang minh chính đại như cha ông thời xưa. Nhưng một khi cha của anh ta nói không thể thả người, anh ta cũng đành phải nghe theo lệnh của cha mà thôi. Đi ra bến tàu Minh Cảng, Ngôn Thừa Hoan nói với tài xế, phải chạy nhanh hơn một chút. Dạ, ông chủ, tài xế trả lời rồi bắt đầu gia tăng tốc độ. Ngôn Thừa Hoan khẽ vuốt thái dương thầm nghĩ tại sao mọi chuyện lại đột nhiên trở nên phức tạp như vậy. Anh ta cũng không biết cha anh ta có chịu được áp lực của Hà gia hay không, còn có cả cô gái đó nữa. Anh ta rất tiếc là mình không có cơ hội gặp lại cô gái đó lần nữa. Đột nhiên chuông điện thoại để trên ghế ngồi vang lên, Ngôn Thừa Hoan nhìn thấy trên điện thoại hiện lên số của Tam Tinh, anh ta liền bấm nút nhận cuộc gọi, giọng nói của anh ta có phần căng thẳng, Tam Tinh, có chuyện gì? Nếu không phải gã ngu này nhiều chuyện gọi điện thoại cho mình sẽ không bị cha của mình tát một cái. Thiếu gia. Rốt cuộc chuyện này giải quyết thế nào? Các anh em vẫn đang chờ quyết định của anh. Làm đi, Ngôn Thừa Hoan bực mình nói, hãy là theo kế hoạch từ trước. Dạ, thiếu gia, Tam Tinh vui vẻ nói. Vậy còn ngôi sao kia thì sao? Ngôi sao nào? Ngôn Thừa Hoan hỏi. Khi các anh em bắt tên đó đi cùng xe với một ngôi sao vì lo lắng sẽ bị bại lộ, vì thế các anh em đã bắt cả hai người về đây, Tam Tinh dè dặt nói. Hả? Ngôn Thừa Hoan nổi giận. Ai cho chúng mày bắt một ngôi sao? Bây giờ phải làm thế nào? Mày hãy cho tao biết làm gì bây giờ? Lúc này Ngôn Thừa Hoan thực sự tức giận. Chỉ bắt nguyên một gã Tần Lạc đã khó giải quyết rồi, bây giờ lại bắt thêm một ngôi sao nổi tiếng. Quả thật chuyện này làm anh ta vô cùng đau đầu, tới khi toàn bộ giới truyền thông cũng vào cuộc nói, đưa tin một ngôi sao nổi tiếng mất tích, chắc chắn chính phủ sẽ phải gắng sức vào cuộc điều tra, áp lực với chúng khi đó sẽ là rất lớn. Thiếu gia. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Tam Tinh thoáng chột dạ, hắn khẽ hỏi. Hãy xử lý thằng đó, giữ lại ngôi sao đó. Lát nữa tao sẽ tới xem sao, Ngôn Thừa Hoan bực bội ngắt điện thoại. Kít! Xe đang chạy đột nhiên phanh gấp lại, làm suýt chút nữa Ngôn Thừa Hoan đụng đầu vào ghế trước. Mẹ kiếp, lái xe thế nào vậy? Sau khi Ngôn Thừa Hoan thấy đầu của mình không có chuyện gì, hắn tức giận quát to. Có xe chắn đường, tài xế nói. Ngôn Thừa Hoan ngẩng đầu nhìn phía trước. Anh ta thấy cửa chiếc xe tải chắn đường phía trước mở ra. Mấy người mặc đồ đen, trùm mặt từ trên xe nhảy xuống, sau đó chạy tới vây xung quanh xe Ngôn Thừa Hoan. Ngôn thiếu gia, xin mời xuống xe, một người mặc đồ đen chỉ súng vào đầu Ngôn Thừa Hoan nói. Dù vẫn còn cách một lần cửa kính nhưng Ngôn Thừa Hoan biết gã đó sẽ rất dễ dàng làm nổ tung đầu mình. Các vị, có phải các vị tìm sai người không hả? Cha tôi là Ngôn Thanh Tùng. Chúng ta là người một nhà mà, Ngôn Thừa Hoan hạ cửa kính xe xuống cười ha hả nói. Cha anh ta cũng xuất thân từ xã hội đen, người trong giới đương nhiên sẽ phải có chút nể nang mình. Tôi biết cha anh là Ngôn Thanh Sơn, tôi còn biết anh là Ngôn Thừa Hoan. Người chúng tôi cần bắt là anh. Nói ít thôi, xuống xe. Sau khi người đàn ông đó nói xong, gã giật cửa xe tung ra. Một gã đàn ông mặc đồ đen khác tiến vào, túm cổ áo Ngôn Thừa Hoan lôi hắn ra ngoài. Đưa điện thoại di động cho tao, một người đàn ông mặc đồ đen vóc dáng nhỏ bé đi tới trước mặt tài xế, gõ súng vào cửa kính nói. Người tài xế vội vàng đưa điện thoại di động cho người đó, thậm chí ngay cả bộ điện đàm cũng không dám giữ lại. Sau khi người mặc đồ đen nhận lấy liền hung hăng ném chúng xuống đất rồi dùng châm của mình giẫm nát vụn. Binh! 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 Người mặc đồ đen đó lại đi vòng quanh xe nổ súng bắn thủng cả 4 chiếc lốp xe. Sau cùng những người đó lôi Ngôn Thừa Hoan lên xe tải, để mặc người tài xế ngồi yên trong xe của mình. Mễ Tử An mấy lần bị không khí vẩn đục cùng bụi bặm trong căn nhà kho này làm sặc sụa, nhưng khi nhìn thấy mấy tên áo đen đang nhìn chằm chằm vào hai người nàng, nàng lại cố gắng kìm nén cơn ho của mình.
nàng cảm thấy chỉ cần nàng ho khan, phát ra tiếng động cũng làm lũ bắt cóc này tức giận có hành động bạo lực gây thương tổn cho hai người. Tần Lạc nhìn gương mặt nhỏ nhắn, hồng hồng của nàng cười nói, không chịu được thì cứ ho ra như vậy mới dễ chịu hơn. Nghe Tần Lạc nói vậy, Mễ Tử An liền không cố nhịn nữa, nàng liền ho dữ dội, dạ dày nàng quặn lại, nước chua từ trong dạ dày trào ra khóe miệng nàng. Đây là lần đầu tiên nàng bị bắt cóc nên tâm trạng khá căng thẳng. May mà có Tần Lạc ở bên cạnh nàng, nếu không thì nàng không biết phải làm thế nào. Cho tới khi tình trạng của thân thể khá hơn một chút thì Mễ Tử An mới nhớ ra lúc trước chỉ cần Tần Lạc liếc nhìn mình đã biết mình đang cần gì. Lúc đó Tần Lạc còn mỉm cười với nàng, chẳng lẽ Tần Lạc không sợ hãi sao? Hay là Tần Lạc ý muốn nói mình có kế hoạch thoát thân? Mễ Tử An lại thở dài khi nàng nhìn thấy dáng vẻ gầy gò, yếu ớt của Tần Lạc. Tốt xấu gì mình cũng học qua mấy năm tiệt quyền đạo, nói không chừng bản thân mình phải ra tay cứu Tần Lạc. Thế nhưng trong tay bọn chúng có súng, cần phải làm gì đây? Tam Tinh ngắt điện thoại, nhìn Tần Lạc ở trước mặt mình cười nói, tiểu tử, lời xin lỗi của mày tới chậm. Tao cho mày 3 phút, mày hãy nhanh chóng từ biệt thế giới này đi. Tôi muốn nói chuyện với Ngôn Thừa Hoan, Tần Lạc nói. Không được, Tam Tinh thẳng thừng từ chối. Anh ta bảo anh giết tôi sao? Nói vớ vẩn. Tôi không muốn chết, Tần Lạc thẳng thắn nói. Tam Tinh cười ầm, gã đốt một điếu thuốc ngậm ở mồm nhìn Tần Lạc nói, không do mày quyết định nữa rồi. Nếu mày muốn nói cái gì thì hãy nói đi. Vừa nói hắn ta vừa nhìn gã thanh niên ván trượt gật đầu. Gã thanh niên ván trượt lấy súng ra nhắm ngay vào đầu Tần Lạc. Chờ một chút, Tần Lạc kêu lên. Có chuyện gì vậy? Tam Tinh hỏi. Cho tôi một điếu thuốc. Trước khi chết tôi muốn hút thuốc, Tần Lạc cười đau khổ nói. Tiểu tử, mày đừng có dở trò. Tam Tinh cảnh giác nhìn Tần Lạc nói. Anh thấy tôi dám dở thủ đoạn hay sao? Tần Lạc cười nói, có nhiều súng chỉ vào tôi như vậy. Nếu anh là tôi thì liệu anh có thể trốn thoát không? Tam Tinh nhìn dáng vẻ yếu ớt, gầy gò, phong cách thư sinh của Tần Lạc thầm nghĩ xung quanh có nhiều người bao vây, gã không tin Tần Lạc có thể trốn thoát, dù Tần Lạc có muốn chạy trốn cũng không thoát được. Cửa căn phòng này đã bị chúng khóa chặt. Hơn nữa trong tay gã còn có một cô gái nữa. Được, tao thỏa mãn yêu cầu cuối cùng của mày, Tam Tinh nói. Gã móc túi lấy ra một bao thuốc, gã rút một điếu quẳng cho Tần Lạc. Tần Lạc cầm điếu thuốc hỏi, có thể cho tôi mượn cái bật lửa không? Tam Tinh lấy bật lửa ném cho Tần Lạc. Gã cố gắng không tiến tới gần Tần Lạc. Tần Lạc bật lửa châm thuốc, sau đó hắn thuận tay ném chiếc bật lửa lại phía Tam Tinh. Tam Tinh không nghi ngờ gì, gã đưa tay đón chiếc bật lửa. Cái này là động tác quen thuộc của dân hút thuốc. Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra thì rất nhanh. Một cây ngân châm đột nhiên xuất hiện ở ngón tay giữa Tần Lạc, bắn ra ngoài đâm thẳng vào đầu ngón tay Tam Tinh. Hả? Cạch! Chiếc bật lửa rơi xuống, Tam Tinh kinh hãi kêu lên một tiếng. Gã ôm ngón tay căm tức nhìn Tần Lạc. Đừng có nhúc nhích, nếu không tao sẽ bắn tung đầu của mày. Tiểu tử, mày định là gì? Tam ca? Tam ca, anh có sao không? Tất cả đám lưu manh móc súng lục ra chỉ thẳng vào đầu Tần Lạc. Mễ Tử An lo lắng có chuyện với Tần Lạc liền đứng dậy nói, các người không được làm sằng bậy. Không được làm sằng bậy. Dĩ nhiên nàng đã quên mất sự sợ hãi, nàng vội vàng tiến lên đứng chắn trước mặt Tần Lạc. Làm thịt hắn đi, Tam Tinh hung hăng quát. Tốt nhất là không nên làm vậy, Tần Lạc cười nói. Tại sao mày không nhìn ngón tay mày trước? Tam Tinh nâng đầu ngón tay lên nhìn, lập tức gã trợn tròn mắt. Vấn đề là chỉ trong nháy mắt ngón tay của gã bị ngân châm Tần Lạc đâm vào đã biến thành màu đen, giống như một quả bồ đào chín mọng, chỉ cần chạm nhẹ vào đó là sẽ chảy ra một dòng nước đen. Đây là cái gì vậy? Tam Tinh sợ hãi hỏi. Độc, Tần Lạc cười nói. Tao không biết mày có nghe nói qua về mũi mặt người chưa? Đây chính là nọc độc lấy từ trong cơ thể của mũi mặt người, sau khi kết hợp với một dược độc khác thì nó liền trở thành chất kịch độc. Thuốc giải đâu? Mau đưa thuốc giải cho tao, Tam Tinh chĩa súng vào đầu Tần Lạc quát to. Gã đã từng nghe nói về mũi mặt người. Giới truyền thông Đài Loan đưa tin này không chút e dè, bọn họ còn nói dân chúng hãy cẩn thận với loại sát thủ từ trên không trung này. Tần Lạc đưa tay kéo Mễ Tử An vào trong lòng. Không muốn để cho một cô gái hai chân không ngừng run rẩy đứng chắn trước mặt mình nhận sự đau đớn. Sự dũng cảm bất ngờ của Mễ Tử An làm Tần Lạc vô cùng cảm động. Không cho thuốc giải cũng chết, mà cho thuốc giải cũng chết, vậy tại sao tao không tìm một? Đưa thuốc giải cho tao. Tao sẽ thả cô gái này, Tam Tinh nhìn thấy toàn bộ cánh tay phải của gã nhanh chóng chuyển thành màu đen, gã sốt ruột ra điều kiện.
hãy thả cô ấy ra trước, Tần Lạc nói. Tam Tinh do dự một lát rồi nói, được, tao đồng ý. Không được, tôi đi rồi còn anh thì sao? Mễ Tử An cầm tay Tần Lạc nói. Chị không đi càng phiền toái, Tần Lạc cười, tay hắn vỗ vỗ vào bả vai Mễ Tử An, hắn nhìn thẳng vào hai mắt nàng nói, sau khi chị đi rồi hãy gọi điện thoại báo cảnh sát giúp tôi. Đi nhanh lên. Mễ Tử An nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Tần Lạc với nàng, nàng không biết hắn có ý định gì nhưng vẫn nghe lời hắn quay người chạy ra phía cửa. Một tên bắt cóc đã mở cửa phòng, Mễ Tử An nhanh chóng chạy ra ngoài. Bây giờ mày có thể đưa thuốc giải cho tao được chưa? Tam Tinh hỏi. Chờ một chút, tao phải xác định cô ấy đã đi xa mới có thể đưa thuốc giải cho mày, Tần Lạc từ chối. Con mẹ nó, mày mau nhanh lên, tao đã thả người, mày phải giữ lời, Tam Tinh nóng lòng nói. Chỉ trong chốc lát mà toàn bộ cánh tay phải của gã đã đổi màu. Độc tính của chất độc này rất mạnh. Tao sợ đã làm mày thất vọng rồi, trong Tần Lạc đang nói, thân hình của hắn dũng mãnh đánh ra, tiến sát tới trước ngực Tam Tinh, trong lúc tất cả còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ôm lấy người Tam Tinh quay lại vị trí cũ. Lúc này Tam Tinh đứng trước, Tần Lạc đứng sau theo đúng tư thế tiêu chuẩn của bắt cóc. Thế nhưng bây giờ thân phận của hai người đã có sự thay đổi. Người bị bắt cóc đã trở thành người bắt cóc. Đã rất nhiều năm nay tao làm người tốt, bây giờ tao phải làm lưu manh một lần, Tần Lạc cười nói. Lúc trước hắn hoàn toàn không dám ra tay vì vẫn còn Mễ Tử An. Bây giờ Mễ Tử An đã đi, hắn cũng bắt đầu giải quyết nỗi lòng của mình. Đúng lúc này chuông điện thoại trong túi của Tam Tinh vang lên. Tần Lạc móc điện thoại di động trong túi Tam Tinh ra. Hắn nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ thiếu gia, hắn liền bấm nút nhận cuộc gọi rồi đặt lên tai Tam Tinh. Tam Tinh, hãy thả Tần tiên sinh ra, từ trong điện thoại vang lên giọng nói khẽ, khàn khàn của Ngôn Thừa Hoan. Hình như ở bên kia Ngôn Thừa Hoan cũng đang gặp chuyện gì đó. Thiếu gia, anh làm sao vậy? Tam Tinh hỏi. Tao bị bắt cóc. Trong nháy mắt Tam Tinh đã hiểu tình hình, gã nói vẻ oan ức, thiếu gia, tôi cũng bị bắt cóc. Chương 369, lưu manh mày còn không làm được thì mày có thể làm gì? Nếu như đám người Tam Tinh coi trọng Tần Lạc hơn, có lẽ Tần Lạc sẽ không dễ dàng lật ngược tình thế nhanh chóng như vậy. Thế nhưng gương mặt của hắn thật sự có khả năng lừa gạt, thanh tú, thuần phác, mang dáng vẻ của một thư sinh yếu ớt, mặc một chiếc trường bào rộng thùng thình. Bất kỳ ai trông thấy hắn cũng nghĩ rằng hắn là một thư sinh trói gà không chặt. Không ai có thể nghĩ hắn giấu châm độc trong tay áo, càng không ai có thể nghĩ hắn đã luyện tập thuật đánh cận chiến. Con người hắn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trước ra sau hoàn toàn không có gì để người ta tin rằng hắn đã luyện tập thuật đánh cận chiến. Điều quan trọng nhất là hắn nói chuyện không biết giữ lời hứa gì hết, quả thật so với lưu manh còn đáng ghét hơn. Làm một gã lưu manh lâu đời, Tam Tinh đã sớm hiểu một đạo lý, khi lừa dối người khác có nhất thiết phải giữ chữ tín hay không. Tần Lạc không ngờ Ngôn Thừa Hoan cũng bị bắt cóc, hắn liền giật lấy điện thoại di động trong tay Tam Tinh nói to, này này, tôi là Tần Lạc. Ai là người bắt cóc Ngôn Thừa Hoan vậy? Đầu bên kia vang lên tiếng ồn ào một lúc lâu, giống như là điện thoại bị mang đi nơi khác, sau đó trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông, là Tần Lạc hả? Có phải anh là Tần Lạc không? Anh là Hà Nhược Ngu hả? Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Tần Lạc nghĩ mãi mà không hiểu vì sao đường đường là Hà Đại Công Tử mà cũng làm chuyện bắt cóc hạ lưu này. Ha ha, là tôi đây, Hà Nhược Ngu cười sang sảng nói, Tần Lạc, anh không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Anh đang ở đâu vậy? Chờ một lát, Mục Nguyệt muốn nói chuyện cùng với anh. Tiếng nói ngừng lại trong vài giây tiếp theo trong điện thoại vang lên giọng nói vui mừng của văn nhân Mục Nguyệt, anh có sao không? Không việc gì, Tần Lạc cười nói. Anh đang ở đâu? Bến tàu Minh Cảng, Tần Lạc trả lời. Anh hãy tự bảo vệ mình, tôi sẽ cho người tới đón anh về. Ừ, Tần Lạc ôn hòa trả lời. Sau đó điện thoại lại truyền sang tay người khác, lại là giọng nói của Hà Nhược Ngu, Tần Lạc, bây giờ anh đang ở bến tàu Minh Cảng hả? Bọn chúng có mấy người? Tạm thời anh có nguy hiểm gì không? Anh hãy nói với chúng Ngôn Thừa Hoan đang ở trong tay chúng ta để cho bọn chúng không dám làm sằng bậy. Bây giờ tôi sẽ tới đón anh ngay. Được, cảm ơn Hà đại ca. Cứ yên tâm, tôi không có nguy hiểm gì, Tần Lạc cười nói. Sau khi ngắt cuộc gọi, Tần Lạc cười nói với Tam Tinh, mày đã nghe rõ chưa? Đã nghe rõ, đại ca, xin anh hãy thương xót trị độc cho tôi trước. Chờ khi tao an toàn rồi tao mới trị độc cho mày, nếu không mày ra tay làm sằng bậy thì sao? Tần Lạc thẳng thừng từ chối. Đại ca, tôi nào có gan dám làm sằng bậy như vậy hả? Tam Tinh gần như phát khóc.
Yên tâm đi, không chết được đâu, Tần Lạc cười nói. Hắn cảnh giác nhìn mấy tên lưu manh đang cầm súng đứng xung quanh nói, hãy mở cửa nhà kho ra. Tất cả súng ném hết dưới chân tao. Những tên lưu manh cùng nhìn Tam Tinh, chờ đợi lệnh của gã. Mẹ kiếp, mau mở cửa ra. Đầu chúng mày bị ung rồi hả? Tao và thiếu gia đều bị khống chế, bây giờ chúng ta phải phụ thuộc vào lời nói của người ta. Mịa, ngay cả lưu manh còn không làm được, còn mẹ chúng mày có thể làm gì đây? Nhìn Tam Tinh quát mắng đàn em của mình, suýt chút nữa Tần Lạc phì cười. Hắn không ngờ một người dáng dấp như ca sĩ lại có đầu óc khôi hài như vậy. Gã thanh niên ván trượt đã bắt cóc Tần Lạc là người có phản ứng đầu tiên, gã chạy tới mở cửa nhà kho ra. Bây giờ đã là ban đêm, mặt trăng lên cao chiếu rọi khắp nơi, vì vậy không làm con người có cảm giác tối om. Cả một vùng đất hoang vu trải dài một quầng sáng màu vàng. Đột nhiên trong lúc đó, Tần Lạc, người vừa thoát khỏi nguy hiểm, chợt nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ cách đó không xa. Còn sống là tốt rồi. Tần Lạc không dám buông lơi cảnh giác. Hắn e sợ bản thân mình sẽ bị bắt cóc lại một lần nữa, khi đó bọn bắt cóc sẽ dùng tính mạng của hắn đổi lấy mạng của Ngôn Thừa Hoan, khi đó thì thật sự rất đáng tiếc. Vì vậy Tần Lạc vẫn duy trì mức độ cảnh giác ở mức tối đa. Hắn vẫn giữ chặt tay Tam Tinh, không để cho bọn chúng có con đường phản kháng lại. Chỉ trong chốc lát, hơn nửa phần thân thể Tam Tinh đã trở thành màu đen, trông bộ dáng hắn vô cùng kinh khủng, hơn nữa ở những chỗ đó còn ngứa ngứa. Rất nhiều lần Tam Tinh muốn thò tay ra gãi nhưng đều bị Tần Lạc cản lại. Loại độc tố này quả thực hắn đã lấy từ trong thân thể mũi mặt người ra. Lúc đó hắn muốn giữ lại một ít để xem nó có giá trị nghiên cứu gì không. Sau đó hắn lại phát hiện ra rằng, nếu đem độc dược đó trộn với lạo thảo dược thiên tiên tử thì có thể tạo ra một chất độc có độc tính rất mạnh, vì vậy hắn lập tức tạo ra loại độc dược đó. Trong tay áo của Tần Lạc có giấu một cây ngân châm có dính loại độc dược của mũi mặt người. Sau khi hắn bị bắt cóc, hắn lấy cây châm ra kẹp ở lòng bàn tay. Một cây ngân châm như vậy rất dễ dàng che giấu, hơn nữa người lục soát cũng không dễ phát hiện ra. Mà cho dù có bị người khác phát hiện ra thì người đó cũng cho rằng một cây ngân châm như vậy không thể gây nên một thương tổn lớn nào cho bản thân mình. Tiểu Lý phi đao dùng một phi đao tung hoành thiên hạ. Diệp Thu dùng mấy hòn đá nhỏ đi khắp thành phố. Một cây ngân châm của Tần Lạc giống như một khóm hoa vô nghĩa, nhưng một khi rơi vào tay một người phù hợp thì nó cũng có thể có những tác dụng không ngờ tới. May mắn là Tần Lạc không phải đợi lâu. Thoáng chốc bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô, tiếp theo từ phía xa truyền lại tiếng hú còi của xe cảnh sát. Két! Bên ngoài vang lên tiếng phanh xe rồi sau đó là tiếng đóng mở cửa ầm ầm. Tần Lạc, anh không việc gì chứ? Tiếng ai đó gọi to. Tôi không việc gì, Tần Lạc oang oang trả lời. Ánh sáng đèn pin xuất hiện, soi rọi căn nhà kho ẩm ướt, âm u sáng rõ như ban ngày. Một nhóm người chạy nhanh tới. Sau khi nhìn thấy tình hình bên trong nhà kho, có người rút súng lục ra chỉ vào những kẻ bắt cóc vây xung quanh Tần Lạc nói to, không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Hãy ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Đám bắt cóc đó cũng đã biết Ngôn Thừa Hoan bị bắt cóc, cũng đã chứng kiến cảnh Tam Tinh bị khống chế, rơi vào tình trạng phản bắt cóc. Bọn chúng có phản kháng cũng vô ích, vì vậy bọn chúng liền làm theo yêu cầu của người đó, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Tần Lạc, anh thế nào? Hà Nhược Ngu đi tới trước mặt Tần Lạc hỏi vẻ quan tâm. Lúc này anh ta mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy không có chuyện gì xảy ra với Tần Lạc. Nếu như gã này xảy ra chuyện gì ở Đài Loan thì với tính cách phụ nữ thì chỉ có trời mới biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu. Tới khi đó chỉ e Hà gia của anh ta cũng sẽ bị cuốn vào mà không có cách nào thoát ra được. Tôi không sao, cảm ơn anh, Tần Lạc cười nói. Tới lúc này Tần Lạc mới bỏ Tam Tinh ra, giao gã cho mấy vệ sĩ của Hà Nhược Ngu. Đại ca, thuốc giải của đại ca. Đại ca hãy mau cho tôi thuốc giải, Tam Tinh sợ Tần Lạc đi mất nên gã sốt ruột nói. Thuốc giải gì? Thuốc giải độc dược, đại ca hãy giải độc cho tôi. Không phải đại ca vừa nói sẽ không tính toán gì hết sao? Bây giờ đại ca phải cứu tôi. Yên tâm đi. Cứ chờ khi tôi nghiên cứu ra tôi sẽ đưa cho anh, Tần Lạc nói. Được, vậy khi nào đại ca nghiên cứu ra? Tam Tinh trợn mắt rồi hắn lập tức ngất xỉu. Anh ta làm sao vậy? Hà Nhược Ngu nhìn sắc mặt đen như bao công của Tam Tinh cười hỏi. Chúng độc, Tần Lạc nói. Có cứu được không? Có, nhưng thuốc giải rất khó điều chế, cần phải có thời gian, Tần Lạc nói. Có mất nhiều thời gian không? Ở Đài Loan này, nếu như anh ta chết thì sẽ rất phiền toái cho anh đó. Yên tâm đi, sẽ không sao. Dạo này tôi chuyên tâm nghiên cứu loại độc này,
dù tôi còn không có nhiều kinh nghiệm lâm sàng nhưng chắc chắn không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, Hà Nhược Ngu nói, cậu báo cảnh sát à? Xe cảnh sát chạy ngay sau xe của chúng tôi, cảnh sát cũng sắp tới đây rồi. Không phải là mọi người gọi tới sao? Không phải, Hà Nhược Ngu cười nói, nếu như không báo cảnh sát, chuyện này có thể tự giải quyết. Bây giờ xem ra chỉ còn cách giao cho cảnh sát xử lý thôi. Điều cần nhất lúc này là giải thích thế nào chuyện của Ngôn Thừa Hoan. Có thể là Mễ Tử An đã báo cảnh sát, Tần Lạc cười nói. Hắn đương nhiên không tin Mễ Tử An chỉ biết bỏ chạy lấy mình không báo cảnh sát. Ngôn Thừa Hoan là kẻ khả nghi tổ chức bắt cóc, bọn họ chỉ cần nộp Ngôn Thừa Hoan cho cảnh sát rồi giải thích cho bọn họ. Ồ, Mễ Tử An tiểu thư, cô ấy là một người rất có danh tiếng ở Đài Loan. Chỉ e là chuyện này sẽ ồn ào rồi cả đảo sẽ biết. Xe cảnh sát nhanh chóng tới nơi, Mễ Tử An từ trên một xe cảnh sát nhảy xuống, nàng vội vã chạy vào trong. Nước mắt nàng trào ra khi nhìn thấy Tần Lạc đang đứng trước cửa nhà kho từ đằng xa. Nhìn thấy Tần Lạc bình an vô sự, nàng thực sự rất hạnh phúc. Chúng ta thường nói, tình cảm giữa những người đàn ông thể hiện sâu sắc nhất chính là ở chỗ cùng nhau đương đầu với họng súng, vậy tình cảm giữa đàn ông và phụ nữ sâu sắc nhất xuất phát từ chỗ nào? Có phải ở chỗ cùng bị bắt cóc không? Anh không sao chứ? Không việc gì, Tần Lạc cười nói. Hắn dùng tay lau nước mắt trên mặt Mễ Tử An. Chị là một người nổi tiếng, chị phải chú ý hình tượng của mình. Cảm ơn anh đã để tôi đi trước, Mễ Tử An xúc động nói. Từ trước tới nay nàng chỉ nghĩ chỉ trong truyền hình và điện ảnh mới có những cảnh như vậy. Nàng không ngờ bản thân nàng được gặp gỡ người đàn ông có ý chí lớn như vậy. Chị không đi tôi cũng không thoát được, Tần Lạc cười nói. Vậy là chính mình làm vướng víu sao? Uổng công mình lúc trước còn cố nghĩ cách cứu anh ta. Mễ Tử An vừa lau nước mắt vừa mắng thầm Tần Lạc. Người đàn ông này thật đáng ghét. Trong một chiếc Mercedes màu đen ở bên ngoài có hai người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi lặng lẽ. Mã Duyệt nhìn thấy Tần Lạc lau nước mắt giúp Mễ Tử An, nàng giận dỗi nói, tiểu thư, làm vậy có đáng không? Mặc dù biết Tần Lạc đã thối hôn nhưng khi nhìn thấy cảnh đó, Mã Duyệt vẫn giận dỗi, không vui. Nàng luôn đứng ở lập trường của tiểu thư để lo lắng cho tiểu thư. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn gương mặt tươi cười của Tần Lạc qua cửa kính xe, khẽ nói, chị không lo lắng về những chuyện như vậy. Chỉ cần chị thích là làm. Chương 370, đừng đánh vào mặt. Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, mang theo mùi vị mặn mặn của biển cả bay vào trong phòng. Ban đầu thân thể Tần Lạc co giật dữ dội, sau đó lại duỗi thẳng ra. Tiếng khớp xương kêu răng rắc liên hồi như thanh âm của một băng đạn bay ra khỏi nòng. Hắn thoải mái rên rỉ một lúc rồi mới mở mắt ra. Anh đã tỉnh rồi, giọng nói của Trần Tư Tuyền vang lên. Tần Lạc nhìn Trần Tư Tuyền đang ngồi ở cạnh giường hỏi, tại sao lại dậy sớm vậy? Anh cho rằng tôi muốn như vậy sao? Trần Tư Tuyền đứng dậy, uốn éo eo của mình, dáng người nàng cao gầy, đầy đặn, cặp đùi săn chắc gây cho người khác một cảm giác cực kỳ hấp dẫn. Buổi tối hôm qua sau khi mấy người Hà Nhược Ngu giải cứu Tần Lạc, vì để phối hợp với việc thẩm vấn điều tra của cảnh sát, Tần Lạc và Mễ Tử An đi tới cục cảnh sát trả lời thẩm vấn, hơn nữa cả hai còn tự viết một bản công khai. Ngay khi Trần Tư Tuyền biết tin, nàng liền tới đón Tần Lạc. Cục cảnh sát chỉ nằm cách nhà Trần Tư Tuyền một đoạn đường ngắn, vì vậy Trần Tư Tuyền không đưa Tần Lạc quay về khách sạn mà đưa luôn hắn về nhà nàng. Sáng sớm nay Lệ Yêu Tinh gọi điện thoại tới, tôi còn có thể ngủ tiếp được nữa không? Cô ấy bảo khi nào anh ngủ dậy thì hãy gọi ngay điện thoại cho cô ấy, nếu không cô ấy sẽ xách dao kiếm xông tới đây chém giết tôi. Tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, kem đánh răng, bàn chải tôi cũng đã chuẩn bị cho anh, cái khăn mặt màu xanh da trời kia là khăn mặt của anh, Trần Tư Tuyền dặn dò Tần Lạc xong rồi mới đi ra khỏi phòng. Tần Lạc nhìn bóng lưng gợi cảm xinh đẹp của nàng thầm nghĩ, không ngờ cô gái này có tiềm ẩn phẩm chất của một người vợ hiền. Tần Lạc không biết Lệ Khuynh Thành gọi điện cho hắn có việc gì hay không. Hắn vẫn vội vàng dùng điện thoại nhà Trần Tư Tuyền gọi điện thoại cho Lệ Khuynh Thành. Chuông điện thoại vừa mới đổ 2 tiếng, bên kia đã nhấc máy, từ trong điện thoại vang lên giọng nói hấp tấp của Lệ Khuynh Thành, cuối cùng thì đồ chết bẩm, anh cũng biết gọi điện thoại cho tôi à. Tôi rất hối hận là đã đồng ý với Trần Tư Tuyền để anh đi Đài Loan. Anh vừa mới rời khỏi nhà có mấy ngày mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện lớn như vậy, nào là khách quý của đảo, nào là chữa bỏng cho Đại Minh Tinh, rồi còn cả chuyện bắt cóc vừa rồi. Tôi thực sự bội phục năng lực gây chuyện của anh. Tôi bị người ta bắt cóc, không phải là tôi tự nguyện, Tần Lạc cười gượng gạo nói. Lệ Khuynh Thành lại cứ làm như là hắn chủ động yêu cầu người khác bắt cóc mình không bằng.
Toàn bộ Đài Loan có nhiều người như vậy, tại sao người bị bắt cóc không phải là một ai khác mà cứ lần này tới lần khác phải là anh hả? Có phải là vì anh đẹp trai không? Thôi được, tôi không công kích anh nữa. Giọng nói của Lệ Khuynh Thành đột nhiên lại trở nên vô cùng dịu dàng, thánh thót, chừng nào thì anh quay về. Người ta nhớ anh lắm đó. Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói, tôi đã đồng ý tham gia cuộc giải phẫu, đợi khi cuộc phẫu thuật của cô ấy hoàn thành tôi sẽ quay về Yến Kinh. Được, ở Yến Kinh cũng đang có một chuyện chờ anh quay về giải quyết, Lệ Khuynh Thành nói. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Anh có còn nhớ Trung Quốc Trung Y Đường không hả? Gần đây bọn họ liên tục gây ra một vài chuyện làm cho giới truyền thông trong nước cùng với dân chúng bắt đầu có thái độ hoài nghi cũng như sự chối bỏ với Trung Y. Tôi rất lo thái độ tiêu cực đó sẽ ảnh hưởng tới chúng ta. Thuốc Trung Y cũng giống như thực phẩm, nếu như xuất hiện một sự cố gì đó sẽ khiến cho mọi người hoang mang cùng một tâm lý bài xích. Một xí nghiệp sản xuất sữa có vấn đề, rất có thể một thời gian dài mọi người không dám uống sữa nữa. Chúng ta không thể không thận trọng đối phó với vấn đề này. Tần Lạc thở dài nói, không sợ đối thủ như lang như sói, chỉ sợ đối thủ như lợn thôi. Tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng quay về. Được rồi, không quấy rầy hai người nữa. Anh cứ tiếp tục câu chuyện yêu đương với Trần Tư Tuyền. Dù sao cô ấy cũng mong đợi anh đã lâu, anh phải đền đáp cho cô ấy những điều ngọt ngào chưa nói xong. Lệ Khuynh Thành đã bật cười ha hả. Nàng đúng là một phụ nữ lưu manh. Ở bàn ăn, Trần Tư Tuyền vừa rót sữa cho Tần Lạc vừa hỏi, Lệ yêu tinh đó có nói bậy bạ gì về tôi không hả? Có, Tần Lạc gật đầu nói. Tôi biết mà, trong mồm chó không bao giờ mọc răng ngà, Trần Tư Tuyền tức giận nói. Miệng chó mà có thể mọc răng ngà thì mọi người sẽ đổ xô đi nuôi chó hết, Tần Lạc cười nói, vụ án vừa rồi phán quyết như thế nào? Trần Tư Tuyền suy nghĩ một lát rồi nói, cho dù Hà gia có thúc đẩy thì kết quả cuối cùng cũng phải chờ mấy ngày nữa mới biết. Trình tự tư pháp ở Đài Loan rất nghiêm khắc thế nhưng tôi nghĩ nhất định Ngôn Thừa Hoan sẽ ngồi tù với tội danh bắt cóc người khác. Tôi không biết là có thể điều tra ra cha của hắn là Ngôn Thanh Tùng có liên quan tới vụ án hay không. Ngôn Thanh Tùng không có mặt ở hiện trường, cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ nào về việc ông ta đứng sau việc này. Tôi nghĩ sẽ rất khó kết tội ông ta. Tần Lạc gật đầu nói, ác giả ác báo. Kết quả như vậy cũng không tệ chút nào. Anh cứ yên tâm đi, một khi có Hà gia giám sát dù Ngôn Thanh Tùng không phải ngồi tù thì ông ta cũng rất khó có thể lại một lần nữa gây chuyện. Dù sao trước đó Hà Nhược Ngu và văn nhân Mục Nguyệt đã tới tận nhà gặp Ngôn Thanh Tùng, ông ta đã phủ nhận chuyện bắt cóc anh. Bây giờ chân tướng sự việc đã rõ ràng. Không biết Hà Nhược Ngu sẽ nghĩ gì về ông ta nhỉ? Trần Tư Tuyền vừa nhai sandwich răm, bông vừa nói. Lần này thực sự rất tốt, phải cảm ơn Hà gia, Tần Lạc nói. Hay anh hãy cảm ơn vị hôn thê xinh đẹp bị anh thối hôn đó đi, cô ấy thực sự rất phi thường. Nếu như không có cô ấy ra mặt liệu Hà gia có để ý tới sự sống chết của anh không? Tôi thấy rất kỳ quái, một cô gái như vậy mà anh lại có thể từ chối. Anh thật sự rất dũng cảm, nếu đổi lại là tôi. Tôi thực sự không nỡ. Ngôn Thanh Tùng mặc một bộ com lê đen rất vừa, đeo kính râm, đi theo sau hai nhân viên cảnh sát vào thăm đứa con đã bị bắt của ông ta. Ông ta một đao phá núi làm nên sự nghiệp, sự vinh hoa phú quý hôm nay có được từ trong máu lửa. Giết người diệt khẩu là chuyện bình thường, không phải là lần đầu mới làm nhưng điều ông ta thực sự không ngờ chuyện lần này lại hoàn toàn thất bại. Điều uất ức là thất bại này lại xuất phát từ những kẻ ngu ngốc đó. Vốn đi bắt cóc người ta lại bị người ta trói tay giật cánh khỉ, con trai ông ta đang trên đường đi thì lại bị người khác bắt cóc. Sau khi Ngôn Thanh Tùng nghe được mấy tin này, lửa giận công tâm, ông ta như điên khùng thổ ra một chén máu tươi. Thật mất mặt. Ngôn tiên sinh, mời vào, ông không được ở trong này quá lâu, một nhân viên cảnh sát đẩy cánh cửa sắt ra và nói với Ngôn Thanh Tùng. Cảm ơn, Ngôn Thanh Tùng gật đầu nói với hai nhân viên cảnh sát. Ngôn Thanh Tùng bảo luật sư và vệ sĩ ở lại bên ngoài. Một mình ôn ta đi vào trong phòng. Đây là một căn phòng dài mỏng, bên trong căn phòng chỉ có một cái bàn và mấy cái ghế. Trên trần nhà có một ngọn đèn thẩm vấn có thể tùy ý điều chỉnh độ sáng. Lúc này ngọn đèn để ở độ sáng nhỏ nhất để không mang lại cho người khác cảm giác chói mắt. Ngôn Thừa Hoan vẫn mặc bộ vest đó, ngồi đó với vẻ bạc nhược. Trong mắt anh ta có vô số những tia máu đỏ, gương mặt rất bẩn, hình như chỉ trong có một đêm rear map anh ta đã mọc ra rất dài. Ngôn Thanh Tùng vừa thương vừa giận khi thấy dáng vẻ đó của con trai mình. Ngôn Thanh Tùng bước nhanh tới, ông ta túm cổ áo Ngôn Thừa Hoan, vung tay tát vào mặt hắn mắng, mày chẳng nỗ lực làm được việc gì nên hồn, lúc nào cũng làm toàn những chuyện ngu xuẩn. Nếu sớm biết mày là một phế vật,
lão tử tao đã ném mày vào tường rồi. Cánh cửa sắt lại được mở ra, hai nhân viên cảnh sát bước vào nói, Ngôn tiên sinh, không nên động chân tay. Nếu không chúng ta sẽ tước bỏ quyền thăm nom của ông. Ngôn Thanh Tùng biết trong phòng này có đặt camera giám sát nên ông ta làm ra vẻ không cố ý buông cổ áo con trai ra, để mặc con trai mình ngã ngồi xuống ghế như kẻ chết rồi. Xin lỗi, tôi hơi xúc động, chuyện này sẽ không xảy ra một lần nữa, Ngôn Thanh Tùng cười nói với hai nhân viên cảnh sát. Hai nhân viên cảnh sát này cũng biết rõ tiếng xấu của Ngôn Thanh Tùng nên cả hai cũng không thật sự muốn làm khó ông ta. Đợi khi cánh cửa sắt đóng lại, Ngôn Thanh Tùng mới ngồi xuống đối diện với con trai mình và nói, lần này chỉ e là con khó thoát tội. Con biết, Ngôn Thừa Hoan nhẹ nhàng nói, giống như là hắn đang đi lạc vào cõi thần tiên ngoài vũ trụ. Cha đã mời toàn bộ những luật sư giỏi nhất Đài Loan để bọn họ bào chữa cho con. Vô ích thôi, cuối cùng Ngôn Thừa Hoan cũng liếc nhìn cha mình và nói, bọn họ nắm được chứng cứ rất xác đáng. Trong hai chúng ta nhất định phải có một người vào trong này mới ổn, nếu không bên Hà Gia nhất định sẽ không bỏ qua. Ôi, đây cũng là một chuyện ngu xuẩn, Ngôn Thanh Tùng nói, hay con và bọn Tam Tinh hãy đồng loạt phản cung, đổ hết mọi chuyện lên đầu cha. Dù sao mấy người Tam Tinh cũng là người của cha, nếu nói là do cha sai khiến nhất định bọn họ sẽ tin tưởng. Vụ án này để cha gánh, không phải lão tử chưa bao giờ ngồi tù. Vụ án này con gánh, Ngôn Thừa Hoan lắc đầu nói. Cha đã nói để cha gánh chịu là để cha gánh, đừng tranh cãi nữa. Lão tử đã có kinh nghiệm ngồi tù, không chừng cha còn có thể được nhốt chung với các lão huynh đệ trước kia. Cha có thể ngồi phơi nắng, cùng bọn họ ôn lại chuyện cũ. Cha sẽ cho người báo cho bọn Tam Tinh biết, nghe cha đi, tất cả cứ đổ lên đầu cha, Ngôn Thanh Tùng bá đạo nói. Chuyện này do con làm ra, người cũng do con đắc tội, hiển nhiên con phải gánh chịu hậu quả bị người khác báo thù, Ngôn Thừa Hoan nói, hơn nữa con đã viết một bản cung khai thú nhận tội. Nhận tội ư, Ngôn Thanh Tùng giận dữ, ông ta hung hăng bước tới, túm cổ áo con mình định bạt tai mắng, mày đúng là đồ ngu xuẩn. Ai cho mày nhận tội, ai bảo mày nhận tội. Lần này Ngôn Thanh Tùng không thể đánh vào mặt Ngôn Thừa Hoan. Bởi vì đột nhiên Ngôn Thừa Hoan vung tay nắm lấy tay Ngôn Thanh Tùng. Ngôn Thanh Tùng kinh ngạc nhìn con trai mình, ông ta không ngờ con trai mình dám phản kháng. Cha, Ngôn Thừa Hoan nhìn thẳng vào hai mắt cha mình nói, cha có thể đồng ý với con một việc không? Sau này dừng đánh vào mặt con nữa. Chương 371, mất máu. Con là con trai của ta. Ta muốn đánh thì đánh, Ngôn Thanh Tùng nhất thời không biết phản bác thế nào khi bị khí phách của con trai của mình làm hoảng sợ, ông ta buột miệng nói ra một chân lý đã có ngàn năm nay không gì có thể phá nổi. Lão tử đánh con của mình, không phải là chân lý hiển nhiên sao? Tại sao lại sinh con chứ? Không phải là để đến lúc nhàn rỗi hay tâm tình không tốt mang chúng ra đánh để giải khuây hay sao? Đúng, con là con của cha. Bởi vì con là con của cha. Cha mới không nên đối xử với con như vậy, gương mặt Ngôn Thừa Hoan dữ tợn. Con không phải là đàn em của cha. Con biết cha có thói quen bạt tai bọn họ nhưng cha không nên cư xử với con như vậy. Con là con trai của cha. Cha đã dạy con phải tôn trọng nhưng một người suốt ngày bị cha của mình đánh vào mặt thì làm sao có thể học được sự tôn trọng. Con đang giáo huấn chính cha của mình sao? Ngôn Thanh Tùng tức giận quát. Không phải là con đang giáo huấn cha, con đang nói chuyện đạo lý với cha, Ngôn Thừa Hoan phản bác. Từ nhỏ tới lớn mỗi khi con muốn trò chuyện về đạo lý với cha, cha luôn dạy con phải sử dụng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Bây giờ còn có người có nắm tay to hơn chúng ta, bọn họ có cần phải nói đạo lý với con không? Cha cũng quay về đi thôi, không cần phải báo thù cho con, Ngôn Thừa Hoan buông lỏng tay cha mình ra và nói, không nên chọc vào những người không thể trêu chọc. Đây chính là điều cha đã dạy con vẫn nhớ kỹ. Ngôn Thừa Hoan quay người bước đi, Ngôn Thanh Tùng đứng ngẩn người tại chỗ. Con không có giáo dục đó là lỗi của người cha. Ngôn Thừa Hoan vô cùng hối hận khi hắn nhớ tới phương pháp giáo dục của cha hắn đối với hắn. Cuộc đời hắn là một sự thất bại khi có một người cha như vậy. Mễ Tử An đi lại trước cửa phòng bệnh, An Mẫu ngồi một chỗ gạt nước mắt, mấy người thân ngồi bên cạnh an ủi, An Phụ ngồi chồm hổm ở góc tường liên tục đốt thuốc, không ngừng rút đầu thuốc ra khỏi mồm rồi lại đốt điếu mới gắn vào miệng hút. An Thiết Hùng, ông chủ của công ty điện ảnh và truyền hình An Đằng và mấy nhân viên cao cấp của công ty cũng tới, gương mặt lo lắng chờ đợi. Nàng là nghệ sĩ hấp dẫn nhất của công ty, hơn nữa lại có nhiều hợp đồng khác nhau. Lần này nàng gặp chuyện không may, tất cả đều đẩy trách nhiệm lên người công ty An Đằng, thậm chí còn có những người quá khích gọi điện thoại tới nhục mạ, đe dọa công ty.
Lần này đối với công ty mà nói, đây là một việc có áp lực rất lớn. Hôm nay chính là ngày diễn ra cuộc giải phẫu ghép da. Người bệnh đã được đưa vào phòng mổ. Bác sĩ Thôi Vĩnh Minh là người mổ chính, Tần Lạc cũng bị Thôi Vĩnh Minh kéo vào trong phòng mổ hỗ trợ. Mặc dù ai cũng biết cuộc giải phẫu cấy ghép da không phải quá nguy hiểm tới tính mạng nhưng người nhà cùng bạn bè thân thiết vẫn không ngừng lo lắng về sự an toàn của cuộc giải phẫu. An An, An An, cháu lại đây. An Mẫu vẫy tay gọi Mễ Tử An. Bởi vì Mễ Tử An có quan hệ rất thân thiết với nàng, hơn nữa tên gọi của hai người lại giống nhau nên An Mẫu vẫn gọi Mễ Tử An như vậy. Bà coi con gái mình là chị, Mễ Tử An là con thứ hai. An Mẫu luôn coi, đối đãi với Mễ Tử Anh như con ruột, có món ăn ngon nào cũng gọi điện thoại cho nàng. Mễ Tử An bước nhanh tới, nàng cười gượng nói, A Di, không nên quá lo lắng, không có chuyện gì đâu. Bác sĩ Thôi đã thực hiện rất nhiều cuộc giải phẫu như vậy, ông ấy rất có kinh nghiệm, còn có cả Tần Lạc nữa, anh ấy rất lợi hại. Lần trước cháu bị ốm anh ấy cũng chữa cho cháu đó. Không phải là gì lo lắng cuộc giải phẫu không thuận lợi. An Mẫu gạt dòng lệ đang tuôn trào nói, dì nghe nói, giải phẫu cấy ghép da chính là cắt một phần da ở phần thân thể khỏe mạnh sau đó ghép lên phần da đã bị tổn thương. Cắt da trên người của mình vậy thì An An của dì sao có thể chịu được hả? Có phải là sẽ rất đau không cháu? Nghĩ tới việc con gái mình phải cắt bỏ một phần da trên người để ghép vào vùng bị bỏng, giống như là xé toạc phần túi ở quần áo đi vá chỗ rách, trái tim người mẹ vô cùng đau đớn, run sợ. Nghĩ tới những cơn đau đớn khi làn da trên thân thể người bạn thân thiết của mình bị lột da, Mễ Tử An cũng rất đau lòng, nhưng nàng vẫn phải kiên cường để an ủi An Mẫu. A Di, không việc gì đâu. Trước khi giải phẫu bác sĩ phải gây mê để không cố cảm giác đau đớn, hơn nữa giải phẫu cũng nhanh thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Mễ Tử An cầm tay An Mẫu an ủi. Dì sẽ không bao giờ cho nó đi đóng phim nữa. Dì chỉ muốn con gái của dì là một đứa con gái khỏe mạnh bình thường. Ngân Mẫu nghẹn ngào nói. Mễ Tử An thở dài, nàng thầm khấn cầu, Quan Âm Bồ Tát Như Lai Phật Tổ và cả Tần Lạc, cầu xin mọi người hãy giúp cô ấy vượt qua thời khắc khó khăn này. Bên trong người Tần Lạc mặc một chiếc trường bào màu đen, bên ngoài hắn lại mặc một chiếc áo blue trắng rộng thùng thình, hắn cũng đeo khẩu trang như các y bác sĩ khác trong phòng mổ như vậy có thể đề phòng vi khuẩn lây bệnh từ vết thương của người bệnh lây truyền qua đường miệng. Tần Lạc không được tự nhiên cho lắm trong bộ trang phục đó. Nếu như đây không phải là đang trong một tình huống vô cùng nghiêm túc thì chỉ e hai nữ y tá xinh đẹp phụ mổ đã không nhịn được phá lên cười. Đây không phải là lần đầu tiên Tần Lạc bước vào một phòng giải phẫu Tây Y vì thế căn bản hắn không có cái cảm giác khẩn trương, hồi hộp, hơn nữa hắn cũng chỉ là một trong mấy người phụ mổ, hắn cũng không phải gánh chịu trách nhiệm quá lớn. Anh khẳng định châm cứu có thể gây mê sao? Thôi Vĩnh Minh trợn tròn mắt nhìn, hỏi lại, ông ta muốn xác định lại một lần nữa. Theo như lẽ bình thường, muốn gây mê cho người bệnh thì phải tiêm thuốc gây mê, tới khi người bệnh được đưa lên bàn mổ thì lúc đó họ đã hoàn toàn mất đi lý trí của mình. Nhưng khi Thôi Vĩnh Minh nghe thấy Tần Lạc nói đầy tự tin là muốn dùng châm cứu để gây mê, ông ta cũng hiểu rõ châm cứu gây mê hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ nào, sự hồi phục sức khỏe của người bệnh đương nhiên cũng có hiệu quả nhanh hơn. Nhưng nếu biện pháp của Tần Lạc không có hiệu quả thì sao? Nếu trong quá trình giải phẫu, đột nhiên hiệu quả gây mê mất gì thì sẽ phải giải quyết thế nào? Không phải khi đó sẽ làm cho người bệnh đau đớn đến chết đi sống lại sao? Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu nói. An An cười nói với Tần Lạc, Mễ Tử An nói không gì có thể làm khó anh được. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Tần Lạc gật đầu nói, cô hãy ngủ một lát, khi cô tỉnh lại thì mọi chuyện đã kết thúc. Trong lúc nói chuyện, ngón tay của Tần Lạc nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt thái dương hai bên trán của nàng. An An cảm thấy hai mí mắt mình càng lúc càng nặng trĩu, càng lúc càng chóng mặt rồi nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Ngủ rồi hả? Ngủ rồi, Tần Lạc vừa nói, hắn vừa lấy ngân châm từ trong hộp ngân châm ra. Sau khi trừ độc xong, hắn đâm vào huyệt thân nhĩ ở phía sau tai của nàng. Loại châm cứu gây mê này có thể kéo dài trong bao lâu? Thôi Vĩnh Minh hỏi. Tần Lạc lại lấy một cây ngân châm khác châm vào huyệt thân nhĩ ở bên tai còn lại rồi mới trả lời. Chỉ cần tôi không rút hai cây ngân châm ở cửa tai của cô ấy ra, cô ấy không thể tỉnh lại được. Trung y thật sự rất thần kỳ. Như vậy là đủ thời gian giải phẫu. Thôi Vĩnh Minh cười nói. Xong chưa? Bắt đầu đi, Tần Lạc nói. Hơn nữa tôi ở bên cạnh quan sát, bất kỳ lúc nào cũng có thể giúp gây mê cho cô ấy lần nữa. Lúc này Thôi Vĩnh Minh mới yên lòng, ông ta nói với người phụ mổ, bắt đầu cắt ra. Phẫu thuật cấy ghép da chính là giải phẫu làm đẹp giải quyết vấn đề của làn da.
phổ biến nhất là cắt da ở phần thân thể khỏe mạnh để ghép vào làn da của phần thân thể bị thương đã cắt bỏ ra. Loại hình phẫu thuật này dường như rất hiệu quả trong việc cấy ghép che kín các vết sẹo lớn hay các hình xăm không thể tẩy hết. Ảnh hưởng chủ yếu của kỹ thuật cấy ghép da là để lại những vết khâu ngoại biên, ở vị trí lấy da cấy ghép sẽ lưu lại những vết sẹo. Nếu như lựa chọn da cấy ghép gần vị trí nơi cấy ghép, cộng với kỹ thuật may tốt, làn da sống hiệu quả sẽ tốt hơn so với sẹo trước kia rất nhiều. Dù sao nàng là một ngôi sao màn bạc, tính chất đặc thù công việc của nàng yêu cầu cần phải có một làn da đẹp. Vì thế trước khi giải phẫu phải phán đoán được hiệu quả giải phẫu để tránh những hiệu quả không mong muốn xảy ra sau cấy ghép giải phẫu. Có người tiến hành cấy ghép da nhưng lại dùng da của một số người khác hiến tặng nhưng tỷ lệ sống của da không cao, hơn nữa xuất hiện tình trạng cơ thể bài xích không nhận loại da đó thì tình huống lại càng tồi tệ hơn. Theo như lời Thôi Vĩnh Minh nói, cắt da đương nhiên chính là tiến hành lấy da từ một vị trí khác trên cơ thể. Hai người phụ mổ lập tức bắt đầu, căn cứ vào dấu vết đo đạc tiến hành cắt da. Tần Lạc không am hiểu gì về phẫu thuật trong Tây Y nhưng hắn vẫn hy vọng có thể hiểu biết ít nhiều về vấn đề này. Lần này có được một cơ hội tốt, hắn đương nhiên phải chú ý học tập. Thôi Vĩnh Minh là một cao thủ giải phẫu, giống như một người thợ may lâu năm, kỹ thuật xe chỉ luồn kim cực kỳ cao. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuộc giải phẫu đang tiến triển hết sức thuận lợi. Mọi người đều cảm nhận được thành công sắp tới, bọn họ sẽ nhận được vô số hoa tươi, lời khen tặng của người hâm mộ và giới truyền thông. Bởi vì người bệnh là người của công chúng nên lần giải phẫu lần này của bọn họ thu hút được sự chú ý rộng rãi của xã hội. Ngay lúc này có vô số những người nổi tiếng, nghệ sĩ đang chờ đợi, nhiều người hâm mộ cũng lo lắng chờ đợi. Không nghi ngờ gì nữa. Bây giờ ngay ở đại sảnh của bệnh viện đang có phóng viên chờ đợi đưa tin. Bệnh viện vô cùng coi trọng cuộc giải phẫu lần này, thậm chí tối hôm qua còn tổ chức một cuộc hội thảo chuyên đề. Ngay cả bệnh viện trưởng rất ít khi xuất hiện cũng tới chủ trì hội thảo. Một khi thành công, bọn họ sẽ nhận được không ít danh tiếng. Nếu như thất bại, danh tiếng của bệnh viện sẽ mất hết. Vì vậy ai cũng mong đợi và cả áp lực nữa. Ngược lại đối với Tần Lạc mà nói, hắn tương đối bình tĩnh. Ngay trong lúc này hắn thầm nghĩ xem bột phấn Kim Dũng có thể xóa hết vết sẹo lưu lại sau giải phẫu không, nhưng đáng tiếc trên người hắn cũng không còn thuốc, có thể hắn phải tìm cách khác. Nếu không thì có thể để nàng thử dùng qua kem dưỡng da Kim Dũng do Khuynh Thành Quốc tế sản xuất. Nếu như sản phẩm này cũng có thể xóa hết sẹo của nàng thì không phải đây chính là một lần quảng cáo miễn phí sao? Không hay rồi, đột nhiên Thôi Vĩnh Minh kêu lên. Bởi vì trong căn phòng giải phẫu rất yên tĩnh nên dù giọng nói của ông ta rất nhỏ nhưng âm thanh vang lên rất chói tai. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Lạc hỏi. Tắc mạch máu, Thôi Vĩnh Minh nói. Hãy mau bỏ miếng ghép ra. Ngay lúc đó hai người phụ mổ vội vàng dùng kéo cắt bỏ làn da vừa mới cấy ghép vào vết sẹo. Tắc mạch máu là một trong nhiều điều tai hại của cấy ghép da, bởi vì làn da cấy ghép rất mỏng nên thường xảy ra việc tắc mạch máu nhỏ. Tắc mạch máu làm việc cấy ghép da thất bại. Da cấy ghép khó có thể sống được. Trong những tình huống như này bệnh nhân thường phải trải qua nỗi đau đớn của việc cấy ghép đi cấy ghép lại. Miệng vết ghép chảy máu rất nhiều, một người phụ mổ kinh hãi kêu lên. Chương 372, 1 triệu đô thuê lính đánh thuê. Cho dù là quần áo của con người, dù có may kín hết lỗ thủng này thì rất có thể lại bị rách và xuất hiện lỗ thủng mới, huống chi là da thịt con người. Tại vị trí cấy ghép da trên cánh tay, máu tươi ồ ồ chảy ra. Máu tươi nhanh chóng đọng lại thấm đẫm cả miếng băng gạc của người y tá rồi bắt đầu tràn xuống bàn giải phẫu. Hàng mi dài cao lại, gương mặt nhăn hiện lên sự đau đớn, ngón tay nhỏ nhắn run rẩy. Có thể tưởng tượng hiện tại nàng đang phải chịu nỗi đau đớn như thế nào. Tần Lạc lại một lần nữa xuất châm, làm giảm đau và giúp nàng tiến vào giấc ngủ sâu. Mau cầm máu chán, Thôi Vĩnh Minh ướt đẫm mồ hôi nhưng với kinh nghiệm nhiều năm giải phẫu đã giúp ông ta có thể giữ bình tĩnh. Một y tá đứng bên cạnh lau mồ hôi cho ông ta, không để mồ hôi chảy xuống kính làm xảy ra những sự cố trong quá trình giải phẫu. Phải biết rằng giải phẫu trong Tây Y là một công việc rất tinh tế, trong lúc giải phẫu không may bác sĩ mổ vô tình đánh hơi cũng có thể khiến cho dao mổ trong tay bác sĩ tạo nên một vết thương cho bệnh nhân. Vì thế ở Trung Quốc có một tập tục bất thành văn hoàn toàn vô lý là để cho bác sĩ trong quá trình giải phẫu tập trung tinh thần, không tùy tiện đánh hơi, trước cuộc giải phẫu. Người nhà của bệnh nhân bao giờ cũng đưa cho các bác sĩ một khoản tiền hoa hồng như thể để nhét vào hậu môn của các bác sĩ thì phải. Chủ nhiệm, nếu như cầm máu thì hôm nay phải dừng giải phẫu, lại một người phụ mổ cầm ống thuốc tiêm cầm máu, nhìn Thôi Vĩnh Minh nói.
cấy ghép nhiều lần sẽ gây ra một nỗi đau đớn mà người bệnh khó có thể chịu đựng được. Hơn nữa nếu lúc này tạm dừng giải phẫu, ngay sau khi bọn họ ra khỏi cửa, bọn họ sẽ bị tràn ngập bởi vô số câu hỏi của giới truyền thông và người hâm mộ bao phủ. Tạm dừng, trong con mắt của những người không biết rõ tình hình có nghĩa là cuộc giải phẫu lần đầu đã thất bại. Đương nhiên, nói trắng ra là, đây là một cuộc giải phẫu không thành công. Cầm máu Thôi Vĩnh Minh nói vẻ quyết đoán. Mặc dù ông ta có thể gánh chịu những lời khiển trách vì đã để cho danh tiếng của bệnh viện bị ảnh hưởng, cũng như đã đẩy người bệnh rơi vào tình cảnh nguy hiểm tới tính mạng. Chờ một chút, Tần Lạc nói. Tôi sẽ dùng châm cứu để cầm máu cho cô ấy. Mọi người cứ tiếp tục giải phẫu. Tần Lạc không phải là nhân viên của bệnh viện này nên đương nhiên hắn không phải lo lắng về những hậu quả mà bệnh viện phải gánh chịu nếu như cuộc giải phẫu thất bại. Tần Lạc đơn giản chỉ nghĩ rằng hắn cố gắng làm giảm bớt sự đau đớn của người bệnh. Nàng là bạn thân của Mễ Tử An. Trước khi phẫu thuật, Tần Lạc đã nói rằng sau khi nàng tỉnh dậy mọi chuyện đã kết thúc, vì vậy Tần Lạc muốn cố gắng thực hiện lời hứa của mình. Có thể làm vậy được không? Sắc mặt Thôi Vĩnh Minh vô cùng nghiêm trọng, ông ta nhìn Tần Lạc hỏi. Không thành vấn đề, Tần Lạc gật đầu nói. Được, chúng ta bắt đầu thôi, Thôi Vĩnh Minh nói. Ngay khi bác sĩ Tần cầm máu xong, chúng ta sẽ tiến hành cấy da lần thứ hai. Dạ, chủ nhiệm hai người phụ mổ trả lời. Tần Lạc lại lấy một cây ngân châm từ trong hộp châm ra, đó là cây ngân châm dài 1 tấc 6 phân. Sau khi dùng rượu sát trùng, Tần Lạc nín thở, ngưng thần, hai mắt hắn tìm huyệt đạo rồi bất thần ra châm cực nhanh. Hai ngón tay Tần Lạc khẽ vê cây châm, ba ngón tay còn lại giơ lên thành hình hoa lan, sau đó hắn dùng lực cổ tay ấn châm tiến vào, lần xoay tròn thứ nhất, ba nâng, ba tiến. Lập tức xảy ra chuyện thần kỳ. Ngay khi Tần Lạc bắt đầu châm cứu, máu ở miệng vết thương chảy ra càng lúc càng nhiều, nhưng khi hắn bắt đầu đâm châm vào huyệt đạo, máu ở miệng vết thương đột nhiên chảy chậm lại rồi ngừng hẳn. Sau khi Tần Lạc đã xoay tròn cây châm được mấy lần, máu ở miệng vết thương không còn rỉ ra nữa, giống như là bị tắc vạch máu vậy. Tần Lạc không nhổ cây châm ra mà hắn vẫn để nó cắm vào huyệt đạo của bệnh nhân rồi nói, có thể bắt đầu rồi. Bắt đầu nào, Thôi Vĩnh Minh nói. Lời nói cùng vẻ mặt thán phục của ông ta khi nhìn thấy Tần Lạc đã cứu vãn tình hình. An An, tại sao lâu rồi mà cuộc giải phẫu vẫn chưa xong? An Mẫu cầm tay Mễ Tử An lo lắng nói. A Di, không cần phải quá lo lắng, không có việc gì đâu. Có thể là giải phẫu cấy ghép da tốn rất nhiều thời gian, thực sự Mễ Tử An cũng rất nóng ruột. Cuộc giải phẫu đã diễn ra được 2 tiếng nhưng đèn giải phẫu trong phòng vẫn sáng. Càng chờ đợi lâu mọi người càng lo lắng, không biết có biến cố nào xảy ra trong lúc giải phẫu hay không. Nhưng lần này dì thấy thấp thỏm, lo âu. Dì chỉ hy vọng ông trời sẽ phù hộ cho con gái dì bình an vô sự. Dì không cầu bất cứ điều gì khác, hai mắt An Mẫu đỏ hoe. Hai mắt Mễ Tử An cũng rơm rớm nước mắt khi nàng nhìn thấy An Mẫu trực khóc. Nàng lấy ngón tay khẽ chặn khóe mắt để ngăn chặn giọt nước mắt sắp chảy xuống và nói, nhất định không xảy ra chuyện gì đâu. Cuộc giải phẫu vẫn đang được tiến hành, chứng tỏ không có chuyện gì xảy ra, không phải vậy sao? An Phụ đi tới ôm chặt lấy vợ mình. Hai người dựa sát vào nhau cùng làm chỗ dựa cho nhau. Tần Lạc, anh nhất định phải giúp tôi. Cho dù không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng của Mễ Tử An vẫn tin tưởng Tần Lạc hơn so với Thôi Vĩnh Minh. Nàng luôn tin tưởng rằng chỉ cần có Tần Lạc ở trong đó thì sẽ không có bất cứ chuyện xấu nào xảy ra. Mễ Tử An thầm an ủi nàng như vậy có lẽ xuất phát từ việc Tần Lạc đã chữa trị được quái bệnh cho nàng. Chiếc đèn chỉ thị của phòng giải phẫu phát ra một âm thanh giòn tan, sau đó ánh sáng màu đỏ lập tức chuyển sang màu xanh. Sau đó cánh cửa phòng giải phẫu dày, nặng bằng thép được kéo sang hai bên. Thôi Vĩnh Minh bước ra đầu tiên, tiếp theo đó là Tần Lạc cùng với mấy y bác sĩ của ca mổ. Bác sĩ Thôi, cuộc giải phẫu thế nào? Mọi việc ổn chứ? An Phụ chạy tới hỏi. Thế nào? Mễ Tử An kéo tay Tần Lạc hỏi. An Mẫu chỉ vội vàng nhìn sắc mặt của bác sĩ. Bà thực sự không dám lên tiếng hỏi vì chỉ sợ được nghe tin dữ. Cuộc giải phẫu rất thành công, Thôi Vĩnh Minh cười nói. Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm rồi ai nấy cùng cười vui sướng. Cảm ơn bác sĩ, rất nhiều người chạy tới nói lời cảm ơn với bác sĩ. Mọi người nên nói cảm ơn bác sĩ Tần, nếu hôm nay không có sự trợ giúp của cậu ấy, cuộc giải phẫu sẽ không thể thành công như vậy. Cậu ấy cũng giúp chúng tôi một ân huệ lớn. Bệnh viện chúng tôi thực sự nợ cậu ấy, Thôi Vĩnh Minh nhìn Tần Lạc khen ngợi. An Thiết Hùng bước nhanh tới chỗ Tần Lạc, anh ta chìa tay ra, niềm nở nói, bác sĩ Tần, thật sự rất cảm ơn cậu.
cô ấy là tiểu thiên sứ của chúng tôi. Cậu cứu cô ấy cũng chính là đã cứu công ty của chúng tôi. Cảm ơn cậu. Tần Lạc đã nghe Mễ Tử An nói anh chàng này đặc biệt yêu thích đàn ông, hắn lùi lại sau từng bước một cười nói, ha, ha, không cần khách sáo. Đây là việc tôi phải làm. Vừa giải phẫu xong tôi vẫn chưa kịp rửa tay. Chúng ta không thể bắt tay nhau được. Được, không bắt tay. Ha ha, trong lúc An Thiết Hùng đang nói, anh ta đột nhiên vòng tay ra ôm Tần Lạc. Tần Lạc cứng đơ người khi nằm trong vòng tay anh ta, hắn thực sự muốn chết. Cũng may An Thiết Hùng không thực sự muốn làm hỏng hình tượng của mình trước mặt mọi người. Sau khi ôm Tần Lạc vào lòng anh ta liền buông tay ra nói, hãy lập tức tổ chức họp báo công bố với giới truyền thông cuộc phẫu thuật đã thành công. Khách sạn Kim Long không phải là khách sạn xa hoa nhất, danh tiếng nhất Đài Loan, nhưng khách sạn Kim Long là khách sạn tốt nhất trên đường Kim Long. Trong đại sảnh của khách sạn, có hai người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang làm thủ tục thuê phòng. Một người có gương mặt anh tuấn, sáng sủa, một nụ cười hấp dẫn, đang cùng với một nhân viên khách sạn xinh đẹp làm thủ tục đăng ký. Tên trên hộ chiếu của hắn ta là Jack, người đàn ông còn lại có mặc một chiếc jacket mỏng, gương mặt từng trải, tay kéo một cái vali màu đen lặng lẽ đứng chờ ở bên cạnh. Tên trên hộ chiếu của hắn ta là Louis, đây là hai cái tên rất phổ biến. Phòng bọn họ chọn chính là phòng tổng thống sang trong nhất khách sạn, vì vậy bọn họ cũng nhận được sự phục vụ chu đáo nhất. Nữ nhân viên tiếp tân đại sảnh vô cùng nhiệt tình với hai vị khách tóc vàng này, còn có một người phục vụ của khách sạn cũng đi tới mang hộ cái vali của hai người. Tiên sinh, xin mời ngài để tôi giúp ngài. Người phục vụ muốn đỡ lấy cái vali trong tay vị khách tóc vàng. Người đàn ông đẩy tay ra, lạnh lùng nói, không cần. Không sao, có thể phục vụ cho ngài chính là vinh hạnh của tôi. Người nhân viên phục vụ này lại tưởng vị khách lạnh lùng này ngại nên từ chối nên anh ta lên tiếng giải thích. Tôi nói không cần, anh không nghe thấy tôi đã nói gì hả? Ánh mắt người khách tên Louis chợt lóe lên tinh quang, giọng nói bình thản nhưng uy nghi. Người phục vụ bị ánh mắt Louis nhìn chằm chằm làm anh ta có cảm giác rất khó thở, trong nháy mắt anh ta có cảm tưởng rằng bản thân mình đã chết. Anh ta không biết tại sao mình lại có cảm giác đó. Anh ta đứng sững tại chỗ hồi lâu mà không dám cử động. Rách chừng mắt nhìn người bạn của mình một cái rồi hắn ta thân mật vỗ vai người phục vụ cười nói, hì, hì, anh không sao chứ? Cậu ấy không thích tiếp xúc với người lạ, không nên để ý tới cậu ấy. Không, không có chuyện gì. Người phục vụ dè dặt liếc mắt nhìn Louis một cái, anh ta không dám nhìn thẳng vào mặt Louis. Bởi vì đã xảy ra sự cố nhỏ đó nên người phục vụ cũng không dám quá ân cần. Sau khi mở cửa phòng giúp hai người, anh ta liền nhanh chóng rút lui. Louis, suýt chút nữa mày làm hỏng việc. Mày không nên đối xử với một người phục vụ như vậy. Ngay sau khi bước vào trong phòng, rất bất mãn nói với Louis. Anh ta nhiều chuyện quá, Louis trả lời. Nhưng đây là nhân viên phục vụ của khách sạn, chẳng lẽ mày không hiểu điều đó sao? Bây giờ chúng ta đang ở Đài Loan, là nơi phồn hoa đô thị, chúng ta không phải đang ở Nam Mỹ, Đông Nam Á hay Châu Phi, vì vậy tao cảnh báo mày không được để lộ ra cái kiểu đùa lố bịch đó. Nữ người đàn ông tên Jack đột nhiên nổi khùng nói. Này, mày muốn đánh nhau hả? Louis lạnh lùng nhìn chằm chằm Jack hỏi. Con mẹ nó, tao đã nói mày không được gào biệt hiệu của tao lên. Mày sẽ làm người khác nghi ngờ, Jack tức giận nói. Nếu như mày muốn đánh nhau, tao sẽ tiếp mày. Louis đối đầu không khoan nhượng. Jack căm tức nhìn Louis rồi đột nhiên hắn ta nhếch môi cười nói, Red Dragon, mày thực sự không phải là đồng sự tốt. Lần tới chúng ta sẽ không hợp tác cùng nhau nữa, vì vậy lần này chúng ta hãy cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này đi nha. Jack móc từ trong người ra một bức ảnh chụp một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Rất xinh đẹp, Jack hôn lên bức ảnh. Jack nâng cổ tay nhìn đồng hồ nói, lúc này hẳn cô ta đang trên đường. Đại khái chúng ta có 15 phút để chuẩn bị vũ khí. Trước tiên hãy cất 1 triệu đô này vào túi đã. Thời gian vẫn còn rất nhiều, Louis vừa nói vừa bắt đầu mở cái vali cỡ lớn của mình. Sau khi hắn ta bỏ quần áo che đậy bên trên ra, để lộ chồng linh kiện máy móc được xếp đặt rất ngăn nắp. Chương 373, đánh chết. Jack the Knight đi tới trước cửa phòng hắn ta đứng dựa vào tường vừa cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài hành lang, vừa cười tủm tỉm thưởng thức động tác của Louis. Louis hiển nhiên là một chuyên gia vũ khí. Một đống lớn linh kiện lộn xộn cùng với một vật hình ống đã được hắn nhanh chóng lắp đặt lại với nhau. Hình thái đơn giản ban đầu chậm rãi hiện ra, một ống phóng rocket màu xanh lục quân. Chúng ta đã xem Black Hawk Down đều nhìn thấy một cảnh,
khi lính Mỹ đang điên cuồng nhả đạn nhìn thấy một tên lính cực đoan đối phương vơ lấy một cái ống dài như này đặt lên vai nhắm vào mình thì hốt hoảng kêu lên một tiếng "P" rồi lập tức né tránh sang chỗ khác. Nhưng một gã da đen thường thường mang cái ống này lên vai, nhắm vào mục tiêu, ấn nút sau đó thì vang lên một tiếng nổ không lớn nhưng nặng nề. Trong tất cả các phim của thể loại chiến tranh, có rất nhiều loại vũ khí được dùng đi dùng lại nhiều lần. Đương nhiên chỉ đó thôi cũng nói lên rằng loại vũ khí đó được mọi người yêu thích. Bạn cứ ngẫm lại xem, cho dù ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể cam đoan rằng một chuyên gia vũ khí có thể tháo rời một khẩu súng trường ra và mang tới một nơi khác lắp lại hoàn chỉnh để bắn chỉ trong vòng thời gian đó không? Một khẩu súng như vậy bạn có chọn không? Trong khi đó một ống phóng rocket thì đơn giản hơn rất nhiều. Sau khi điều chỉnh thử một lần, Louis khẽ gật đầu với Jack the Knight. Jack lấy từ trong hòm ra một cái kính ngắm. Hắn ta đi ra ban công nhìn quang cảnh trên đường nói, hãy bố trí trong phòng, ra ngoài ban công rất dễ bại lộ. Louis gật đầu, hắn mang cái ống vào trong phòng, hắn ta dùng lưỡi dao khẽ cắt một miếng cửa kính sau đó hắn cẩn thận bỏ từng mảnh kính vỡ vào trong thùng rác rồi hắn đặt đầu của ống phóng rocket đã được bao bằng miếng vỏ gối ra ngoài. Một lần nữa Louis đo đạc, điều chỉnh lại góc độ chính xác, rồi hắn lại tính toán qua về tốc độ gió, ánh sáng cũng như các yếu tố ảnh hưởng khác rồi hắn nói với Jack the Knight ok. Jack the Knight gật đầu cười nói, tốt lắm, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi. À, tiếng Trung Quốc nói thế như nào nhỉ? Ôm cây đợi thỏ hả? Ồ, cái này cũng lôi thôi thật, tao rất tiếc con thỏ lần này là một mỹ nhân xinh đẹp. Con mẹ nó, còn xinh đẹp hơn bất kỳ đứa con gái nào tao đã gặp. Trong lúc Jack the Knight nói chuyện hắn cầm một tấm ảnh cỡ 2 phân giơ lên xem. Reng reng. Đột nhiên trong lúc đó tiếng chuông cửa vang lên. Hai gã đang giáp tâm làm việc giật nảy mình. Phịch một tiếng vang lên, Louis đóng cửa gian phòng trong lại để phòng có người bước vào trong nhìn thấy bố trí bên trong phòng. Trong khi đó Jack the Knight rút từ trong người ra một con dao găm, hắn đi bằng 2 mũi giày lẻn đến sau cửa phòng. Ai vậy? Jack the Knight hỏi. Tiên sinh, tôi là nhân viên nghiệp vụ của khách sạn. Có một vị khách nói mất một cái nhẫn, cô ấy nói có thể đánh rơi ở toilet hay là một chỗ nào đó. Liệu tôi có thể vào trong để tìm chiếc nhẫn cho cô ấy không? Bên ngoài vang lên giọng nói rất dịu dàng, dễ nghe của một người phụ nữ. Jack the Knight nhìn qua lỗ mắt mèo, quả nhiên có một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục màu đen của khách sạn đang đứng trước cửa. Tóc nàng quấn xung quanh đỉnh đầu, trang điểm đúng kiểu, đồ trang sức trang nhã, đôi môi mọng đỏ, gương mặt xinh đẹp. Trên gương mặt hiện lên một nụ cười hiền hậu, thân thiện, vừa nhìn qua cũng biết là nụ cười của nàng đã được tập luyện rất chu đáo. Ánh mắt của Jack the Knight dừng lại trên bộ ngực cao ngất của nàng, trước ngực nàng có một tấm thẻ bài của khách sạn, số 02266 tên Lý Thược. Jack the Knight mở cửa phòng, hắn cố biểu diễn một nụ cười mê hồn nhất và nói, vào đi. Cảm ơn cô gái nói với Jack the Knight sau đó nàng quay ngược tay lại sau đóng cửa phòng lại. Bù! Một đạo ngân quang lóe lên, Jack vừa mang gương mặt tươi cười nghênh đón người đột nhiên xuất đao đâm vào cổ nhân viên khách sạn. Lúc này nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, chỉ còn có sát khí lạnh lẽo cùng với con dao nhỏ trong tay hắn. Không một ai nghi ngờ về việc con dao trong tay hắn có thể dễ dàng cắt đứt cổ nữ nhân viên khách sạn thoạt nhìn rất yếu ớt này. Nhưng một việc đã xảy ra ngoài dự đoán của hắn. Nữ nhân viên khách sạn đó thậm chí còn không quay đầu lại. Thân hình của nàng tiến về phía trước, nàng vừa né đầu tránh một đao tập kích này vừa vung chân phải đi giày cao gót đá thẳng vào hạ bộ của Jack the Knight. Trước tiên là đầu ngửa về phía trước sau đó hai chân đá, chỉ trong nháy mắt động tác này đã hoàn thành. Động tác này rất giống một động tác trong vũ điệu thiên Nga, nhưng đường cong đẹp hơn, cực kỳ dẻo dai. Thân thể của Jack the Knight lùi lại sau 2 bước, sau đó bàn tay cầm dao găm rụt lại, chuyển từ cắt thành đâm, hung hăng đâm vào mắt cá chân của nữ nhân viên khách sạn. Nữ nhân viên khách sạn ngửa nửa người về phía trước, hai tay nàng chống xuống đất làm thành tư thế lộn mèo 390 độ, thân thể nàng thuận thế bay ra một đoạn hơn 1 mét rồi nàng chống tay đứng dậy bên cạnh một cái ghế, sau đó nàng nhấc cái ghế đánh tới người Jack đang đuổi sát tới. Loảng xoảng. Jack the Knight nghiêng người né tránh, cái ghế dập vào tường nát vụn. Nữ nhân viên khách sạn vào trong phòng chưa đầy 30 giây, hai người đã giao đấu với nhau mấy chiêu, phá hỏng, gãy mấy cái ghế. Có thể nói nhanh như chớp, điện xẹt. Cô là ai? Jack the Knight không đánh ngay mà hắn nhìn chằm chằm vào cô gái thân thủ cực kỳ lợi hại nhưng lại mặc đồng phục nhân viên khách sạn Kim Long. Hắn ta biết rằng bọn hắn đã bị người khác theo dõi. Trong khi bọn họ đang theo dõi người khác thì lại bị kẻ khác rình trộm.
Thế nhưng điều không hay chính là bọn chúng lại không biết lai lịch của cô gái này. Không biết người nào có can đảm phá hỏng công việc làm ăn của lính đánh thuê bọn chúng. Quả đúng là tiền không muốn lại muốn mất mạng. Nữ nhân viên cởi chiếc áo khoác khoác bên ngoài ném xuống đất. Vừa rồi áo bó sát người, không thực sự co giãn nên nàng không phát huy được hết khả năng của mình, chính vì vậy nàng càng gợi cảm hơn với một bộ quần áo lót màu trắng. Đương nhiên không thể không thừa nhận đây là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ. Nàng cười quyến rũ, không trả lời câu hỏi của Jack the Knight, thân thể nàng đột nhiên đứng thẳng lên, sau đó nàng vọt nhanh tới chỗ hắn. Jack the Knight vô cùng phẫn nộ vì câu hỏi của mình đã bị lờ đi. Đáng lẽ chỉ nguyên dựa vào gương mặt đẹp trai của hắn ta, nàng đã phải trả lời hắn mới đúng. Jack the Knight móc ngược dao găm, hắn ta cúi người vọt tới theo phương thức chiến đấu trong rừng rậm. Cả hai như là hai con trâu được tức giận, chuẩn bị dùng sừng nhọn của mình hung hăng húc ngã đối thủ của mình. Khoảng cách nhanh chóng bị rút ngắn. Ngay khi hai người sắp áp sát vào nhau, chân trái của cô gái bước lên một bước, chân phải của Jack bước lên một bước. Cả hai người vượt qua nhau, trong tay cô gái có cầm một con dao găm. Đầu mũi con dao găm có máu tươi ấm nóng chảy nhỏ giọt xuống nền nhà. Con dao găm trên tay Jack the Knight biến mất, thay vào đó hai tay hắn ôm bụng. Một dòng máu đỏ tươi tràn qua kẽ tay hắn ta rồi nhanh chóng nhuộm đỏ tấm thảm. Hắn muốn xoay người nhìn lưng của cô gái kia. Thế nhưng hắn ta đã cố gắng phí công vô ích. Thân thể hắn ta ngã nhào xuống nền, hai tay hắn ta buông ra, ruột cùng với một vài vật màu hồng đang bị hắn ép chặt lấy lập tức bung ra chảy tràn xuống nền. Ngay khi cô gái tiến sát tới người hắn ta, con dao găm trong tay hắn ta đã bị đoạt mất, bụng của hắn ta cũng bị chính vũ khí của mình xe rách, ngay cả ruột bên trong cũng bị cắt đứt. Ruột cùng nội tạng trong bụng tuôn ra ngoài. Thế giới này đã mất đi một gã đẹp trai. Cô gái không liếc nhìn Jack the Knight mà nàng cầm dao lẻn tới cửa gian phòng trong. Nàng ghé sát tai vào tường nghe ngóng. Bên trong không có bất kỳ tiếng động nào, ngay cả hơi thở người cũng không nghe thấy. Bên ngoài xảy ra chuyện xung đột, người bên trong đã sớm chuẩn bị. Loảng xoảng. Cô gái nhảy lên, đạp mạnh vào cánh cửa phòng đang đóng chặt. Banh. Cánh cửa phòng đang đóng bị bắn tung ra, cánh cửa đập mạnh vào tường. Sau đó theo lực phản xạ nó bắn ngược trở lại. Cùng lúc cánh cửa bật ra khép hờ thì một viên đạn từ trong bay ra rất nhanh. Thân hình cô gái xoay tròn, nhanh chóng ẩn nấp vào bên kia của cánh cửa. Chíu. Tiếng viên đạn xé không khí vang lên, chứng tỏ nòng súng đã được lắp ống giảm thanh. Đương nhiên không ai muốn để người khác phát hiện ra chuyện đang xảy ra trong phòng này. Bên trong có một cao thủ, hơn nữa còn là một cao thủ dùng súng. Cô gái đột nhiên nở một nụ cười, nàng vứt con dao găm xuống đất. Nàng đưa tay rút một khẩu súng từ bên hông ra, thoạt nhìn nó khá to. Một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng lại cầm một đặc biệt uy mãnh càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm của nàng, dũng mãnh. Sau khi mở chốt an toàn, thân thể nàng lại xoay tròn giống như con quay, tiến ra giữa cửa. Nàng giơ súng bắn liên tục hai phát vào bên trong phòng. Trong hai viên đạn này, một viên nhắm vào vị trí cửa sổ ở bên phải. Một viên nhắm vào cánh cửa phòng toilet đang đóng. Cánh cửa sổ bằng kính vỡ nát, mảnh vụ bắn tung tóe. Cánh cửa phòng toilet bằng kính cũng vỡ nát, những mảnh thủy tinh giống như những thanh chủy thủ văng tung tóe. Thế nhưng nàng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của mục tiêu. Chỉ có độc nhất một ống phóng rocket lắp đặt ở ngay cửa sổ, lấy đường ngắm nhìn thẳng xuống con đường phố trước cửa khách sạn. Chỉ cần bọn chúng muốn, bọn chúng có thể nhắm bắn tung bất kỳ chiếc xe nào đang lưu thông trên đường. Căn phòng tổng thống rất lớn, cũng vô cùng xa hoa nhưng tất cả đồ trang trí trong căn phòng vẫn đang nằm trong tầm mắt cô gái. Chíu. Một viên đạn bay ra ngang tầm gan bàn chân, thì ra trước khi nổ súng Louis đã chui xuống gầm giường. Cô gái phát hiện ra mục tiêu, nàng không né tránh, ngược lại nàng còn bay nhanh tới chỗ chiếc giường, khi nàng sắp tới nơi cả người nàng bay lên như một chú chim ưng rồi cả người nàng nhảy lên giường. Bịch. Nàng giơ súng chỉ xuống dưới ván giường bắn một phát nhưng từ phía dưới gầm giường lại không có đạn bay lên. Với khoảng cách là một cái giường to, cả hai đều không biết vị trí đích thực đối thủ của mình nhưng cô gái biết Louis ở dưới, Louis cũng biết cô gái ở bên trên. Vậy là đã đủ. Sau khi cô gái bắn xong, hai tay nàng cùng cử động. Nàng chuẩn bị thay một kẹp đạn mới. Bịch, chíu, bịch, chíu. Âm thanh chíu chíu đột nhiên biến mất. Dường như là tay súng dưới gầm giường đột nhiên bị tắt súng. Cô gái chờ đợi một lát, một dòng máu tươi từ trong gầm giường chậm chậm chảy ra. Ngu ngốc,
chẳng lẽ mày không biết khi nàng, diện tập kích rộng hơn so với đứng hả? Cô gái nhảy xuống giường, nói vẻ khinh thường. Chương 374, cá nhân tranh chấp, quốc gia tranh chấp. Cô gái không vì lý do đó mà buông lơi cảnh giác, nàng thay một băng đạn đầy, tìm kiếm tất cả các ngóc ngách của gian phòng một lần nữa, sau khi thấy không còn bất kỳ nguy hiểm nào nàng mới nhét khẩu súng vào bên hông. Nàng lại lục lọi túi áo, lấy ra một hộp thuốc lá bằng sắt, nàng mở hộp lấy ra một điếu thuốc lá nữ dài nhỏ gắn vào mép, chuẩn bị châm lửa đốt thuốc, ánh mắt của nàng đột nhiên chăm chú nhìn chiếc bật lửa ở bàn tay trái. Đó là bàn tay rất đẹp, ngón tay thanh nhỏ, làn đê trắng nõn. Bất kỳ ai cũng có cảm giác rằng bàn tay này không nên cầm súng mà phải là lướt trên phím đàn dương cầm mới phù hợp nhất. Thế nhưng có một điều không hoàn hảo, đó là bàn tay đó chỉ còn có bốn ngón tay. Điều đặc biệt là ngón tay út đó bị cắt sát lòng bàn tay giống như là từ trước tới nay ngón tay út đó không mọc ra thì phải. Nàng ngẩn người nhìn đoạn ngón tay đã bị cắt đứt đó, sau đó nàng lấy điếu thuốc đang ngậm trong mồm ra bỏ lại vào hộp thuốc lá. Trong hộp thuốc lá có 10 điếu thuốc, 10 điếu thuốc xếp ngay ngắn nằm sát cạnh nhau. Nàng lại cất hộp thuốc là vào túi áo, sau đó nàng lấy ra một cái túi màu đen khác, lấy từ đó ra một viên kẹo bạc hà óng ánh, bỏ vào mồm nhẹ nhàng nhai. Rất xin lỗi lúc nãy đã không trả lời câu hỏi của mày, nàng ngồi xổm bên người rất đờ nai, khẽ nói, người còn sống thì rất nguy hiểm. Chỉ có người chết mới tạo cho ta cảm giác an toàn. Ta thích nói chuyện với người chết. Nàng khẽ cong môi thổi bong bóng kẹo cao su, giống như bong bóng khí xuất hiện ở miệng vết thương của Jack the Knife. Điều khác biệt duy nhất là một cái đỏ chính là máu còn một cái thì trắng. Tạng phủ từ trong bụng hắn ta chảy ra đầy đất, máu vẫn tiếp tục chảy ra xung quanh tấm thảm, nhanh chóng ngấm vào đôi gót giày cao gót của nàng. Ta là quân sư, mày chắc chắn đã nghe nói về ta. Nhưng mày không bao giờ biết ta, cô gái dịu dàng nói, giống như nàng đang nói chuyện với bạn bè của mình. Ta cùng với binh đoàn lính đánh thuê Devil không có bất kỳ xung đột nào về lợi ích, nhưng là vì các ngươi muốn giết người mà ta phải bảo vệ. Phốc, quân sư lại thổi bong bóng rồi nói tiếp, cô ấy đã giúp Long Tức một lần, Long Tức phải báo đáp cô ấy một lần. Long Tức không thích nợ ai, ta cũng vậy. Nói xong nàng nhặt cái ống nhòm lên rồi đi ra ban công quan sát đường quốc lộ bên ngoài. Ngay khi nhìn thấy một đội xe màu đen chạy qua trước mặt, nàng hiểu nhiệm vụ đã kết thúc. Vĩnh biệt nói xong nàng liền rời khỏi phòng. Hai tay Tần Lạc chạy khắp lưng Mễ Tử An, lưng nàng bị bàn tay của hắn chà đạp tím đỏ lên, cùng với đó là lưng chiếc áo ngủ màu hồng nhạt của nàng cũng bị hắn giày vò nhăn nhúm, trông giống như một chiếc khăn lau vừa mới nhúng nước. Mễ Tử An đau lòng thầm nghĩ, đây chính là hàng Victoria's Secret trị giá 3.000 đô la Mỹ. Nếu sớm biết vậy thì mình đã mua một cái khác. Không còn cách nào khác, phụ nữ là như thế. Bất kỳ giây phút nào bọn họ đều muốn mình phải giữ được hình ảnh xinh đẹp nhất. Mặc dù nàng biết cái áo ngủ này gợi cảm này quá tiện nghi cho Tần Lạc nhưng nàng vẫn mua nó. Đây chính là mâu thuẫn trong tâm lý của phụ nữ. Nàng không thích người khác nhìn chằm chằm vào mình nhưng nàng cũng không thích người khác chẳng thèm liếc nhìn nàng. So với việc làm hỏng cái áo ngủ thì cảm giác đau đớn của cơ thể càng làm nàng khó chịu hơn. Mỗi lần Tần Lạc dùng sức miết một lần, hai hàng mi xinh đẹp của nàng khẽ nhíu lại, gương mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn của nàng cau lại giống như là bị người khác đâm. Tay nàng bấu chặt tấm ga giường, lòng bàn tay cùng mu bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Xong chưa, Mễ Tử An sợ mình sẽ rên lên vì đau đớn nên nàng cố ý hỏi một câu. Nhanh tôi, Tần Lạc nói. Còn nhiều lần nữa không? Hôm nay là lần xoa bóp cuối cùng, Tần Lạc cười nói. Sau này chị sẽ không còn phải chịu đựng sự khổ sở như vậy nữa. Sau này chỉ cần chị dùng thuốc trung y điều trị là khỏi. Có thể hoàn toàn trở lại bình thường không? Mễ Tử An nghi ngờ hỏi lại. Có, Tần Lạc khẳng định, chẳng lẽ chị vẫn cảm thấy trên người chị còn mùi vị khác thường gì hay sao? Không có nhớ tới điều đó, Mễ Tử An cực kỳ vui mừng. Tôi còn sợ mũi mình mất mùi, tôi còn bắt mẹ tôi ngửi qua hộ tôi. Mẹ cũng nói là cái mùi đó đã mất rồi. Có thế chứ, Tần Lạc nói, chỉ còn cần phải dùng thuốc trung y củng cố là khỏi hẳn. Được, vậy tôi sẽ uống thuốc, mặc dù mùi của nó rất lạ, Mễ Tử An nói. Thuốc đắng dã tật. Biết rồi. Tần Lạc cười, không nói gì nữa. Cảm ơn, đột nhiên Mễ Tử An nói phá tan sự yên tĩnh. Không cần khách sao, Tần Lạc nhìn nàng nói. Không chỉ có mình tôi nói cho tôi, hôm nay tôi đã đi thăm cô ấy rất cảm ơn anh. Cô ấy bảo tôi nói cảm ơn anh hộ cô ấy. Anh là một thầy thuốc rất lợi hại. Tôi biết. Tần Lạc nhấc tay ra khỏi người Mễ Tử An nói,
tốt lắm, từ hôm nay trở đi, chị không còn phải chịu đựng nỗi khổ đó nữa. Xong rồi sao? Mễ Tử An vội vàng ngồi dậy, đột nhiên xoẹt một tiếng vang lên, đó là âm thanh của vải bị xé rách. Tần Lạc cúi đầu nhìn thì thấy cái áo ngủ xẻ tà của nàng đã bị xé rách một đường lên tới tận cổ áo. Nguyên nhân của sự cố này là do đầu gối của Tần Lạc vô tình đè lên một góc áo ngủ của nàng, trong khi đó Mễ Tử An lại vội vàng ngồi dậy rất nhanh. Trước kia mỗi lần Tần Lạc xoa bóp xong cho nàng, nàng đều giống như vừa mới trải qua một trận loan phượng đảo điên nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc. Không biết tại sao hôm nay nàng lại có tinh thần khỏe khoắn như vậy, Tần Lạc còn chưa rời khỏi giường, nàng đã vội ngồi dậy. Da thịt trắng nõn nà, vòn eo mảnh, bộ ngực cao vút, hấp dẫn, sừng sững cùng với hạt đậu đỏ giống như mọc trên mặt đất băng giá, hồng hồng. Tần Lạc nhìn chằm chằm thân hình của Mễ Tử An. Mễ Tử An trừng mắt nhìn Tần Lạc, cả hai như đang trong giấc mộng. Mễ Tử An nhanh chóng có phản ứng. A, à, sắc lang! Mễ Tử An tức giận quá to, nàng vung tay tát Tần Lạc. Ngay khi Mễ Tử An hô lên, Tần Lạc đã bừng tỉnh, hắn nhanh chóng lùi lại phía sau, vừa vặn tránh khỏi một cái tát của nàng. Không phải là tôi cố ý, là do quần áo của chị mỏng quá, Tần Lạc giải thích. Anh còn dám chối? Mễ Tử An nhảy dựng lên ở trên giường, tung chân đá ra một cước, chân phải nàng như một cây trường mâu nhằm thẳng vào đầu Tần Lạc. Ngay giây phút đó Tần Lạc chỉ muốn đứng yên tại chỗ để nàng đá, bởi vì ngay khi nàng nhảy người lên, áo ngủ rách nát của nàng không còn có thể che phủ hạ thể của nàng. Một chiếc quần chip màu đen làm bằng lụa tơ tằm cùng với địa phương thần bí ở dưới háng hiện ra trước mắt Tần Lạc. Đương nhiên đó chỉ là một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu hắn. Theo góc độ da chân của nàng có thể nhìn thấy nàng thực sự muốn đá vào đầu hắn. Nếu như đầu hắn bị nàng đá một cước thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đàn ông thường nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nhưng vấn đề là có rất nhiều hoa mẫu đơn, vậy nếu chỉ vì một đóa mẫu đơn mà chết đi thì sẽ có bao nhiêu người đàn ông tình nguyện làm quỷ phong lưu như vậy. Vì vậy một lần nữa Tần Lạc lựa chọn giải pháp lùi lại phía sau. Chân của Mễ Tử An vẫn còn ở trên không, thân thể nàng đã nhào tới, nàng dùng chiêu cầm nã thủ muốn tóm lấy cổ Tần Lạc. Tần Lạc đưa tay ra bắt ngang cổ tay nàng, kéo nàng vào trong lòng, ôm chặt nàng mặc cho nàng giãy giụa nói, thật sự tôi không cố ý. Chính là do anh cố ý. Tôi hoàn toàn không có ý đó. Anh có. Trước kia tôi không có, bây giờ lại càng không có. Tại sao trước đây quần áo không bị rách mà lần này lại bị rách? Tôi Tần Lạc tức giận nói. Là quần áo của chị quá mỏng, được chưa? Hơn nữa cái áo đó có đường xẻ tà dưới mông, không phải rất dễ bị người khác xé rách sao? Còn nữa tôi không có hứng thú với một bộ ngực, một cái mông vẫn chưa phát dục của một cô bé xấu xa. Mễ Tử An tức giận không nói nên lời, nàng cắn tay Tần Lạc. Tần Lạc biết nàng đang tức giận, hắn thật không dám để nàng cắn, vì vậy hắn vội vàng buông cổ nàng ra rồi bỏ chạy ra ngoài phòng khách. Lưu manh! Mễ Tử An hung hăng quát mắng, nàng cầm lấy áo ngủ gần như bị xé thành hanh nửa, nhàu nát, che trước ngực đuổi theo. Tần Lạc cười gượng. Hắn thực sự không cố ý. Cạch cạch! Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Tần Lạc chạy tới nhìn qua lỗ mắt mèo. Sau khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa chính là Trần Tư Tuyền, Tần Lạc liền mở cửa. Từ sau khi ca mổ thành công, Tần Lạc trở thành nhân vật ưu thích được cả giới truyền thông Đài Loan săn đuổi. Báo chí liên tục đưa tin về hắn làm hắn không dám ló mặt ra ngoài. Lại trị bệnh hả? Trần Tư Tuyền liếc nhìn cảnh lộn xộn trong phòng, cười trêu chọc Tần Lạc. Vừa mới trị xong, Tần Lạc cười nói, tại sao lại tới đây vào lúc này? Thế nào, tôi quấy rầy anh sao? Trần Tư Tuyền giả bộ oan uổng nói. Vậy thì tôi về. Không sao, dù Tần Lạc biết Trần Tư Tuyền là người thích làm trò, dùng điều này để chứng minh cho người đàn ông biết tầm quan trọng của sự tồn tại của mình, nhưng hắn vẫn lên tiếng giải thích, sao tôi lại dám có ý nghĩ đó. Vào đi, Trần Tư Tuyền nói vọng ra bên ngoài. Lúc này Tần Lạc mới để ý thì ra phía sau Tần Lạc còn có một người nữa. Thân hình Trần Tư Tuyền rất cao nên nàng hoàn toàn che lấp người ở sau lưng. Tần Lạc tiên sinh! Một người đàn ông mặc com lê đen cúi đầu nói với Tần Lạc. Là anh hả? Tần Lạc nhìn người đàn ông hỏi. Hắn nhớ rõ người đàn ông này là Doctor Po Chang Hao, lần trước hắn và Trần Tư Tuyền đã gặp ở Hàn Y Quán. Đúng vậy, Doctor Po Chang Hao, người đàn ông nói tên của mình. Có chuyện gì sao? Tần Lạc hỏi. Tôi tới mang thư khiêu chiến, Po Chang Hao nói. Chiến thư ư? Đúng vậy. Ân sư của tôi là Hứa Nhược tiên sinh đã nhận lời khiêu chiến của anh. Sắc mặt Po Chang Hao ngạo nghễ, giống như ông ta coi chuyện này rất nghiêm trọng.
thời gian, địa điểm. Một tháng nữa ở Seoul, Hàn Quốc. Oh Chang Hao nói. Được, nhất định tôi sẽ tới đúng hẹn, Tần Lạc cười nói. Tần Lạc tiên sinh, có một vấn đề. Vấn đề gì? Ân sư muốn khiêu chiến với cả nền Trung y Trung Quốc chứ không chỉ có anh, vì vậy nhất định anh hãy đi cùng với những tinh anh của quý quốc. Về chuyện này Bộ Y tế của chúng tôi sẽ tiến hành thảo luận với bên liên quan của phía Trung Quốc. Tần Lạc cười thoải mái. Dã tâm của những người này không nhỏ, bọn họ muốn thông qua chuyện này dẫm nát Trung y dưới chân mình sao? Đây đơn giản không phải tranh chấp của cá nhân với cá nhân mà đã thành tranh chấp của hai nước. Chương 375, quá kích thích. Oh Chang Hao thấy Tần Lạc chỉ đứng tại chỗ cười khúc khích, sau đó hắn lại trầm ngâm không trả lời, ông ta không nhịn được liền lên tiếng châm chọc, thế nào? Anh không muốn chấp nhận điều kiện đó sao? Làm sao bây giờ? Chúng tôi đã thông qua chính phủ của mình chính thức gửi lời tới chính phủ các anh, hơn nữa giới truyền thông cũng đã đưa tin về chuyện này. Nếu như các anh từ chối chuyện này, có thể sẽ không hay lắm, ảnh hưởng tới danh dự của các anh, đúng không? Chẳng lẽ ngoại trừ anh ra, ở Trung Quốc không còn thầy thuốc trung y nào khác sao? Ông ta biết y thuật của Tần Lạc, vì vậy ông ta không dám hạ thấp giá trị của hắn. Nếu nói vậy thì giá trị của ông ta là gì? Nhưng một điều rất rõ ràng là ông ta coi thường nền Trung y Trung Quốc. Nụ cười trên gương mặt ông ta rất rực rỡ. Ông ta quay sang nhìn Trần Tư Tuyền nói, Trần Tư Tuyền tiểu thư, tôi đã đồng ý với tiểu thư là không cố ý xúc phạm. Tôi chỉ nói một chút sự thật thôi. Tôi rất khâm phục y thuật của Tần Lạc tiên sinh, nhưng cả một đất nước chỉ có một thầy thuốc trung y ưu tú thì liệu có thể vực dậy cả một nền y học truyền thống không? Tôi nghĩ chỉ có đất nước chúng tôi mới có tư cách để nói về điều này. Đất nước chúng tôi rất chú trọng vào vấn đề này, hàng năm đều đầu tư rất nhiều tiền của vào việc phát triển và tuyên truyền hệ thống y học cổ truyền. Các trường dạy y học cổ truyền của chúng tôi còn thường xuyên tổ chức các cuộc thi đấu, khi đó các quan chức y tế, thậm chí cả Tổng thống cũng tham gia. Oh Chang Hao nói không sai, ngoại trừ Trung quốc gia coi trọng y học cổ truyền nhất chính là Hàn Quốc. Thậm chí mức độ coi trọng của người Hàn Quốc còn vượt xa người Trung Quốc rất nhiều. Chỉ cần một ví dụ đơn giản, ở Trung Quốc, nếu như Bộ Y tế muốn giải khoản toàn 100 triệu nghiên cứu y học thì bọn họ sẽ giải cho bên Bệnh viện Tây Y 80 triệu, chỉ có 20 triệu là dành cho bên Trung Y. Nhưng bên Hàn Quốc thì khác. Trong khoản tiền 100 triệu dành cho nghiên cứu y học đó, bọn họ sẽ dành 60 triệu cho y học cổ truyền, chỉ dành cho Tây Y có 40 triệu. Mà cũng bởi vì sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ Hàn Quốc nên đám giáo sư, chuyên gia Hàn Y mới tự tin cao độ như vậy. Trong đại thoại Tây Du Chí Tôn Bảo có nói một câu kinh điển, cái gì trong tay chúng ta không biết quý trọng, chỉ khi mất đi chúng ta mới hối hận thì đã muộn. Nếu như cho ta một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ nói với nàng một câu, ta yêu nàng. Những lời nói này rất phù hợp với Trung Y. Khi cầm trong tay đôi khi không biết quý trọng, một mực tin rằng có cũng được, không có cũng chẳng sao, vứt nó vào một xó để nó lay lắt sống dở chết dở, tới khi một quốc gia khác đột nhiên muốn chiếm đoạt lấy nó thì lúc này bọn họ mới phản ứng. Một mặt bọn họ vừa vung chân mắng chửi, một mặt lại hao tổn rất nhiều tiền bạc cùng công sức để cướp nó quay lại, thậm chí không cần biết hiệu quả là gì. Việc người Hàn Quốc thành công trong việc xâm lấn Trung Y chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Trên thế giới, trong kho tàng di sản thế giới phi vật chất, cái tên Trung Y đã được thay bằng cái tên Hàn Y. 100 năm hay 1000 năm sau, người Hàn Quốc mặc sức lũng đoạn thị trường Trung Y hay là được độc quyền thu phí khám chữa bệnh cùng là một việc rất có sức thuyết phục. Vốn Trần Tư Tuyền không muốn dẫn Po Chang Hao tới đây gặp Tần Lạc, nàng chỉ bảo hắn nói lại thông tin cho nàng, nhưng ông ta kiên trì thuyết phục nàng rằng ân sư của ông ta muốn ông ta tự mình nói với Tần Lạc. Trần Tư Tuyền sợ ông ta làm hỏng chuyện của Tần Lạc nên mới cẩn thận dặn dò ông ta không được vô cớ khích bác Tần Lạc, sau khi Po Chang Hao cam đoan nàng mới dẫn ông ta tới đây gặp hắn. Nàng thực sự không ngờ ông ta lại nói chuyện rất ngang ngược như vậy. Ông không bớt tranh cãi thì chết hay sao? Trần Tư Tuyền nói không còn vẻ khách sao? Nàng không thể chịu được khi thấy người khác khích bác Tần Lạc. Anh ấy gầy yếu, hiền lành, đáng yêu, quân tử, rất dễ làm người khác mủi lòng, thương yêu như vậy. Tần Lạc chỉ đang suy nghĩ về việc đó thôi, anh ấy có nói không dám tỉ thí chưa? Người không dám tỉ thí phải là ông mới đúng. Lần trước anh ấy muốn tỉ thí với ông sao ông không dám ra tay? Bây giờ còn ra vẻ ta đây, đúng là đáng ghét. Trần Tư Tuyền nói rất sắc bén. Nàng chọc thẳng vào chuyện lần trước Po Chang Hao không dám nhận lời tỉ thí làm cho ông ta vô cùng xấu hổ. Ông ta ra vẻ là đàn ông không muốn đôi co với phụ nữ. Ông ta nhìn Tần Lạc và hỏi, Tần Lạc tiên sinh, câu trả lời của anh thế nào?
Tần Lạc nhìn Po Chang Hao cười nói, tôi biết ý định của các ông khi làm vậy. Các ông cảm thấy bây giờ là lúc Hàn Y các ông đang trong thế cường thịnh, Trung Y đang trên đà suy sụp nên các ông muốn tàn nhẫn dẫm nát Trung Y dưới chân các ông phải không? Tần Lạc tiên sinh, anh lại cả nghĩ rồi. Chúng tôi chỉ muốn trao đổi, luận bàn theo đúng nghi lễ mà thôi. Nếu như anh cảm thấy vấn đề này rất khó khăn với các anh có thể từ chối. Po Chang Hao cười giải thích. Tần Lạc khoát tay nói, Po Chang Hao tiên sinh, chúng ta không phải là bạn bè, cũng sẽ không bao giờ trở thành bạn bè, vì vậy tôi không ngần ngại nói rõ thêm một chút. Lần tỉ thí này sử dụng phương thức ngoại giao của hai chính phủ là không phù hợp với chúng ta. Nếu như anh cảm thấy không cần thiết như vậy thì cũng có thể bỏ qua. Po Chang Hao gật đầu nói. Tôi cảm thấy chúng ta chỉ cần tỉ thí một trận phân thắng thua là đủ. Cần gì cứ phải công kích nhau một cách vô vị như vậy, đúng không? Đúng, Tần Lạc gật đầu khẳng định, chỉ cần đấu một trận phân thắng thua là đủ. Không cần cứ phải công kích nhau qua lại, tôi có thể thẳng thắn nói cho Po Chang Hao tiên sinh một việc. Cái gì? Các ông nghĩ gì về chúng tôi thì chúng tôi cũng nghĩ vậy về các ông. Ngay lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Trung Y, lần đầu tiên tôi học tên thuốc, lần đầu tiên tôi thái thuốc, lần đầu tiên tôi kê đơn tôi cũng đã nghĩ như vậy. Sắc mặt Tần Lạc vô cùng nghiêm túc, hai mắt hắn như có lửa thiêu đốt người khác, thân hình đứng thẳng như một cây tùng, áo trường bào, gương mặt lạnh như rồng, giọng nói hăng hái, ngầm sát khí, nụ cười châm biếm như muốn làm tan chảy mọi trở lực của một cuồng nho. Trần Tư Tuyền ở bên cạnh mê mẩn nhìn dáng vẻ tự tin, khí phách của Tần Lạc. Khí phách cùng với phong độ đó của hắn thật sự tồn tại mà đôi khi nàng không thể hiểu nổi. Một chàng trai như vậy, thật sự có một sự hấp dẫn làm mê muội phụ nữ. Trong giới giải trí những người đàn ông nổi tiếng, đẹp trai có thể nói nhiều như cá giết vượt sông. Trần Tư Tuyền đã tiếp xúc với rất nhiều đàn ông như vậy nhưng nàng có từng có rung động trước bất kỳ ai. Nàng chỉ mới tiếp xúc với Tần Lạc mấy lần mà con tim nàng đã thổn thức vì hắn. Thỉnh thoảng vào lúc nửa đêm, sau khi công việc kết thúc, nàng cầm một chén rượu hồng, ngồi thu chân, lặng lẽ trên ghế sofa tự hỏi về điều đó. Có phải vì Tần Lạc đẹp trai không? Còn có những người khác đẹp trai hơn Tần Lạc? Bởi vì Tần Lạc nhiều tiền sao? Còn có rất nhiều người nhiều tiền hơn Tần Lạc, hơn nữa Trần Tư Tuyền cũng biết bản thân nàng không phải là một người con gái ham muốn điên cuồng về tiền bạc. Dựa vào địa vị và danh tiếng của nàng hôm nay, số tiền nàng kiếm được cũng không làm nàng lo lắng về chuyện cơm áo, gạo tiền. Có phải vì ánh mắt thâm thúy cùng với phong thái đàn ông của anh ấy không? Không phải hai điều này hoàn toàn không xuất hiện trên người Tần Lạc sao? Có phải vì sức bền bỉ cùng với kỹ thuật hoàn mỹ trong cuộc chiến phòng the không? Điều này thì chỉ nhìn thì không biết được mà. Vậy là vì cái gì? Mình thích anh ấy vì cái gì? Đến lúc này Trần Tư Tuyền đã tìm được câu trả lời. Khí phách của anh ấy thường bộc lộ lòng trắc ẩn, khát vọng làm cho dân giàu nước mạnh. Hơn nữa anh ấy còn thể hiện tính cách không sợ hãi, phấn đấu không ngừng vì chính mong muốn của mình. Dù có ngàn vạn người cản đường mình, phụ nữ thường yêu thích những người đàn ông có trách nhiệm như vậy. Vô luận cảm giác trách nhiệm đó là với chính mình hay với đất nước và nhân dân thì phụ nữ vẫn yêu mến như thường. Một người đàn ông như vậy rất nhân ái. Tôi vốn tưởng rằng chuyện này còn phải đợi thêm mấy năm nữa, hoặc ít hơn một chút, nhưng các ông đã thúc đẩy cho chuyện này sớm hơn một bước làm tôi có cảm giác rằng tôi rất may mắn. Tôi chấp nhận lời khiêu chiến của các ông, mặc dù phía chính phủ không chấp nhận, tôi cũng sẽ dẫn một đoàn thầy thuốc Trung Y dùng tư cách cá nhân đi tham gia luận bàn với các anh. Ở Seoul, chúng ta hãy tỉ thí một trận phân rõ thắng thua. Được, tôi sẽ truyền lại lời của Tần Lạc tiên sinh cho ân sư của tôi. Chúng tôi sẽ đợi đại giá quang lâm ở Seoul. Po Chang Hao bị khí phách của Tần Lạc làm cho hoảng sợ, cách nói chuyện đã lịch sự hơn. Cho dù đó là chuyện người với người thì vẫn có chuyện quốc gia và quốc gia trong đó. Nếu bạn mạnh mẽ, đối phương sẽ yếu đi. Nếu như bạn yêu, đối phương sẽ mạnh mẽ. Nếu như lúc nào bạn cũng yếu ớt như vậy thì bất kỳ quốc gia nào cũng dám xông lên cắn bạn một cái, đá cho bạn một cái. Trên thế giới này, một người rất ràng bị người đó bắt nạt sẽ là một người tốt. Nếu như một người có tiếng xấu hung hãn với người ngoài, hơi một tí là đánh người thì hoặc mọi người sẽ né tránh người đó, hay là lấy lòng người đó. Sự kiên cường không để người khác xem thường của Tần Lạc ngược lại đã chiếm được sự tôn trọng đúng mức của người khác. Sau khi Po Chang Hao ra về, Trần Tư Truyền đóng cửa lại, đôi mắt ẩn chứa tình cảm thầm kín đắm đuối nhìn Tần Lạc. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc cảm thấy ánh mắt của Trần Tư Tuyền có gì đó không bình thường.
nàng trông giống như một tên du côn muốn đùa giỡn với những thiếu nữ con nhà lành. Trần Tư Tuyền tiến lại gần Tần Lạc một bước, Tần Lạc lùi lại sau một bước cho tới khi Tần Lạc lùi lại dựa sát vào tường, không thể lùi tiếp được nữa. Trần Tư Tuyền bước dài một bước, thân thể nàng dính sát Tần Lạc, một mùi thơm đặc thù của phụ nữ xộc vào mũi Tần Lạc, khiêu khích các tế bào sinh trưởng trong thân thể Tần Lạc. Hai chân nàng khẽ chạm vào chân Tần Lạc, bốn chân dính vào nhau chặt vào nhau, còn có cả bộ ngực cáo ngất, mềm mềm của nàng ép sát vào ngực Tần Lạc làm cho một vật ở dưới hạ thể Tần Lạc bắt đầu nhúc nhích cử động. Hai ngón tay nàng duỗi ra nâng cầm Tần Lạc đang cúi đầu vì xấu hổ lên, nàng cười hì hì như một nữ lưu manh, mới rồi anh thật sự vô cùng đáng yêu. Nói xong, đôi môi son của nàng lấn tới. Lần này mục tiêu của nàng không phải trán cũng không phải là mặt. Nàng đã coi Tần Lạc là người đàn ông của đời mình vì thế nàng đã hôn lên đôi môi Tần Lạc. Hơn nữa nàng còn sử dụng phương pháp hôn môi chuẩn mực. Tần Lạc không thể phản kháng, đầu lưỡi thơm ngát của Trần Tư Tuyền quay cuồng, sục sạo, quấn, mút trong mồm Tần Lạc. Cha mẹ ơi, kích thích quá. Tần Lạc bắt đầu cảm thấy hưng phấn, hắn vòng tay ôm lấy vòng eo gợi cảm của Trần Tư Tuyền. Cạch, cánh cửa phòng toilet đột nhiên bị mở ra. Mễ Tử An lạnh lùng nhìn đôi nam nữ đang sùng sục quấn lấy nhau dựa sát vào tường nói, xin lỗi đã quấy rầy. Tôi cảm thấy lúc này tôi đi ra là thích hợp nhất. Tôi không nghĩ tôi có thể chờ hàng nửa tiếng đợi xong xuôi mọi việc mới ra vì như thế thì cho dù là với tôi hay với hai người đều bị quấy rối quá mức. Đội Uyên Ương đang buông thả giật mình hoảng hốt quay đầu lại, trừng mắt nhìn Mễ Tử An. Ba đôi mắt nhìn nhau. Chương 376, cậu có thích cặp chân dài của cô ấy không? Bởi vì Mễ Tử An chuyện tình đang biểu lộ ra ngoài, sắc mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ, liền chạy vào toilet không phải để tắm rửa gì mà là vào soi gương xem mặt mình đã hồng như quả táo chưa. Dường như khuôn mặt xinh xắn đang cân nhắc xem nên trả thù tên sắc lang đã nhìn trộm thân thể mình như thế nào. Đợi sau khi bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, cô lại càng không đủ can đảm để hành động gì. Nếu như là phóng viên hay là một người nào đó nhận ra mình thì phải làm sao bây giờ? Mễ Tử An thầm nghĩ. Nếu bọn họ biết Mễ Tử An cùng ở một chỗ với một người đàn ông, hơn nữa lại còn trong phòng tắm của đàn ông, như vậy thì ngày mai có thể toàn bộ giới truyền thông sẽ loan tin khắp châu Á này. Là một người nổi tiếng, không hề được tự do như những người bình thường. Tiếp theo, cô lại nghe thấy giọng nói châm chọc khiêu khích của người đàn ông Hàn Quốc. Với tính tình táo bạo, lúc này cô chỉ muốn nhảy ra cùng hắn đại chiến 300 hiệp, nhưng Mễ Tử An nghĩ lúc này mình mà chạy ra thì rất kinh khủng. Có thể dễ dàng xảy ra chuyện như trong suy nghĩ của cô. Nghĩ đến những hậu quả, cuối cùng cô đành phải nhịn cơn giận xuống. Sau đó, cô nghe được sự phản kích của Tần Lạc. Một người đang phản kích với một bọn đàn ông khác. Mễ Tử An có chút bị kích động, có chút xao động. Lúc này khó có lời nào diễn tả được, cô bắt đầu có những ấn tượng tốt về Tần Lạc. Xem ra hắn là một người có cốt cách, tiểu thư Mễ Tử An cũng chuẩn bị không còn truy cứu việc Tần Lạc nhìn trộm thân thể mình. Anh xem Mễ tiểu thư đã phải chịu thiệt bao nhiêu rồi. Nhưng, kế tiếp đó là âm thanh khiến cho cô như bùng nổ khí tiết. Trong phòng còn có người khác, hai người kia dường như hai người không vội vàng mà ôm nhau ở đó. Vẫn còn đang hôn nhau, thậm chí cô còn nghe thấy hai người đó đang thở dốc cùng những âm thanh, ừ, à, của một người đàn ông đáng hận kia. Mới vừa rồi hắn đã nhìn trộm thân thể mình, vậy mà trong nháy mắt đã ôm hôn kịch liệt người phụ nữ khác. Điều này khiến cho Mễ tiểu thư không thể hiểu nổi chuyện gì. Vì vậy, cô cũng cố gắng không cần phải tắm rửa mà xé toang chiếc áo ngủ vừa mặc, và thay bộ đồ sạch sẽ khác mặc vào. Sau đó, mở cửa phòng một cách dứt khoát. Mễ tiểu thư, Trần Tư Tuyền trừng mắt nhìn Mễ Tử An. Mễ Tử An còn chưa đi sao? Bọn họ vẫn đứng ở cửa nói chuyện, bởi vì vừa rồi trong lúc nói chuyện tất cả chú ý của bọn họ đều hướng về Tần Lạc cho nên đã không để ý có người nào khác trong phòng không. Tiếp theo, chính hắn lại vừa phạm tội mê gái đã chủ động hôn nên càng không có thời gian kiểm tra phòng có ai không. Trần Tư Tuyền hung hăng mà trừng mắt liếc nhìn Tần Lạc một cái, nghĩ thầm, người này thế nào mà không nhắc nhở mình một tiếng. Tần Lạc vẻ mặt ủy khuất nói, cô cũng chưa cho tôi có cơ hội nói chuyện mà. Tôi đi trước, các người cứ tiếp tục đi, Mễ Tử An nói, rồi cô cầm cái túi sách từ trong phòng tắm nhét gì đó vào trong và bước đi. Hắn dĩ nhiên không để ý gì đến tôi. Ngay cả một câu cáo biệt cũng không nói. Lúc ra đến cửa, đột nhiên Mễ Tử An có cảm giác rất oan ức. Nàng giật khóa túi sách, lấy ra chiếc áo ngủ đã bị xé nát ném về phía Tần Lạc mà nói,
anh xé rách, tôi tặng cho anh coi như kỷ niệm. Nói xong, mới giật cánh cửa chạy đi. Cái áo ngủ kia được Trần Tư Tuyền bắt lấy, cô nghiêng người nhìn một chút rồi liếc mắt sang phía Tần Lạc hỏi, hai người chiến đấu chắc là phải kịch liệt lắm nhỉ? Thật không muốn cô nghĩ như vậy, Tần Lạc cười khổ mà nói. Vậy là như thế nào? Thì, Tần Lạc suy nghĩ một chút, có vẻ như khó nói, tôi nói thì chị chắc cũng không tin. Trần Tư Tuyền cười tủm tỉm nói, hôm qua Lệ Yêu Tinh đã gọi điện và nói qua với tôi vài chuyện, tôi cảm thấy rất có lý. Nam nữ trong tình cảnh đó mà không thích làm chuyện gì sao? Lúc trên giường thì thích lăn qua lăn lại, còn rất không thích khi cậu đi yêu hết chỗ này đến chỗ khác. Cho nên, cậu không phải là muốn tìm cớ che giấu đấy chứ? Vẫn muốn chúng ta tiếp tục sao? Trần Tư Tuyền nhìn Tần Lạc hỏi. Tần Lạc do dự trong chốc lát rồi gật đầu dứt khoát nói, đúng. Tôi thì không, Trần Tư Tuyền nói, tôi còn có chuyện cần phải làm, cậu đi tìm Mễ Tử An đi. Ngồi trên máy bay về Yến Kinh, Tần Lạc vẫn còn đang cảm thấy may mắn không thôi. May mắn là lúc ấy hắn đã kiên quyết cự tuyệt, nói cách khác là chính hắn rất có thể bị đàn chị Trần Tư Tuyền sơ tái. Chính mình là người tùy tiện như vậy sao? Tuyệt đối không phải vậy, Tần Lạc thầm nghĩ. Chẳng qua chị ta có đôi chân thật hấp dẫn, tại sao người phụ nữ đó lại có đôi chân đẹp như vậy chứ? Nói như vậy, không biết tiện nghi bên trong thì còn. Như thế nào nữa, Tần Lạc lộ vẻ mặt tiếc nuối. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Ngồi bên cạnh Tần Lạc, Văn Nhân Mục Nguyệt thấy vẻ mặt hắn không ngừng biến hóa nên lên tiếng hỏi. Không có gì, Tần Lạc vội vàng thu hồi lại tinh thần mình. Hắn nhìn sang Văn Nhân Mục Nguyệt đang đội một chiếc mũ long che lấp cả trán, vừa cười vừa nói, sẽ không lâu đâu, tôi chắc chắn sẽ nghĩ ra cách xóa đi vết tích trên trán cô. Những lời này anh đã nói rồi mà. Không phải nói lời ngon tiếng ngọt thì có thể nói một vạn lần cũng được sao, vậy mà người phụ nữ này sao lại cảm thấy phiền hà như vậy chứ? Chính hắn cũng chỉ từng nói qua một lần mà sao người phụ nữ này nhớ kỹ đến vậy được? Ôi, Tần Lạc thở dài. Sau khi trở về Yến Kinh có phải cô lại trở về giống như trước kia không? Bộ dạng như trước kia là sao? Thì là, Tần Lạc suy nghĩ tìm ra từ miêu tả thích hợp nhất. Chỉ biết suy nghĩ và ra lệnh như một người máy. Có lẽ là tốt hơn bây giờ. Tần Lạc cười khổ mà nói, ít nhất thì sẽ không vui vẻ như hôm chúng ta cùng bỏ trốn đó nữa. Ánh mắt Văn Nhân Mục Nguyệt trong nháy mắt như bừng tỉnh. Đúng vậy, như thế thì ban đêm sẽ không bao giờ gặp phải tình huống đó nữa. Còn ai vào đây giúp cô xách váy? Còn ai vào đây lôi kéo mình rời đi? Có ai lừa gạt cho cô ăn những đồ ăn vặt cay xè? Có ai? Có ai đưa cô đi tìm kiếm những cảm giác tự do? Với những suy nghĩ đó trong đầu cô, vậy cuộc sống của cô bây giờ sẽ thế nào? Rất nhiều năm sau này, cô vẫn có thể nhớ rõ một đôi đưa cho cô bộ lễ phục mỹ nhân ngư cùng những châu báu sang trọng biểu tượng của tình yêu. Đúng vậy, cô nhất định bọn họ biết rằng cô đang yêu chăng? Bọn họ thân mật kéo cô vào và mỉm cười vui sướng. Cảm ơn, Văn Nhân Mục Nguyệt nhẹ giọng nói. Cảm ơn cái gì? Tần Lạc cảm giác có chút kỳ lạ. Cảm ơn vì anh đã đem lại cho tôi sự vui vẻ. Tôi hôm đó tôi đã rất vui. Văn Nhân Mục Nguyệt nhẹ nhàng nói. Nghĩ đến buổi tối hôm đó lòng cô như mềm ra. Mặc dù sau đó đã xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy cũng không được thoải mái cho lắm. Mặc dù trên trán của cô cho tới bây giờ vẫn còn có vết sẹo. Nhưng cô vẫn cảm giác được đó là thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc sống của cô. Trong lòng Mã Duyệt như xe lại, quay sang nhìn tiểu thư mà nghĩ thầm, bọn họ không phải là đã làm chuyện gì rồi đấy chứ. Nếu không, tại sao tiểu thư lại nói là cảm ơn anh đã mang lại cho tôi sự vui vẻ, như vậy? Nếu như cô đồng ý thì ở Yến Kinh chúng ta cũng có thể bỏ trốn. Tần Lạc vừa cười vừa nói, hắn thấy Văn Nhân Mục Nguyệt tâm trạng có vẻ hơi buồn nên mới lên tiếng an ủi. Được. Văn Nhân Mục Nguyệt cười nói. Mã Duyệt hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lạc, rất nhanh mở máy tính của mình mà gửi mail với nội dung, đề phòng họ Tần đưa tiểu thư đi bỏ trốn lần nữa. Nhớ lấy, nhớ lấy, nhớ lấy. Máy bay đáp xuống phi trường Yến KNS, Văn Nhân Mục Nguyệt yêu cầu Tần Lạc cùng cô đi vào nội thành, bởi vì cô có đội xe tới đón nên Tần Lạc đã nhất quyết từ chối. Lúc ở trên máy bay, Trần Tư Tuyền đã nói trước với Tần Lạc là Lệ Yêu Tinh đã thuê xe tới đón hắn. Nếu như Lệ Khuynh Thành mà thấy hắn vội vàng như vậy chắc chắn sẽ có chuyện muốn hỏi hắn. Thỉnh thoảng, Tần Lạc cũng không thể không cảm thấy mình có vận khí tốt. Hình như tất cả những người bên cạnh hắn, những người hắn tiếp xúc đều là mỹ nữ. Vừa rời khỏi mỹ nữ này lại đến chỗ khác với một mỹ nữ khác. Đương nhiên,
là một người đàn ông, một người đàn ông có thẩm mỹ quan bình thường thì hắn cũng không ghét cái vận khí đó mà ngược lại, cảm thấy vô cùng cảm kích mà tận dụng vận khí đó. Tần Lạc vừa nói dứt lời, thì đã nhìn thấy Lệ Khuynh Thành xuất hiện vô cùng bắt mắt trong đám đông. Cô mặc một chiếc váy hoa màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác tây trang màu đen, phần eo thắt một chiếc đai lưng màu bạc ngăn cách bộ ngực đẫy đà của cô với bộ đùi thon thả. Nhưng cũng bởi vì chiếc đai lưng chia rõ thân hình cô thành hai phần nên khiến cho bộ ngực đẫy đã của cô càng thêm cao ngất hơn, bắp đùi càng thêm rắn chắc và gợi cảm hơn. Đôi tất chân màu đen rất hợp với đôi giày cao gót màu bạc, khiến cho đứng trong đám đông mà Lệ Khuynh Thành như tỏa sáng. Cô là người rất chú trọng trong ăn mặc, nên rất hiểu những ưu thế của bản thân. Nếu một người đàn ông nào đi lướt qua cô thôi cũng đã không khỏi trầm trồ, thậm chí có người còn đem cả camera ra để chụp cô, đối xử với cô giống như cô là một ngôi sao vậy. Khi Lệ Khuynh Thành nhìn thấy Tần Lạc liền giơ tay lên vẫy vẫy hắn, vì vậy, Tần Lạc lập tức trở thành tâm điểm chú ý của đám đông. Ai cũng muốn biết người phụ nữ này đang đón người đàn ông như thế nào. Khi nhìn thấy Tần Lạc trong chiếc áo choàng dài, không ít người đã bất ngờ biểu lộ một sự đau lòng. Cưng yêu đã về rồi. Lệ Khuynh Thành không biết có phải là đang đóng một bộ phim lãng mạn không, chạy vội tới bên Tần Lạc, ôm cổ hắn mà nũng nịu. Muốn ăn đậu hũ cũng không cần phải lấy cớ như vậy chứ. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Ghét cái mặt, đã nhiều ngày không gặp, người ta thật sự nhớ cậu mà. Lệ Khuynh Thành bỏ cánh tay đang ôm cổ Tần Lạc xuống, vòng vào tay hắn mà nói. Chị không thích hợp với hai từ, người ta, đâu. Đúng, tôi là một người phụ nữ đanh đá, làm gì có tư cách sử dụng hai từ, người ta, chứ. Tôi cũng chỉ xứng với hai từ, lão nương, thôi đúng không? Lệ Khuynh Thành tức giận nói. Tôi cảm thấy từ, lão nương, có vẻ lọt tai hơn từ, người ta, một chút đấy. Tần Lạc nói. Cũng không tệ lắm, Lệ Khuynh Thành hài lòng nói. Thế Trần Tư Tuyền đã ăn cậu chưa? Đừng nói là không có chuyện gì đấy chứ. Cậu cũng thật không còn mặt mũi nào nữa. Người ta đã chủ động mở cửa rồi. Trần Tư Tuyền đã chịu rồi còn gì. Loại chuyện này có thể tùy tiện được sao? Tần Lạc buồn bực nói. Vậy thì phải làm sao? Cô ấy thích cậu hả? Cô ấy tự nguyện mà. Lệ Khuynh Thành nói. Vậy cậu thế nào mà không hỏi tôi có thích hay không chứ? Được rồi, vậy tôi hỏi cậu câu này nữa. Lệ Khuynh Thành nói, cậu có thích cặp chân dài của cô ấy không? Chương 377, vợ cả và ba vợ bé. Thấy Tần Lạc xấu hổ không nói, Lệ Khuynh Thành khinh thường nói, thế nào? Không biết trả lời thế nào à? Cậu có dám nói là không thích không? Là đàn ông thì đều thích chân dài, có phải vậy hay không? Về điểm này thì đàn ông đều giống nhau, tưởng tôi không biết sao? Chị thực sự muốn hỏi như vậy sao? Tần Lạc nói. Chị hẳn là muốn biết tôi có thích hay không đúng không? Có gì khác nhau sao? Đàn ông vốn luôn vì một số điểm mà thích phụ nữ. Có đàn ông thích phụ nữ hiền lành, có người lại thích phụ nữ cá tính, còn lại đa phần đàn ông thích một người phụ nữ đẹp hoặc là một bộ ngực bự. Lần đầu tiên nam nữ gặp nhau mà nảy sinh tình cảm thì chẳng lẽ lại là vì thích nội tâm của nhau được sao? Lúc đó bọn họ vừa mới tiếp xúc với nhau thì liệu đã hiểu về nhau bao nhiêu phần trăm chứ? Tần Lạc vẫn biết rằng, nếu để đấu võ mồm về cuộc sống thì hắn không phải là đối thủ của yêu tinh này. Một mình cô có thể đấu lại với tất cả các thành viên của Tần gia. Tôi đưa cô ấy đến cho cậu mà cậu không thu được kết quả gì sao? Lệ Khuynh Thành hỏi. Thích lúc cùng lăn qua lăn lại một chỗ, không thích lúc tình cảm biến mất. Đúng vậy, cậu thử nghĩ lại xem, có phải là không có chuyện như vậy hay không? Tần Lạc cười khổ mà nói, tư tưởng của chị sao lại lưu manh như vậy nhỉ? Hứ. Bởi vì các người rất dối trá, Lệ Khuynh Thành cấu vào cánh tay Tần Lạc, sự thật là như vậy, chẳng qua là các người không muốn thừa nhận thôi. Vậy tại sao chị lại dám thừa nhận? Bởi vì tôi là người phụ nữ lưu mạnh. Hai người nhìn nhau cười to. Chỉ có khi ở bên cạnh Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc mới như hòn đã bị vỡ ra, không kiêng nể gì mà cùng cô trêu ghẹo nói chuyện phiếm. Không có gánh nặng, không có ràng buộc, thích nói gì thì nói. Tần Lạc nghĩ có lẽ đây giống như lời người xưa nói là, hồng nhan tri kỷ của hắn. Lệ Khuynh Thành mở cánh cửa xe ô tô màu bạc, sau khi hai người lên xe mà Lệ Khuynh Thành đã thuê, Tần Lạc ngồi bên cạnh ghế lái nói chuyện với cô. Chị vội vã tới gặp tôi như vậy có phải là có chuyện gì không? Tần Lạc hỏi. Tôi muốn nói chuyện với cậu, cậu lại còn không tin. Lệ Khuynh Thành liếc nhìn Tần Lạc đầy quyến rũ rồi nói. Tần Lạc tất nhiên là không tin lý do này.
bản thân hắn cũng không phải là đồ quý hiếm của Trung Quốc, sao lại có thể được người yêu mến đến vậy chứ? Hắn nhìn mãi mà không thể nhìn thấu người phụ nữ bên cạnh, hắn cũng chưa từng có ý nghĩ muốn đoán thế giới nội tâm của cô. Lần trước chị ở Yến Kinh có rất nhiều chuyện chờ tôi xử lý. Là chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Kỳ thật chuyện này cũng không có quan hệ gì đến chúng ta. Chỉ là tôi sợ chúng ta sẽ bị liên quan tới thôi. Lệ Khuynh Thành nói. Hả? Tần Lạc hỏi. Thì Danh Y Đường gặp chuyện không may. Lệ Khuynh Thành giải thích tiếp. Danh Y Đường Trung Quốc, gần đây một mực áp dụng hoạt động khám bệnh miễn phí ở trung tâm thành phố. Nhưng có vấn đề xảy ra là có một vài người đến đây khám bệnh rồi sau khi uống thuốc bọn họ kê thì đã bị trúng độc. Tần Lạc sắc mặt trầm xuống, hỏi, tại sao lại có thể như vậy được? Tôi đã xem qua những tư liệu của những danh y được mời vào làm việc rồi mà, bọn họ đều là thầy thuốc ra làm ngoài. Sao lại có thể kê đơn thuốc như vậy được chứ? Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Bây giờ chuyện ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, giới truyền thông càng ngày càng đào sâu về chuyện này. Vừa rồi lại còn có người nói rằng Trung Y là phản khoa học, đề nghị quốc gia phế trừ Trung Y, hội đồng Trung Y cũng sẽ có thể bị giải tán. Bao nhiêu tiền của trước đây chúng ta đã đầu tư vào coi như là xong đời. Tiền đầu tư nguyên liệu đầu vào rất nhiều nhưng không có khả năng thu hồi được kết quả. Ôi, tôi từ một thương nhân đầy kinh nghiệm bỗng trở thành một kẻ bại trận. Nhìn thấy ánh mắt khác thường của Tần Lạc đang nhìn mình, Lệ Khuynh Thành bỗng cười khanh khách mà nói, được rồi, tôi nói đùa, được rồi mà. Tôi biết vài triệu nhân dân tệ đó làm sao so được với sự nghiệp chấn hưng Trung Y vĩ đại cùng cậu được, thật sự không đáng là gì cả nhưng cậu không thể làm cho mỗi người cũng cùng lo cho nước cho dân như cậu được không hả? Chúng ta cũng có chút lưu tâm đến chuyện này có được hay không? Chuyện này rất phiền toái. Tần Lạc vẻ mặt nghiêm trọng nói, đối với giới Trung Y Trung Quốc mà nói, trừ hội Trung Y Trung Quốc thì mọi danh y đường Trung Quốc đều bị mọi người chú ý. Bọn họ không ngừng truyền thông quảng cáo, không ngừng khám chữa bệnh miễn phí. Nếu như bây giờ mà xử lý không tốt chuyện lần này thì không những tất cả danh y đường Trung Quốc giải tán mà cả hội Trung y Trung Quốc cũng giải tán luôn. Cả Trung y cũng đều bị chôn theo bọn họ luôn. Lần này thì không phải là Lệ Khuynh Thành nói láo nữa mà rất có thể chuyện đó đã xảy ra rồi. Vốn Trung y hiện giờ đã rất suy yếu rồi, phải rất vất vả Tần Lạc mới tìm được những người cùng chung lý tưởng thành lập hội Trung y với thanh thế khổng lồ với hy vọng chấn hưng Trung y. Vậy mà mới vừa bị người ta đập cho một gậy rất có thể lại quay về vạch xuất phát. Bởi vì không có biện pháp dùng nguyên lý khoa học để giải thích dược lý dược tính của các vị thuốc Trung Y đối với cơ thể con người, cho nên Trung Y vẫn bị nhiều người nói là phản khoa học. Bây giờ lại còn xuất hiện chuyện có người dùng thuốc Trung Y bị trúng độc nữa, không biết dân chúng có đồng tình với các giáo sư chuyên gia đã đưa ra ý kiến phía trừ Trung Y không? Tần Lạc nằm ngửa ra sau, có chút huệ oải vuốt vuốt huyệt thái dương. Để giúp cho chính mình giữ được sự tỉnh táo, bình tĩnh. Tần Lạc chỉ muốn kêu gào lên sao mà một chuyện nhỏ như vậy cũng gây khó khăn như vậy chứ. Hắn vừa mới đồng ý đến Hàn Quốc luận bàn chuyện, y thánh, giới Trung Y trong nước lại xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy rồi thì đến lúc đó hắn lấy danh nghĩa gì mà dẫn đoàn Trung Y Trung Quốc đến đó nữa chứ. Hắn còn gì để mà cùng người ta luận bàn chứ. Người ta hỏi một câu là các anh đã bị người dân trong nước phá hủy. Mọi người trong chính đất nước các anh còn không tin các anh, vậy mà các anh lại chạy tới đây so với chúng tôi làm gì? Lấy cái gì để khiến cho người ta yêu thích đây? Lấy cái gì để khiến người ta yêu thích được chứ? Đánh một trận phân định thắng thua, nhưng bọn họ đúng là chưa chiến đã thua rồi. Tần Lạc muốn chửi ra ngoài miệng. Nghẹn một hồi lâu, Tần Lạc hung hăng nói, bọn chó Nhật. Lệ Khuynh Thành liếc mắt nhìn Tần Lạc một cái rồi hỏi, thế nào rồi? Đã bị đả kích chưa? Có một chút. Sẽ từ bỏ chứ? Không có khả năng đó. Lệ Khuynh Thành cười hì hì nhìn Tần Lạc nói, tôi biết cậu không có khả năng dễ dàng để bị đánh bại như vậy. Hơn nữa, tôi rất tin tưởng rằng cậu sẽ có thể thực hiện được lý tưởng của mình. Tại sao? Bởi vì cậu là Tần Lạc. Tần Lạc cười to mà nói, đó không phải là lý do. Được rồi, vậy tôi sẽ thẳng thắn với cậu. Lệ Khuynh Thành nói, bởi vì cậu là người đàn ông mà Lệ Khuynh Thành này coi trọng nhất. Đó là một lý do rất hay. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Cậu chuẩn bị sẽ giải quyết thế nào đây? Lệ Khuynh Thành hỏi. Tần Lạc suy nghĩ một chút rồi nói. Bởi vì chúng ta không phải là đương sự, cho nên, chuyện này chúng ta không có động cơ để nhúng tay vào. Chủ yếu bây giờ để xem năng lực của hội danh y đường Trung Quốc như thế nào, nếu như bọn họ có thể giải quyết tốt đẹp chuyện này thì chúng ta có thể yên tâm được.
vậy là cứ yên lặng để nhìn sự việc tiến triển thế nào. Lệ Khuynh Thành cười hỏi. Nói như vậy thôi chứ tôi cũng có chút lo lắng. Tần Lạc nói, hắn suy nghĩ một lúc rồi rút từ trong túi ra chiếc điện thoại di động, bấm số nói chuyện với một người. Alo, là Tần Lạc sao? Anh đã trở về rồi sao? Từ trong tai nghe truyền đến giọng một người đàn ông. Minh Thính Trường, lúc nào thì chuẩn bị mời khách ăn cơm đấy? Tần Lạc cười hỏi. Minh Hạo trước là thư ký cho Bộ trưởng Bộ Mộ trường Sinh Thái đi theo lãnh đạo đã nhiều năm, Thái Bộ trưởng vẫn đều có ý trao quyền cho. Sau đó, bởi vì đưa đội đi giải quyết dịch bệnh muỗi độc đốt người nên không ít người biết đến. Cho nên, bây giờ hắn được cử đến làm sở trưởng sở sinh thái môi trường ở Yến Kinh với trụ sở văn phòng làm việc khá lớn, vị trí làm việc của hắn cũng rất có thực quyền. Ha ha, chỉ cần anh rảnh rỗi, thì lúc nào cũng có thể. Tôi đây tuy là sở trưởng nhưng không có bận rộn như anh đâu. Minh Hạo cười đùa, hắn có quan hệ rất tốt với Tần Lạc, cũng không hề vì cái chức sở trưởng mà lên mặt. Hơn nữa, hắn cũng hiểu rất rõ về Tần Lạc, nên hắn thật sự cũng không cảm thấy mình có tư cách gì mà lên mặt với Tần Lạc cả. Lão đệ, có phải lần này danh tiếng của anh bay tới cả Đài Loan hả? Ở Yến Kinh này chúng tôi đều có không ít những bài báo viết về anh. Hôm trước, có người trong hội nghị đã thăm dò qua lão lãnh đạo, tôi cùng hắn ngồi đó, lão lãnh đạo nói rằng chỉ có chúng tôi không nghĩ ra, chứ không có các anh không làm được, siêu sao thì cũng vậy thôi. Anh nói xem. Sao mấy chuyện lừa dối đó lại xảy ra với anh vậy hả? Tôi vốn thiện lương, thế nhưng có người chụp lên đầu tôi. Tần Lạc hàm hồ giải thích, cũng không muốn Minh Hạo nhắc tới chuyện nhàm chán đó nữa. Nói tiếp, tôi có chuyện cần sự trợ giúp của anh. Có phải chuyện liên quan đến danh y đường Trung Quốc xảy ra chuyện người uống thuốc trung y bị trúng độc không? Minh Hạo hỏi. Sao anh lại biết? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Tôi còn biết, khi anh trở về chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho tôi nữa kìa. Minh Hạo vừa cười vừa nói, anh giống như là con gà mái ý, trung y này một mẫu thì ba phần là của anh, còn lại cấp dưới của anh đều là gà con cả. Ai dám động đến gà con của anh không thể để yên mà sẽ cùng bọn họ liều mạng ngay. Minh Hạo nói tiếp, thôi, không cùng anh nói giỡn nữa. Bây giờ tôi cũng vừa nhận phụ trách vụ này, nếu anh muốn trợ giúp về phương diện gì thì cứ nói, nếu là việc tôi có thể làm thì nhất định sẽ toàn lực phối hợp với anh. Tôi muốn biết thông tin về người bệnh bị trúng độc và người kê đơn thuốc của danh y đường Trung Y. Tần Lạc nói, tôi là cơ quan quản lý nên có tư liệu này. Anh ở đâu nhỉ để bây giờ tôi mang đến cho anh? Minh Hạo nói, vậy tôi ở hội Trung Y chờ anh nhé. Tần Lạc nói, vừa mới trở về đáng lẽ phải đi gặp Lâm Tỷ Tỷ mới tốt. Nhưng công hội Trung Y là nơi giải quyết những chuyện này tốt nhất. Được, nửa tiếng nữa gặp nhau nhé. Minh Hạo nói, ok. Lệ Khuynh Thành dừng xe ở ven đường, nói, gà mái nhỏ, có phải cậu chuẩn bị xuống xe không? Tần Lạc nhìn phía trước một chút rồi trả lời, bây giờ mới vừa vào nội thành. Sao chị đã đuổi tôi xuống xe vậy? Chị không tiễn tôi đến công hội Trung Y à? Không đi. Cậu định cả đời cũng không bước vào được cái tòa nhà đó sao? Trên đó còn viết tên của cậu đấy. Lệ Khuynh Thành vừa cười vừa nói, có ba cô vợ thì phải đến gặp cả ba. Chẳng phải cậu chỉ cần vừa về là ba cô vợ chủ động chạy ngay đến trước chính phòng gặp cậu sao? Nếu như chúng ta cùng đến thì cậu sẽ gặp ai? Tần Lạc chăm chú suy nghĩ một chút về câu đáp án, hắn cũng nghĩ rằng chính mình bây giờ đi xe đến đó có vẻ thích hợp hơn. Chương 378, Thái y danh sách đen. Thứ hai. Ngày thứ hai. Một mình Tần Lạc vẫy taxi đi tới Khuynh Thành Building, rút kinh nghiệm lần trước. Mấy người bảo vệ trước đại sảnh đã không chặn hắn lại mà cung kính đứng dậy chào hỏi hắn. Tần Lạc đột nhiên đẩy cánh cửa phòng làm việc của Lâm Hoán Khê, ngồi bên bàn làm việc Lâm Hoán Khê chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái nhưng cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Cô biết tôi sẽ đến đây sao? Tần Lạc tới bên cạnh Lâm Hoán Khê, vừa ôm vai cô vừa hỏi. Thư ký đã gọi điện báo trước cho tôi, Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc thầm giận, những người đó sao mà nhiều chuyện thế chứ? Muốn tạo chút bất ngờ thôi mà cũng không được. Mọi người ở nhà có khỏe không? Tần Lạc cười hỏi, ông nội thế nào, bối bối có ngoan không? Mọi người vẫn khỏe, Lâm Hoán Khê nghiêng mặt liếc nhìn Tần Lạc, nói, bối bối rất nhớ anh. Mỗi ngày đều hỏi anh rất nhiều lần. Nghĩ đến chuyện sau này tiểu hài tử này trưởng thành chính mình sẽ gả chồng cho nó, trong lòng Tần Lạc có chút mềm mại, nói, tôi cũng rất nhớ con bé. Lần này trở về, sẽ có nhiều thời gian vui vẻ cùng mọi người. Tốt, Lâm Hoán Khê khẽ gật đầu cười.
chỉ cần nhắc tới bối bối trên mặt cô lại lan tỏa một thứ tình thương như của một người mẹ. Chúng ta sẽ đưa con bé đi chơi vườn bách thú. Con bé nói bạn bè ở lớp nó cũng đi vườn bách thú rồi nhưng nó chưa bao giờ được tới đó. Trẻ em nên được tiếp xúc nhiều với thiên nhiên. Được, đi đến đâu cũng được, Tần Lạc nói. Lúc hắn đang suy nghĩ xem có nên tắm bằng nước lạnh hay không thì điện thoại trong túi vang lên. Tần Lạc buông vai Lâm Hoán Khê ra, cầm điện thoại ra nhìn thấy số của Minh Hạo hiện lên, liền nói, tôi có hẹn với Minh Hạo, có một số việc cần bàn bạc. Có phải chuyện về danh y đường Trung Quốc không? Lâm Hoán Khê hỏi. Đúng, cô cũng chú ý tới chuyện đó à? Tần Lạc hỏi, nhưng rất nhanh sau đó hắn biết mình đã hỏi một câu hỏi rất vớ vẩn. Bản thân Lâm Hoán Khê là người quản lý. Giải quyết những chuyện cụ thể của Công hội Trung y Trung Quốc, nếu như ngay cả đến chuyện đại sự như vậy mà còn không chú ý đến thì có phải là quá tắc trách hay không? Trên thực tế, Lâm Hoán Khê luôn giải quyết mọi chuyện của Công hội Trung y rất gọn gàng, đâu ra đấy, so với những kỳ vọng ban đầu của Tần Lạc còn có phần tốt hơn. Thậm chí ngay cả đến Lệ Khuynh Thành là một người luôn gây sự với người khác mà cũng phải thể hiện một sự tán thưởng. Đúng vậy, truyền thông báo chí trong nước Xê Úng đã nói nhiều đến chuyện này. Thậm chí tôi còn theo dõi thấy một số báo nói về việc không ít người muốn đưa ra ý kiến phế trừ Trung y, tôi cũng đã làm một số biện pháp phản đối chuyện đó. Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc cũng không hỏi cô đã làm biện pháp gì để phản đối chuyện đó, khi hắn đã giao cho cô giải quyết những chuyện của Công hội Trung y thì đã hoàn toàn tín nhiệm cô. Chủ yếu là muốn biết thái độ của các lãnh đạo, Tần Lạc nói, nhưng tất nhiên là lãnh đạo cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhiều của dân ý. Chuyện này chúng ta cần phải chú trọng đến việc cải thiện tư tưởng của dân chúng. Chúng ta đang tham gia vào chương trình truyền hình lớn của đài truyền hình Hiệp Thương, đang làm vài kỳ chuyên đề liên quan đến vấn đề muỗi đốt truyền virus sang người. Lâm Hoán Khê nói, chúng ta muốn nói cho bọn họ biết được sự hữu dụng của Trung y. Nó đã nhiều lần cứu nguy cho con người, vì vậy con người không thể lúc cần thì nghĩ đến nó nhưng lúc không cần thì giơ chân đá nó đi như vậy được. Tần Lạc gật đầu cười. Phong cách làm việc của Lâm Hoán Khê càng ngày càng có ảnh hưởng đến hắn. Đi thôi, Minh Hạo đã lên đây. Chúng ta sẽ cùng đến nói chuyện với hắn. Bây giờ hắn là giám đốc sở y tế, chuyện này là do hắn quản lý. Chúng ta cần đi nghe quan điểm của hắn về chuyện này. Tần Lạc kéo Lâm Hoán Khê từ ghế lên mà nói. Lâm Hoán Khê cầm tập tài liệu kẹp trên bàn lên, rồi cùng Tần Lạc đi hướng ra phòng hội nghị. Đẩy cánh cửa kính phòng hội nghị ra. Hai người đã nhìn thấy Minh Hạo chờ đó từ lúc nào rồi. Hắn chủ động bắt chuyện với Lâm Hoán Khê, sau đó quay sang nói với Tần Lạc, anh đã trở về, tôi cũng thấy nhẹ cả người. Chuyện này thật sự là nếu không giải quyết kịp thời thì công việc của tôi cũng rất bị động. Bộ trưởng Thái cũng chịu áp lực rất nhiều. Bộ trưởng Thái, Tần Lạc kinh ngạc hỏi, chuyện này cũng có ảnh hưởng lớn đến trận đấu của những người đứng đầu sao? Người nào cũng biết rõ rằng, Bộ trưởng Thái luôn ủng hộ những hiệu thuốc Trung y. Đã chỉ đạo không ngừng phát triển Trung y. Nhưng hiện giờ Trung y lại liên tục xuất hiện những sự cố, dân chúng lên tiếng rất nhiều với khẩu hiệu phế bỏ Trung y, điều đó khiến cho những khó khăn áp lực với Bộ trưởng Thái càng lớn hơn. Minh Hạo vẻ mặt lo lắng mà nói. Tần Lạc gật đầu nói tiếp, anh yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Thế thứ tôi muốn anh mang đến đâu rồi? Tôi đã mang tới đây. Minh Hạo vừa nói vừa cầm lấy cái cặp ra để trên bàn, rồi lấy ra một tập tư liệu đưa cho Tần Lạc. Trước tiên Tần Lạc mở tư liệu về những người bệnh bị trúng độc, bởi vì chỉ có xem tình hình bệnh tật của họ, phân tích biểu hiện bệnh thì mới biết được đơn thuốc mà thầy thuốc kê có vấn đề gì không. Trong số những bệnh nhân bị ngộ độc thì có hai trường hợp mắc bệnh gan, một trường hợp suy thận và một trường hợp có vấn đề nghiêm trọng ở dạ dày. Tần Lạc cẩn thận nghiên cứu thời gian phát bệnh của bọn họ, thể trạng của họ cùng với những loại thuốc mà họ đã dùng. Tất cả thông tin đó được Tần Lạc lưu vào trong đầu. Sau đó, Tần Lạc lại mở tiếp một tập tư liệu khác ra. Đó là thông tin về một số thầy thuốc danh y đường đã kê đơn thuốc cho những bệnh nhân này. Trước khi anh trở về tôi cũng đã tham khảo ý kiến của không ít danh y Trung y. Bọn họ đều nói là hầu như những đơn thuốc này không có vấn đề gì cả. Minh Hạo nói, cũng là vì nguyên nhân này mà khiến cho chúng tôi không có biện pháp hạ nhiệt chuyện này. Chúng tôi không thể nói là do thầy thuốc cố ý mưu sát bệnh nhân. Càng không thể nói là do cơ thể người bệnh có vấn đề gì được. Tần Lạc gật đầu, sau đó chăm chú nghiên cứu 4 đơn thuốc. Không sai, Tần Lạc cũng không hề phát hiện thấy đơn thuốc có vấn đề gì cả. Thế nào, Lâm Hoán Khê hỏi. Từ chuẩn đoán bệnh đến đơn thuốc được kê, không có bất cứ vấn đề gì. Tần Lạc nói.
Ôi, tôi cũng đoán được kết quả này. Minh Hạo cười khổ mà nói. Không ngờ rằng sự việc này lại khó giải quyết đến vậy. Thật sự chuyện này chắc phải cho ngừng hoạt động của vài chục danh y đường mới được. Như vậy may ra em mở ới có thể làm yên lòng dân, nhưng làm như vậy lại ảnh hưởng lớn đến y học Trung Quốc. Lúc đó công chúng sẽ cho rằng đúng là phương thuốc của danh y đường có vấn đề. Tần Lạc không trả lời, mắt hắn vẫn tập trung vào mấy đơn thuốc, cố nghiên cứu kỹ xem trong đó có vấn đề gì không. Quá trình xác thuốc trung y cũng vô cùng quan trọng, lửa to hay nhỏ, thời gian đun dài hay ngắn, có cùng ăn với thức ăn gì tương khắc với thuốc không? Tần Lạc hỏi. Không có, Minh Hạo khẳng định, sau khi chuyện này xảy ra, Sở Y tế đã lập tức cho một đội giám sát xuống kiểm tra hiện trường, hơn nữa còn khám nghiệm những thứ bệnh nhân vừa ăn vào cũng không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy thì quả thực là kỳ lạ, Tần Lạc nói, hắn mở 4 đơn thuốc đặt trên bàn, xếp thành một hộp nhỏ. Đột nhiên, trong mắt Tần Lạc giật mình. Ở 4 đơn thuốc hắn đều nhìn thấy một loại dược liệu được kê đó là, dụ đầu hoa. Anh phát hiện ra vấn đề gì sao? Minh Hạo thấy vẻ mặt của Tần Lạc có vẻ khác thường liền lên tiếng hỏi. Tần Lạc chỉ vào 4 đơn thuốc và hỏi, anh có phát hiện ra là cả 4 đơn thuốc này đều có một loại dược liệu được kê không? Gì cơ? Dụ đầu hoa, Tần Lạc nói. Dụ đầu hoa, dược liệu này có vấn đề gì sao? Dụ đầu hoa chẳng phải là một phụ dược sao? Minh Hạo có chút khó hiểu hỏi. Anh có biết về Thái y danh sách đen không? Tần Lạc hỏi Minh Hạo. Thái y danh sách đen? Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu, để bảo vệ sự an toàn của hoàng tộc khi dùng thuốc, vào những năm 1410-1475 triều đình nhà Minh đã ra lệnh cho Thái y cùng các quan lấy tù nhân ra để thí nghiệm các loại thuốc. Trong suốt 65 năm đã có 5611 loại dược liệu được thí nghiệm và phân ra làm 6 loại chính. Trong đó, có 132 loại kịch độc, có 911 loại độc dược có tác dụng chậm, không liệt vào hàng dược liệu có 565 vị, dược liệu gây mệt mỏi có 3.559 vị, trông giống với dược liệu có 301 vị, những dược liệu dùng được có 143 vị. Trong lịch sử Trung Quốc thì Thái y danh sách đen này là thần bí nhất. Lâm Hoán Khê gật đầu đồng tình, nói, ở thư viện sách Trung y tôi cũng có nhìn thấy phần sách này. Vào năm 1967 nó bị lưu ra bí mật bàn giao cho một người ở New York. Người Mỹ và châu Âu rất chăm chú nghiên cứu phần sách này, hơn nữa còn thí nghiệm qua động vật trước khi chứng nhận độ chính xác của danh sách này. Tần Lạc lắng nghe Lâm Hoán Khê nói xong liền tiếp lời, không sai. Danh sách đó đã khiến cho nước Mỹ biết về tầm quan trọng và tính thiết thực của dược liệu Trung Quốc. Qua đó, bọn họ phải thừa nhận trình độ y dược của chúng ta, so với bọn họ có lẽ phải sáng hơn mấy thế kỷ. Phần danh sách đen này với mấy vụ án ngộ độc kia thì có liên quan gì đến nhau? Minh Hạo hỏi, hắn chỉ là thân phận quan chức, đối với lĩnh vực y học cổ truyền thì tốt hơn hết là nên hỏi Tần Lạc và Lâm Hoán Khê. Dụ đầu hoa chính là một trong 911 độc dược có tác dụng trận. Tần Lạc nói, có thể nào chỉ là trùng hợp hay không? Minh Hạo phân vân hỏi lại. Tần Lạc vừa nghiên cứu lại một lần nữa các đơn thuốc, liền đập phục tay lên bàn một cái mà nói, đây không phải là trùng hợp. Đây là mưu sát. Mưu sát. Minh Hạo cùng Lâm Hoán Khê nghe thấy lời nói của Tần Lạc giật mình trừng mắt to ra nhìn hắn mà chờ đợi ở hắn một sự giải thích. Dụ đầu hoa vốn là độc dược có tính chất chậm phát tác, rất khó có thể làm cho con người chết ngay được, nhưng hai người cứ nhìn kỹ vào 4 đơn thuốc sẽ thấy, mỗi đơn thuốc đều có một hoặc là 2-3 loại dược liệu tương khắc với dụ đầu hoa. Cứ như vậy, có thể tăng khả năng tử vong của người bệnh. Tần Lạc biểu lộ vẻ mặt hung ác mà nói. Như vậy thì không phải là mưu sát thì là gì nữa? Tại sao bọn họ lại muốn làm như vậy? Minh Hạo hỏi, nếu như là bọn họ cố ý, vậy thì bọn họ có động cơ gì đây? Nếu như không phải là cố ý thì sao lại có sự trùng hợp như vậy được? Đơn thuốc này là do một người kê hay là vài người kê? Các người có thể khống chế được thầy thuốc này kê đơn tiếp không? Chỉ một người kê đơn là Trung y Hồ Tông Khánh. Sau khi chuyện xảy ra, cảnh sát vẫn chưa tìm được hắn. Minh Hạo áy náy nói. Hắn đã chạy trốn, sao lại để hắn chạy trốn chứ? Hẳn là các anh chưa khống chế được hắn hả? Tần Lạc sửng sốt trong chốc lát rồi nói tiếp, vậy bây giờ phải làm sao đây? Khi phát hiện ra chuyện này chúng tôi đã đi tìm hắn ngay. Nhưng không thấy hắn đâu cả, hắn đã chạy trốn nên tất nhiên là danh y đường mà hắn làm việc phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Minh Hạo nói, nhưng mà nếu như quả nhiên là hắn cố ý mưu sát thì danh y đường chẳng phải cũng là nạn nhân hay sao? Bọn họ sẽ không đời nào tự mình đạo diễn sự cố tai hại như vậy,
chẳng phải sẽ tự phá hủy sự nghiệp của mình sao? Chẳng lẽ có người muốn hãm hại danh y Đường? Tần Lạc cũng nghĩ không ra điểm mấu chốt trong sự việc này. Minh Hạo nở một nụ cười bí hiểm nói, nếu nói như vậy thì các anh là nghi phạm lớn nhất, bởi vì các anh là đối thủ cạnh tranh kịch liệt nhất với bọn họ. Chương 379, bác không đẹp trai này là ai vậy ạ? Tin tức thầy thuốc của danh y Đường Trung Quốc kê đơn thuốc làm cho người bệnh tử vong đã lan truyền khắp nơi, lập tức rộ lên làn sóng hoảng sợ, dường như cả thế giới đều chấn động vậy. Bao nhiêu sự công kích, bao nhiêu lời mắng chửi, bao nhiêu sự nghi vấn, hô hào phế trừ trung y Trung Quốc ở khắp nơi. Ở phía sau sân của danh y Đường Trung Quốc đã bị cá phóng viên tụ tập đông kín, tất nhiên không phải là để bàn bạc chuyện gì. Bên trong công hội trung y chỉ có nhà đầu tư Lý Lệnh Tây đang ở một nơi mà phóng viên cũng không thể tìm thấy được, cho nên. Bên trong tòa biệt thự bí mật, quản tự và Lý Lệnh Tây ngồi buồn bã hút thuốc, khói bay lượn nghi ngút khắp đại sảnh, có cảm giác như có cơn mưa lất phất ở đây vậy. Quản thiếu gia, anh có biện pháp gì không? Lý Lệnh Tây ngẩng đầu nhìn quản tự trầm giọng hỏi. Tôi vẫn đang suy nghĩ. Quản tự bóp điếu thuốc trên tay lên tiếng trả lời. Con mẹ nó, thằng cháu Hồ Tông Khánh. Nếu đều cho tôi bắt được, sẽ đập nát đầu nó ra mà không cho chạy đâu được, trừng phạt cái tội đã gây nên cục diện rối rắm này cho chúng ta. Đúng vậy, quản tự nói, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta cũng chỉ có thể lo tìm cách giải quyết thôi. Ai bảo chúng ta là ông chủ của hắn chứ? Ôi, tôi không cam lòng, Lý Lệnh Tây nói, danh y Đường của chúng đang phát triển rất tốt, đúng lúc mọi thứ đang rất thuận lợi. Nói thật nếu như không phải là công hội trung y ở trên chúng ta thì danh y Đường của chúng ta là đứng đầu cả nước. Vất vả lắm chúng ta mới có thể tích lũy được danh tiếng như vậy, thế mà trong phút chốc bị phá hủy, thật sự là không cam lòng. Ở đâu có sự sống ở đó có hy vọng, quản tự an ủi mà nói. Việc cần làm của chúng ta bây giờ là phải là dẹp yên cơn giận của dân chúng, chuyện này cần phải giải quyết thật ổn thỏa. Bất luận gia đình người bị hại đưa ra điều kiện gì thì chúng ta cũng đều phải đáp ứng cho bọn họ. Lý Lệnh Tây trừng mắt nói, như vậy mà được sao? Như vậy chẳng phải thừa nhận chuyện này là trách nhiệm của chúng ta sao? Quản tự cười khổ nói tiếp, anh không thấy là cho dù chúng ta không thừa nhận thì chuyện này vẫn có quan hệ như nào đến chúng ra sao? Hồ Tông Khánh đã chạy trốn, chính phủ đã khẳng định danh y Đường chúng ta phải đứng ra chịu mọi trách nhiệm trong sự cố này. Đây là biện pháp duy nhất. Để tôi thử đi tìm xem có ai giúp được không? Lý Lệnh Tây nói. Vô ích thôi. Quản tự lắc đầu, người dân oán quá nhiều, không ai có thể giúp được cả. Tốn một ít tiền để giải quyết chuyện bất bình này cho ổn thỏa, tiền thì có thể kiếm lại được. Chỉ cần bảng hiệu danh y Đường vẫn còn thì vẫn có thể kiếm được lại tiền. Nhưng nếu cứ như này thì danh y Đường chúng ta sẽ bị phá hủy mất. Lý Lệnh Tây nói. Quản tự trầm ngâm trong chốc lát, rồi lại rút ra một điều thuốc vừa hút vừa nói, vậy anh có biện pháp gì khác không? Lý Lệnh Tây cũng im lặng. Nếu như hắn có biện pháp gì thì liệu có phải chạy đến tìm người này hỏi ý kiến không? Hậu quả chuyện lần này, e là chúng ta có muốn sửa cũng không sửa được rồi. Lý Lệnh Tây nói, trung y xong đời rồi. Nếu có thể kiếm tiền, làm gì cũng giống nhau cả thôi. Quản tự an ủi cười. Đúng vậy, Lý Lệnh Tây buồn bực gật đầu đồng tình. Đột nhiên, hắn lại cười ha hả lên rồi nói, nhưng có thể kéo chìm cả công hội trung y, trong lòng tôi cũng có phần nào thoải mái. Chúng ta chết thì bọn chúng cũng bị chôn luôn cùng chúng ta. Hắc hắc, nếu theo như suy nghĩ của tôi thì cứ để chuyện này dây dưa thêm một thời gian nữa, xem tên tiểu tử kia sau này có còn kiêu ngạo được nữa không. Xem ra trong điều xấu cũng có điều tốt đấy chứ nhỉ. Nhớ lại lần trước tại phòng làm việc của sở hắn đã phải chịu nhục, Lý Lệnh Tây trong lòng cũng vô cùng oán hận mà muốn báo thù. Bọn họ sản nghiệp còn lớn hơn chúng ta, hẳn bây giờ còn sốt ruột hơn rất nhiều. Quản tự châm thuốc rồi nói. Đáng đời bọn chúng, Lý Lệnh Tây nói, được, như vậy thì tôi cũng cam lòng, dù sao chúng ta mà chết thì cũng phá hủy được bọn chúng. Chúng ta gây ra chuyện này, làm cho ảnh hưởng của cái án tử càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều người mắng chửi trung y, phế bỏ trung y đi là tốt nhất. Để anh giải quyết chuyện này, tôi sẽ nghĩ cách kiếm tiền khác, quản tự nói. Được, quản tự, anh chỉ cần đứng nhìn là được rồi. Hắc hắc, tôi nhất định sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết. Lý Lệnh Tây lộ vẻ âm trầm mà nói. Đừng đùa quá mức, cẩn thận lại kéo luôn chính mình vào đấy. Yên tâm đi, tôi biết thế nào là đủ mà. Lý Lệnh Tây hít liền hai hơi thuốc rồi nói, quản tự, chúng ta đi ra ngoài cho thoáng khí đi. Ở đây khói mù mịt có vẻ buồn bực quá.
Anh đi đi, tôi phải xem thư một lát, quản tự nói. Hắc, anh phải đi tận hưởng lạc thú đi chứ. Tôi nói rồi, con bé Lăng Tiếu đó rất thích anh chỉ cần giang tay đón nhận cô ta mà thôi. Lý Lệnh Tây lộ vẻ mặt hèn mọn, vừa cười vừa nói. Tôi không muốn gây rắc rối. Quản tự nói, bây giờ tôi chỉ có mấy người là bạn. Lý Lệnh Tây rất cảm động, từ cổ họng như có một dòng chảy ấm nóng từ từ lan tỏa khắp cơ thể hắn. Lý Lệnh Tây nói, tôi chỉ nói giỡn thôi mà. Nhìn tướng mạo của quản tự đây, đâu phải là người dễ dãi với phụ nữ đúng không? Nếu không thì để tôi giúp anh sắp xếp một phụ nữ để anh giải quyết vấn đề sinh lý được chứ? Cút đi, tôi tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện này. Quản tự vừa cười vừa nói. Đợi khi Lý Lệnh Tây khởi động xe rời đi, vẻ mặt quản tự bỗng lại trở nên âm trầm. Một người ngoại quốc cao lớn từ trên lầu bước xuống, đứng phía sau quản tự nói, chuyện càng ngày càng hay đây. Lúc này, hẳn là Trung Y đã xong đời rồi nhỉ. Anh thành công thật nhanh chóng. Khi nào trở về nước Mỹ, tổ chức sẽ không bạc đãi anh. Tổ chức sẽ đưa cho anh tiền thưởng và thuốc giải. Vậy còn Hồ Tông Khánh? Quản tự tự hỏi. Như giao ước từ trước, sẽ đưa hắn tới Nhật Bản. Người đàn ông cao lớn vừa cười vừa nói. Vậy sao? Hai tròng mắt quản tự như ánh lên sát khí mãnh liệt. Yên tâm đi, tôi đã làm việc thì anh cứ yên tâm. Người đàn ông cao lớn lấy từ trong túi ra điếu xì gà, dùng một chiếc bật lửa hình chiếc đao rất tinh tế. Hắn đã chết, chết ở một nơi xa như vậy, ngay cả đến thi thể của hắn cảnh sát Trung Quốc cũng không thể tìm được. Làm việc nhất định phải sạch sẽ không nên lưu lại dấu vết gì. Quản tự dặn dò nói. Giống như một lão phu quét đường vậy, tôi so với anh càng thấy rõ đạo lý đó. Người đàn ông cao lớn vừa cười vừa nói. Được rồi, xem ra anh vừa có khách đến thăm phải không? Người đàn ông to lớn nói xong liền xoay cánh cửa đi đến. Hiển nhiên, hắn không tiện chạm mặt với bạn bè của quản tự. Quả nhiên, ngoài cửa lại vang lên tiếng xe hơi đi đến. Quản tự nhìn thấy, phía trước cửa là một chiếc Mercedes bạc thể thao đang đỗ lại, ngồi trên xe là hai cô gái xinh đẹp, đúng là đôi bạn Lăng Thiếu cùng với chữ Toái Toái. Xem ra, con bé Lăng Tiếu lại vừa mới đổi xe. Đi theo phía sau chính là Lý Lệnh Tây, hắn mới đi khỏi không lâu mà đã quay trở lại. Quản tự khẽ nở nụ cười, hắn biết tại sao Lý Lệnh Tây lại quay trở về. Lại vừa đổi xe à? Quản tự đi ra ngoài sân cười nói với Lăng Tiếu đang bước xuống xe. Đâu có, tôi không có tiền để đổi loại xe này đâu. Lăng Tiếu vừa cười vừa nói. Đây là xe mới của phú bà Toái Toái. Tôi chỉ mượn đi chút cho thích thôi. Quản tự nhìn sang Toái Toái nói, hình như xe này mới được đưa ra thị trường chưa lâu, mấy tỷ vậy. Tôi cũng không thông thuộc các loại xe lắm, đây là bố tôi tặng tôi. Chữ Toái Toái cười nhã nhặn, nói rất ít, không ngổ ngáo, cũng không có kiểu lả lướt. Sinh nhật cô sao, hình như không phải mà, tôi nhớ rõ sinh nhật cô là vào ngày 15 tháng 5. Phải còn hơn một tháng nữa cơ mà. Chà, có vẻ anh nhớ rõ sinh nhật của Toái Toái quá nhỉ. Lăng Tiếu ngạc nhiên nói, tôi còn không nhớ được như vậy. Tôi còn nhớ rõ sinh nhật của cô là vào ngày mùng 9 tháng 11. Quản tự cười với Lăng Tiếu mà nói. Ha, tôi rất xúc động đấy, tôi rất xúc động đấy. Lăng Tiếu ôm chữ Toái Toái mà nói to lên. Không phải sinh nhật, chữ Toái Toái nói. Tác phẩm, đàn cầm, của Toái Toái được đề cử trong một giải thưởng lớn của thế giới là Giải thưởng Công trình Kiến trúc Hán. Lăng Tiếu cười giải thích hộ Toái Toái. Giải thưởng Công trình Kiến trúc Hán, quản tự rõ ràng là có chút kinh ngạc. Hồi còn học bên Mỹ hắn biết rất rõ rằng Giải thưởng Công trình Kiến trúc Hán là một trong 6 giải thưởng về kiến trúc nổi tiếng nhất thế giới, cùng với nó là những tên tuổi nổi danh, giải thưởng 3 năm mới tổ chức ra một lần. Nổi tiếng như Thư viện Ai Cập Alexander, bức tường thành Phục Hưng của Jerusalem, tòa tháp đôi của Malaysia là những kiến trúc đạt được giải thưởng này. Mặc dù chỉ là được đề cử trong giải thưởng lớn này cũng đã đủ để người ta kiêu ngạo cả đời rồi. Nếu như chữ Toái Toái mà đồng ý thì bây giờ cô có thể tiến vào những công ty với những công việc nổi tiếng của thế giới. Khó trách bố của chữ Toái Toái luôn nghiêm khắc, ngặt nghèo mà lại thưởng cho cô hẳn một chiếc xe hạng sang như này. Đây đúng là một sự kiện đáng chúc mừng. Đúng vậy, Lăng Thiếu gật đầu, hình như thành tích xuất sắc của bạn cũng giống như là thành tích của mình vậy. Bây giờ có rất nhiều công ty kiến trúc mời cô ấy hỗ trợ việc xếp đặt tác phẩm. Sau này Toái Toái của chúng ta sẽ kiếm ra bội tiền. Chúc mừng Toái Toái, quản tự vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta cũng nên đi ăn mừng một chút chứ nhỉ? Cho nên tôi vừa đi khỏi đã vội quay trở lại đây ngay đây.
Lý Lệnh Tây cười ha ha nói. Đi, đến Cẩm Lý, tôi mời. Lúc nói chuyện ánh mắt Lý Lệnh Tây nhìn chằm chằm vào chữ Toái Toái, nhưng hình như hắn không nhận thấy điều đó. Hắn biết cô từ lúc nhỏ, sau đó đã nảy sinh tình cảm với cô. Toái Toái là một cô gái có tính cách dịu dàng, hiền hòa, không phải là người quá tài giỏi nhưng lại luôn làm những chuyện có thể khiến cho người ta phải kinh ngạc. Khi còn học tiểu học, thành tích của cô đã rất đáng nể, cho tới bây giờ, cô vẫn là niềm tự hào của bọn hắn. Biết cô đạt được đề cử trong giải thưởng công trình kiến trúc Acre, Lý Lệnh Tây vừa vui mừng lại vừa có chút chua xót. Hắn vui khi chữ Toái Toái có được thành tích, nhưng cũng buông khi hắn không thể chiếm được trái tim cô gái này. Được, chúng ta đi Cẩm Lý. Chỗ đó đồ ăn khá ngon. Quản tự vội vàng nói, không để cho chữ Toái Toái có cơ hội phản bác. Được đấy, được đấy. Cũng lâu rồi tôi không qua đó ăn. Để giờ gọi điện đặt bàn trước đã. Lăng Tiếu cười nói, rồi kéo tay Toái Toái lôi vào trong xe. Cô ấy càng giỏi, tôi càng sốt ruột. Lý Lệnh Tây bất đắc dĩ đưa tay hút điếu thuốc rồi nói với quản tự. Nếu như có thể làm cho cô ấy siêu lòng, thì những quầng sáng trên người cô ấy trong nháy mắt sẽ biến mất. Quản tự vừa cười vừa nói, cố gắng lên, tôi ủng hộ anh. Đi thôi, tôi cho anh làm tài xế đấy. Lý Lệnh Tây nói. Quản tự cười cười, rồi chui vào xe của Lý Lệnh Tây. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong thành phố tĩnh lặng này lại nổi lên một loại gọi là quán ăn tự chọn. Quán ăn tự chọn, không có cửa hàng to, không có biển hiệu, không có giấy phép kinh doanh, cũng không có người phục vụ, không có menu cố định, chỉ có người đầu bếp với kỹ năng nấu ăn để kinh doanh thôi. Lịch sử xuất hiện, phòng bếp cá nhân, có từ những năm cuối triều đại nhà Thanh. Những người bản địa ở Quảng Đông cho biết gia đình nhà Đàm Triện Thanh từ già đến trẻ đều nấu ăn rất ngon, ngoài việc nấu các món ăn của Quảng Đông, Đàm gia còn nấu những món ăn Bắc Kinh, rồi kết hợp thành những món ăn hỗn hợp. Sau đó gia cảnh có phần sa sút nên Đàm Triện Thanh mở quán ăn ngoài trời và nấu những món ăn sở trường của Đàm gia gọi là phòng bếp cá nhân, để kiếm kế sinh nhai cho gia đình, thiết kế tiệc rượu trong nhà, mỗi đêm 3 bữa tiệc, phải hẹn trước 3 ngày. Có khi đông khách nhất phải hẹn trước 1 tháng. Cẩm Lý đó là một nhà hàng nổi danh với kiểu phòng bếp cá nhân đó, hơn nữa lại còn theo học chính tông gia truyền, phòng bếp cá nhân của Đàm gia. Mỗi đêm tổ chức 9 bữa tiệc, thường là rất khó tìm, nhưng những người tới đâu thì toàn là những người sang trọng nhiều tiền. Lăng Thiếu cùng chữ Toái Toái dừng ở bãi đỗ xe, đang lúc chuẩn bị bước vào quán thì tình cờ gặp người quen. Là anh sao? Lăng Thiếu đang vui vẻ đột nhiên tâm trạng giảm sút phân nửa. Anh trai, hai người cũng đến đây ăn cơm sao? Chữ Toái Toái vừa cười vừa nói. Tần Lạc cũng đưa Lâm Hoán Khê cùng Bối Bối đến đây ăn cơm, không ngờ rằng lại gặp người quen. Hắn hoàn toàn không nhìn Lăng Thiếu, mà cười nói với chữ Toái Toái, đúng vậy. Cô cũng đến đây ăn cơm à? Chữ Toái Toái cười khì khì một tiếng gật đầu, nhưng Lăng Thiếu thì có vẻ tức giận mà nói, chúng tôi không tới ăn cơm chẳng lẽ là đến để chạy bộ chắc? Quản tự cùng Lý Lệnh Tây tiến lên, không nghĩ rằng phía sau lại gặp đám người này. Nhưng nếu gặp phải thì cuối cùng cũng muốn kêu than lên một tiếng. Hắn quay sang gật đầu với Tần Lạc, và nhìn Lâm Hoán Khê nói, lâu rồi không gặp. Đúng vậy, khuôn mặt Lâm Hoán Khê không chút thay đổi mà nói. Vị tiểu cô nương xinh đẹp này là ai vậy? Quản tự nhìn Lâm Hoán Khê đang bế Bối Bối cười hỏi. Con gái tôi, Lâm Hoán Khê đáp. Cô có, con gái rồi sao? Quản tự lộ rõ vẻ sửng sốt. Là con của chúng tôi. Tần Lạc tiến lên ôm Lâm Hoán Khê cùng Bối Bối rồi nói, giống như là tuyên bố cô gái này thuộc chủ quyền của hắn. Ba, bác không đẹp trai này là ai vậy ạ? Bối Bối trong lòng Lâm Hoán Khê ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào hướng về phía quản tự khẽ hỏi. Chương 380, thổ lộ. Tần Lạc tưởng rằng nếu như chỉ nói về bề ngoài thì bản thân mình không hề đẹp trai. Bây giờ, hắn biết chính mình đã sai lầm rồi, hơn nữa còn là vô cùng sai lầm là khác. Ban đầu, hắn một mực lừa dối bản thân mình, hắn luôn đánh giá cao đối thủ, nhưng lại đánh giá thấp chính mình. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lời nói của trẻ con rất vô tư, chỉ có những lời được thốt ra từ miệng tiểu hài tử này mới là những lời chân thành êm tai nhất. Đứa nhỏ này thật sự là khiến người khác vui vẻ. Tần Lạc hôn lên khuôn mặt bụ bấm của Bối Bối, vừa cười vừa nói, ba và vị đại thúc này không phải là rất thân quen. Hắn gọi ba là gì ba cũng không rõ lắm. Âu, ba không quen ông ấy thì con cũng không quen. Bối Bối gật đầu nói. Đại thúc, quản tự cười khổ mà thầm nghĩ mình có già đến vậy không nhỉ?
mặc dù hắn biết rằng tiểu nữ này là cố ý hạ thấp mình xuống để nâng Tần Lạc lên, nhưng hắn căn bản là cũng không có đường nào phản kích cả. Chẳng lẽ hắn thật sự lại muốn chấp nhận một đứa trẻ con, rồi cùng con bé cãi nhau sao? Như vậy mới đúng là thất sách, e rằng mọi người sẽ thấy rằng hắn không có phong độ của một người đàn ông chân chính. Hắn không chỉ không thể tức giận, mà ngược lại còn muốn lên tiếng ca ngợi. Cười ha ha mà nói, tiểu nữ thật sự là đáng yêu. Nói dối, trong lòng chú nhất định là không thấy cháu đáng yêu chút nào. Bối bối vạch trần tâm trạng của quản tự. Mỗi lần cháu nói ra những chuyện không đúng của sư phụ thì ông ấy đều xoa đầu khen ngợi cháu, chưa bao giờ cho cháu phần thưởng cả. Lúc này thì đến Tần Lạc cũng vô cùng ngạc nhiên. Bây giờ không biết bọn trẻ ăn gì mà lớn lên nữa. Sao còn nhỏ mà trí tuệ đã thông suốt vậy chứ? Trong cô nhi viện bọn họ đã thực hiện chế độ giáo dục như nào với bọn trẻ không biết. Làm sao có thể đối đãi thật ra với tiểu nữ này đây? Tần Lạc nghĩ may mà đã đưa bối bối tới Yến Kinh đi học, nếu không nhỏ như vậy mà tiếp xúc với xã hội hiện thực bên ngoài, thì chẳng phải sẽ bóp méo tâm hồn ngây thơ trong sáng của con bé rồi sao? Chữ Toái Toái nheo mắt cười, dường như theo tự nhiên mà đi tới trước mặt Lâm Hoán Khê nói, tôi có thể bế cô bé này một chút không? Cô bé này thật đáng yêu. Bối bối, cho cô này hôn con một chút được không? Lâm Hoán Khê hỏi bối bối. Bối bối liếc con ngươi về phía Tần Lạc, nói, con muốn hỏi ý kiến ba. Con là con gái của ba mà, ba cho người khác hôn con thì con mới cho. Vì câu nói đó của bối bối mà mọi người đứng đó đều khom lưng cười. Ngay cả hai người đi cùng với hai tiểu thư kia cũng không nhịn được cười. Được bối bối coi trọng như vậy, Tần Lạc có cảm giác mình thật là nở mày nở mặt. Hắn quay sang bối bối nói, bối bối, cho cô ấy hôn con một chút đi. Cô ấy tên là chữ Toái Toái, là bạn của ba. Được à, bối bối chủ động hướng khuôn mặt bầu bĩnh của mình về phía chữ Toái Toái. Chữ Toái Toái hăng hái hôn liền mấy cái lên má, môi của bối bối, rồi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con bé, sau đó mới lưu luyến mà bỏ tay ra. Bối bối rất đáng yêu. Bối bối, lần sau cô đến chơi với cháu có được không? Chữ Toái Toái hỏi. Được à, giọng bối bối lanh lảnh hồi đáp, nhưng mà cô không biết cháu ở đâu đâu. Vậy cháu nói cho cô biết cháu ở đâu đi. Bối bối nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, cháu cũng không biết cháu ở đâu nữa. Một chút đáng yêu cũng không có. Lăng Thiếu cười nói, mặc dù trong lòng cô cảm thấy bối bối rất đáng yêu nhưng không thích những lời con bé đã nói với quản tự. Trong lòng cô, quản tự đẹp trai và chí khí hơn Tần Lạc nhiều. Cái tên đáng ghét kia sao có thể so với quản ca ca anh Tuấn, phong lưu được chứ? Cô mới là không đáng yêu, cháu sẽ không cho cô hôn, bối bối tức giận nói. Tần Lạc tiến tới trước mặt quản tự nói, tôi có nghe qua về chuyện của Danh Y Đường. Đối với ngành sản xuất này thì quả là một thương tổn lớn. Hy vọng các anh có thể xử lý tốt mọi chuyện. Anh là ai hả, tại sao chúng tôi phải nghe theo sự phân công của anh chứ? Lý Lệnh Tây cười lạnh mà chế nhạo. Anh không nghĩ rằng chính mình cũng có thể phải rời xa cái chức hội trưởng công hội Trung Y à? Tôi không có ý đó. Tần Lạc nói, tôi chỉ không muốn Trung Y bị ảnh hưởng. Tôi cũng hy vọng các anh có thể an toàn mà vượt qua cửa ải này và giải quyết tốt đẹp mọi chuyện. Thậm chí tôi cũng không hy vọng Danh Y Đường các anh xảy ra chuyện gì. Sự nghiệp phát triển Trung Y là chính, cần hỗ trợ nhau chứ không nên đánh nhau, đẩy nhau vào đường cùng. Nhưng tôi thì lại rất mong Danh Y Đường gặp chuyện không may. Lý Lệnh Tây vừa cười vừa nói, có người bắt đầu sợ hãi rồi sao? Sợ sẽ bị chôn cùng chúng ta đúng không? Tôi sợ, cho nên tôi hy vọng các anh có thể xử lý tốt mọi chuyện. Tần Lạc thẳng thắn nói. Lý Lệnh Tây lại muốn lên tiếng châm chọc nhưng bị quản tự dùng ánh mắt ngăn cản lại. Hắn vừa cười vừa nói, tôi hiểu ý của anh. Chúng ta đều không muốn Danh Y Đường gặp chuyện không may. Nhưng chuyện này cũng đã xảy ra nên chúng tôi cũng không chắc chắn sẽ giải quyết tốt mọi chuyện. Cũng chỉ là nạn nhân, nhưng trách nhiệm lần này chúng tôi sẽ gánh chịu. Vậy là tốt rồi, Tần Lạc gật đầu nói. Rồi quay sang Lâm Hoán Khê nói, chúng ta vào thôi. Đợi Tần Lạc và người nhà đi vào trong, Lý Lệnh Tây mới cười lạnh và nói sau lưng, có người coi mình là cứu thế giới. Thế giới này có thể cứu được sao? Tôi tin lời hắn nói. Chứ Toái Toái lên tiếng. Tôi đã xem qua một vài cuộc phỏng vấn của hắn, hắn đã vì ngành sản xuất Trung Y này mà đã làm rất nhiều chuyện. Nếu như thuần túy chỉ là vì kiếm tiền, thì nhất định sẽ không muốn làm nhiều việc đến vậy. Toái Toái, cô thật không tốt, cô không biết trên thế giới này lòng người hiểm ác sao? Lý Lệnh Tây nghe thấy chữ Toái Toái nói thay cho Tần Lạc,
lại còn thừa nhận là từng xem những cuộc phỏng vấn liên quan đến Tần Lạc, trong lòng hắn có chút bực tức, không thoải mái. Tôi tin vào năng lực phán đoán của chính mình, chứ Toái Toái kiên trì nói. Lý Lệnh Tây trong lòng vô cùng buồn bực, vừa có những câu nói không hay nên bây giờ chỉ có thể cầu trợ từ phía quản tự. Quản tự rõ ràng là hiểu ý của Lý Lệnh Tây, vừa cười vừa nói, giả vờ lương thiện không phải là quân tử, hối lỗi không phải là tiểu nhân. Quân tử giả lương thiện không giống với tiểu nhân giả ác. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của chúng ta, cùng là người ở chung với nhau, hay là cứ cùng nhau cảnh giác. Có lẽ hắn lại đúng như lời Toái Toái nói vậy thì đúng là một quân tử chân chính, có phải vậy không? Đi thôi, chúng ta vào ăn cơm. Còn muốn vào ăn sao? Lăng Thiếu tức giận nói. Mới vừa rồi tâm trạng còn hứng khởi, bây giờ thật là không còn hứng thú gì mà ăn cơm nữa. Đi thôi, hôm nay là một ngày vui, còn phải chúc mừng Toái Toái nữa, sao lại có thể không vào được? Chúng ta sẽ không nhớ đến chuyện không vui này được không nào? Quản tự cười khuyên nhủ mọi người. Nghe thấy quản tự nói vậy, Lăng Tiếu lúc này mới vui vẻ đồng ý đi vào trong. Bốn người đi tới phòng ăn đã đặt trước, sau đó gọi phục vụ bắt đầu làm đồ ăn. Lý Lệnh Tây nhìn sang quản tự nháy mắt ra dấu, quản tự liền hiểu ý mà gật đầu. Hắn quay sang Lăng Tiếu và chữ Toái Toái nói, hai cô cứ uống trà trước đi nhé. Tôi cùng Lệnh Tây ra ngoài một chút. Đi ra ngoài phòng khách của quán ăn lấy ra một điếu thuốc châm hút, quản tự hỏi, có chuyện gì vậy? Tôi muốn thổ lộ. Lý Lệnh Tây nói, vẻ mặt hắn có chút kích động, có chút khẩn trương và cả có chút bất an nữa. Quản tự nở một nụ cười mà nói, chúng ta đã quen biết nhau bao nhiêu năm rồi. Lý Lệnh Tây suy nghĩ một chút rồi nói, hơn 20 năm. Hình như chúng ta gần bằng tuổi nhau. Đúng vậy, Toái Toái năm nay 20 mấy tuổi. À, còn 56 ngày nữa là qua sinh nhật tuổi thứ 21. Lý Lệnh Tây nói, đúng vậy, cô ấy đã lớn lên cùng chúng ta. Anh và cô ấy cũng đã biết rằng 21 năm là 1/3 đời người rồi. Quản tự cảm thán nói, chúng ta không có nhiều cái 21 năm ấy, cho nên, tôi ủng hộ quyết định này của anh. Thực ra tôi cũng đã sớm nghĩ đến chuyện thổ lộ, nhưng như anh cũng biết thái độ của cô ấy với tôi rồi đấy, tôi sợ cô ấy sẽ từ chối, lúc đó ngay cả đến là bạn cũng không được. Nếu như vậy thì chẳng phải tình hình càng xấu hơn sao? Nhưng nếu im lặng không nói, cứ để tình cảm nát vụn trong lòng cũng không ổn mà. Quản tự nói. Quản tự ủng hộ tôi chứ. Tôi vẫn đang chờ xem, cuối cùng là anh có thể im lặng tới bao giờ đấy. Quản tự nhẹ cười ra tiếng mà nói. Ôi, tôi quả thật là tôi đã đợi 2 năm nay rồi. Nhưng hôm nay sau khi nghe được tin cô ấy được đề cử giải thưởng kia, thì trong lòng đột nhiên bắt đầu thấy vội vàng hơn. Hình như cô ấy càng ngày càng xa nếu như tôi không chủ động nói. Có thể ngay cả đến cơ hội thổ lộ cũng không có nữa. Vậy anh chuẩn bị làm như thế nào đây? Quản tự hỏi Lý Lệnh Tây. Trực tiếp nói cho cô ấy biết tình cảm của tôi. Lý Lệnh Tây không chút do dự mà nói. Mặc dù chơi đùa với không ít cô gái, nhưng cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ làm chuyện thổ lộ như này. Tôi đã mua nhẫn rồi, có nên trực tiếp tặng nhẫn luôn không? Ngay cả nhẫn anh cũng đã mua rồi sao? Quản tự ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, tôi mua lâu rồi. Vẫn để trong ví, tôi nghĩ là bao giờ có cơ hội sẽ lập tức cầu hôn cô ấy, nhưng mà đợi mãi cũng không có cơ hội nào. Lý Lệnh Tây nói, như vậy là làm tốt lắm rồi, quản tự gật đầu cười nói. Lúc hai người trở lại phòng ăn, Lăng Tiếu có chút không hài lòng mà nói, hai người nghiện thuốc nặng thật đấy, bỏ lại hai mỹ nhân ở đây để chạy đi hút thuốc lá. Tôi và Toái Toái ở đây phát chán lên được. Chỉ là bàn bạc một chuyện thôi mà, quản tự vừa cười vừa nói. Chuyện gì? Lăng Tiếu cười tò mò mà hỏi dò. Đến chàng ngốc cũng biết rõ chuyện này. Quản tự cố ý khơi gợi sự hứng thú ở hai cô nàng này. Ghét Lăng Tiếu cười gượng nói. Cốc, cốc, cốc. Có tiếng người gõ cửa kèm theo một giọng nói vang lên. Khách quý, thức ăn đã đến đây ạ. Vào đi, quản tự nói. Cánh cửa phòng mở ra, một cô phục vụ trong lễ phục màu tím bê một cái mâm tiến vào. Đây là món cầm sắt hòa minh. Xin mời mọi người từ từ thưởng thức ạ. Nữ phục vụ đặt mâm lên bàn lễ phép nói. Cầm sắt hòa minh, chúng ta có gọi món này sao? Lăng Tiếu nói, đoạn đưa tay nhấc cái vùng úp ra thì một hiện ra một khối hồng đỏ. Hả? Hai cô gái đều kinh ngạc hô lên khi nhìn vào một đĩa đựng một đóa hoa hồng đỏ, đóa hoa kiều diễm, ướt át, như là vừa được hái từ trong vườn vào vậy. Ở bên trên còn có vài giọt sương trong suốt, khi ánh đèn chiếu vào đóa hoa tỏa sáng như pha lê.
đây là món ăn tôi tặng Toái Toái. Lý Lệnh Tây vừa cười vừa nói. Chương 381, tạm biệt, người anh em.